chút thân hình của Hàn Lập cùng nữ tử họ tiêu nữa. Hàn Lập đứng tại chỗ không di chuyển một chút nào, nhưng giơ tay nhìn bàn tay đã ẩn hình của mình một chút, làm mang trong mắt, lại cũng không cách nào thấy được cái gì. Hắn lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng tán thưởng một câu. Bảo vật của đạo hữu thật đúng là thần diệu, tựa hồ còn lợi hại hơn nhiều so với bảo vật ẩn nấp bình thường. Hàn đạo hữu nói đùa rồi, bác trận mê quang phiên tất nhiên là ẩn hình 10 phần lợi hại, thế nhưng chỉ cần người có tâm người sử dụng thần niệm đảo qua, chính là không cách nào giấu giếm được, cũng chỉ có thể dùng để đối phó đám trùng thú thần niệm không mạnh này thôi. Nữ tử họ tiêu nghe vậy, lại cười nhạt một cái. Hàn lập sừng sốt, lập tức đem thần niệm hướng tới nữ tử ở bên kia đảo qua, quả nhiên lập tức phát hiện thân hình đối phương, trong lòng buông lỏng xuống, lại thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Bảo vật của đối phương ngay cả dùng minh thanh linh mục cũng không thể nhìn thấu, nếu là ngay cả thần niệm cũng có thể che giấu mà nói, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lúc này những người khác cũng giấu thân hình, đồng thời thu liếm lại khí tức. Trong lúc nhất thời, nơi đây ngoại trừ cái lư hương không lớn phiêu phù ở giữa không trung kia, lại không còn cái gì khác. Đàn hạc hương này quả nhiên hữu hiệu, mọi người cũng không phải đợi bao lâu, sau thời gian ăn xong bữa cơm, bỗng nhiên từ phía trong cự sơn truyền đến thanh âm ong ong, lập tức từ trong cái động khẩu ở chỗ không nhìn thấy nổi của sườn núi, đột nhiên bay ra một đám phi nghĩ lưng có hai cánh thật lớn đi ra. Những phi nghĩ này mỗi con dài khoảng một thước, răng năng lộ ra ngoài, hơn nữa trên lưng có một đôi cánh lục sắc, thoạt nhìn giống như một con phi điểu, thật là cư xê kỳ kinh người. Hiển nhiên mục tiêu của những cự nghĩ này, chính là lư hương, bay một cái từ sau cự sơn ra không chút nào dừng lại vù vù bay thẳng đến này, tốc độ lại không chậm chút nào, không lâu sau liền bay vào trong vòng vây của mọi người. Động thủ, bỗng nhiên không gian gần lư hương cùng chập trần, ngân phát thanh niên cùng mỹ diễm nữ tử hầu như cùng lúc từ trong hư không hiện ra, trong miệng bỗng nhiên nói ra tiếng mệnh lệnh lạnh lùng. Nhất thời ở bốn phương tám hướng linh quang các màu chấp động, lập tức hơn 10 kiện bảo vật đồng thời được sử dụng, hóa thành từng mảnh từng mảnh quang hà, hùng hổ cuốn tới hướng đàn kiến, trong đó còn kèm theo hỏa cầu, hồ quang cùng một ít pháp thuật phạm vi lớn. Xem ra tất cả mọi người đều xuất ra hết thần thông, đều muốn dưới một kích giải quyết những con hắc huyết nghĩ này. Một hồi tiếng nổ oanh đùng đùng liên nguyên truyền đến, toàn bộ đàn kiến hoàn toàn bị mọi màu sắc bạo liệt bao phủ, lập tức một cổ gió bão hàn nhiệt xoay chuyển từ chỗ trung tâm bạo liệt bất chợt tản ra, phong áp thật lớn, cho dù chúng tu thân ở ngoài trăm trượng cũng không khỏi biến sắc lùi ngay lại mấy bước. Sau khi quang mang cuồng phong đều tiêu tán, vị trí đám hắc huyết nghĩ đã giống tuyết từ lâu, bộ dáng ngay cả một chút cho tàn cũng không lưu lại. chương 1392, Huyền Qua Thú Thấy tình hình ấy, thanh niên họ chúc cùng Mỹ Diễm Nữ Tử đều lộ ra vẻ thỏa mãn, quần tu bốn phía cũng vô cùng vui sướng. Tuy rằng lấy tu vi của bọn họ, đối phó một đám hắc huyết nghĩ này vốn chính là giết gà dùng dao mổ trâu, thế nhưng thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên của chuyến này như vậy tự nhiên là một cái điểm báo không tồi thanh niên họ trúc giơ tay hướng lư hương vẫy một cái lò trong bích lục đàn hương không có chút nào dấu hiệu nào phụt tắt hóa thành một đoàn hoàng quang rơi xuống vào trong tay lại vừa lộn chuyển liền vô tung vô ảnh biến mất nhưng lập tức hào quang chợt lóe trên tay hiện ra một bộ ngân sắc tiểu kỳ trói mắt mỗi một cây chỉ dài có vài tấc trên mặt khắc ấn rất nhiều ký hiệu màu tím cùng một ít lôi điện hoa văn đưa tới một loại cảm giác phi thường thần bí bây giờ uy hiếp của hắc huyết nghĩ đã không còn tiếp theo chúng ta phải đi vào sào huyệt của chân thiềm thú trong núi một bộ huyền thanh thiên lôi kỳ này mấy đạo hữu mỗi người lấy một cây đi ánh mắt ngân phát thanh niên đảo qua hướng mấy người tu sĩ chậm rãi nói lúc này sau khi mấy người liếc mắt nhìn nhau lập tức phi thân tiến lên mỗi người từ trong tay hắn lấy đi một cây tiểu kỳ trong đó bất ngờ có lão giả họ liếu kia được rồi ngoại trừ triệu đạo hữu cùng tuần đạo hữu lưu lại ở bên ngoài cảnh giới một chút mọi người còn lại theo phu phụ ta đi thôi. Sau khi thanh niên họ chúc hướng một lão giả cùng một người trung niên phân phó, liền cùng Mỹ Diễm Nữ tử hóa thành hai đạo kinh hồng bay thẳng đến cự sơn. Những người khác cũng không có trần chờ, đồng dạng điều khiển độn quang theo tới. Chỉ có lão giả cùng người trung niên bị nói tên liếc mắt nhìn nhau cười khổ một tiếng, lúc này hai người bấm tay niệm thần chú, thân hình lần thứ hai ẩn nấp đi. Các tu sĩ khác đã theo hai người phu phụ thanh niên họ chúc từ một cái động khẩu nhìn như thiên nhiên ở một nơi của cự sơn, tiến vào trong bụng núi của cự sơn. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, đám người Hàn Lập đều xuất hiện tại trong một cái thông đạo ngầm ẩm ướt âm u. Trong thông đạo nơi nơi đều là mỏm chung nhũ treo ngược. Ở bốn vách tường, rêu xanh vô danh bám đầy, vô cùng trơn trượt, dài có một chút, cao chừng một tấc. Toàn bộ thông uốn lượn gồ ghề, liên tục hướng xuống dưới lòng đất kéo dài tiếp nữa. Cũng may thông đạo thiên nhiên hình thành này, rốt cuộc cũng đủ rộng lớn, làm cho mọi người cách vài thước có thể chậm rãi phi hành, không đến mức phải thực sự đi bộ đi tới. Hàn lập liên tục đánh giá mọi nơi, thỉnh thoảng có một chút độc trùng phi thường lớn từ trong khe bay về phía hắn thì đều bị hồng ti hung ác ngoan độc từ ngón tay bắn ra, tiện tay xuyên thủng, trực tiếp biến thành cho tàn. tại bên cạnh rõ ràng là tiêu tiên tử kia, vẻ mặt của nàng cũng đồng dạng cẩn thận, cả người có một tầng bạch sắc quang tráo lập loè, bất luận cái dạng độc trùng gì nhào lên trên, lập tức như bị một khối băng trong suốt bao quanh, rơi xuống trên mặt đất. không riêng gì Hàn lập và nàng. Các tu sĩ còn lại cũng thi triển các loại thủ đoạn nhỏ, cũng đánh chết bất cứ cái độc trùng gì dám tới gần trước người. Mặc dù không xem những con sâu này vào mắt, thế nhưng ai cũng không dám thật sự bị chúng nó cắn một cái vào trên người. Dù sao các thứ cổ quái ở thế giới man hoang nhiều không kể xiết, cho dù độc trùng bình thường nhìn như không có cái gì đặc biệt, cũng có thể làm cho một gã cao giai tu sĩ lập tức độc phát bỏ mình. Loại chuyện này, trước đây cũng không phải là không có phát sinh qua. Chúng tu đi một đường xuống phía dưới rất nhanh. Đồng thời người mở miệng nói chuyện trong đội ngũ càng ngày càng ít, cuối cùng cả đội ngũ đều trở nên im lặng đi. Ngoại trừ tiếng phốc phốc do không ngừng tê giết độc trùng ra, thì không còn âm thanh nào khác. Trong thông đạo cũng không tính là quá u ám, bốn vách tường thỉnh thoảng có một chút tảng đá vô danh tản ra ánh quang nhàn nhạt. Tựa hồ cùng nguyệt quang thạch mà tu sĩ nhân tộc thường dùng có chút tương tự. Như thế, trái lại thuận tiện cho đám người Hàn Lập đi tới. Sau khi đi xuống phía dưới một hồi nữa, bỗng nhiên thần sắc Hàn Lập khẽ động thâm ý sâu sắc nước mắt nhìn hướng đội ngũ phía trước, tựa hồ phát hiện cái gì đó. Cùng lúc đó, ngân phát thanh niên đi tuốt đằng trước cũng nhướng mày, đột nhiên cùng Mỹ diễm nữ tử dừng lại. Tiếp đó trong tai đám người Hàn lập lập tức vang lên tiếng truyền âm của thanh niên họ Trúc. Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm ứng được phía trước xuất hiện hai trùng thú, khí tức tiếp cận hóa thần kỳ, vừa vặn chặn đường đi của chúng ta. Gần đó còn có thể có trùng thú khác, ta không tiện phóng xuất thần niệm đi thăm dò xem nhiều hơn. Trước hết phải có người đi tới, xác nhận trùng thú ra làm sao, cẩn thận hơn một chút, đừng động thủ trước. Mọi người ngẩn ra, nhưng lập tức có một người đứng dậy, mở miệng nói: "Để cho Tại Hạ đi xem đi, thần thông khác Tại Hạ không có, nhưng trên độn thuật còn có vài phần tự tin. Không biết trúc tiền bối có tin tại hạ được hay không?" "Ha ha, hóa ra là Du huynh, phong độn thuật của đạo hữu vạn phần thần diệu, chúc mỗ chính là cầu còn không được." Ngân Phát thanh niên vừa nhìn rõ người nọ, nhất thời vẻ mặt cười cười. Người này cũng là tên đấu lạp lão ông đặt câu hỏi khi xuất phát ở trên băng điện kia. Lão ông nghe vậy cười hắc hắc, nhất thời một cổ gió nhẹ thổi qua bên cạnh, không thấy chút bóng dáng nữa. Quả nhiên là phong độn thuật phi thường thần diệu, những người khác lại đứng ở tại chỗ bình tĩnh chờ. Không ít người đối với trùng thú đột nhiên xuất hiện chặn đường phía trước, đều âm thầm cảm thấy nổi lên hứng thú. Chỉ là thời gian ăn xong bữa cơm, thân hình lão ông lại ở trong gió nhẹ hiện hình ra, vị trí chính là chỗ biến mất trước kia nếu không phải tất cả tu sĩ đều ngưng thần nhìn kỹ thì hầu như đều cho rằng lão giả căn bản chưa từng rời khỏi mà lão ông sau khi hiện ra lúc này hướng phu phụ thanh niên họ trúc nói dù mỗ đã kiểm tra qua phía trước là hai huyền qua thú sợ rằng phải có chút phiền phức huyền qua thú vừa nghe lời này tu sĩ trong thông đạo lại rối loạn một hồi không ít người trên mặt đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn cho dù là thanh niên họ trúc cũng không kiềm được nhướng mày hàn lập cũng vậy huyền qua thú cũng là một loại trùng thú con thú này cũng không phải quá đáng sợ nhưng bây giờ xuất hiện tại nơi đây lại rất là phiền phức bởi vì con thú này năng lực khác không có nhưng lại trời sinh tinh thông hai loại độn thuật thủy lôi đồng thời còn nhát như chuột chỉ hơi có một gió thổi cỏ lay sẽ trốn ngay lập tức càng bất đắc dĩ chính là trùng thú này còn có một tên gọi cổ minh thú khi phát hiện được địch nhân thân thể phát ra âm thanh kỳ quái sinh như loại trống lớn thanh âm cực lớn cơ hồ có thể xuyên qua ra xa mấy trăm dặm vì vậy một ít đại tông môn cùng đại thần thông giả của nhân yêu nhị tộc, dứt khoát thuần hóa con thú này, chuyên đặt ở một ít nơi quan trọng, đảm đương vai trò canh gác. Nếu không thể làm được một kích xiết ngay, khẳng định sẽ kinh động đến trùng thù trong cả tòa cự sơn, đến lúc đó gặp phải chuyện gì, chỉ có trời biết. Này ngược lại thật có chút nan giải, ta tuy là tu sĩ luyện hư, thế nhưng thần thông bản thông tu luyện lại không am hiểu ẩn nặc thuật. Huyền qua thú bất luận là xúc giác cùng thần niệm cũng không yếu, phu nhân của tại hạ trái lại độn thuật không kém, có thể nắm chắc giải quyết một đầu trong đó. Một đầu khác, còn phải cần một vị đạo hiếu khác xuất thủ giải quyết mới được, thanh niên họ chúc suy nghĩ một hồi lâu, mới hướng mọi người nói, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống trên người lão ông họ du. Tại hạ khẳng định không được, lấy phong độn thuật của lão phu tiếp cận chúng nó không có vấn đề gì. Nhưng huyền qua thú da dày thịt béo, thần thông của tại hạ tu luyện không thể làm được một kích chết ngay, sẽ làm hỏng đại sự. Lão ông liên tục xua tay, Ngân phát thanh niên thấy vậy, cười khổ một tiếng, lại nhìn về phía vài tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ còn lại. Mấy người cũng nhăn mày lại, hình dáng toàn bộ không nắm chắc được bao nhiêu phần. Chuyện quan hệ đến toàn bộ kế hoạch bực này, nếu không có 10 phần tin tưởng, ai dám tùy tiên nhận lời. Mà vừa tinh thông độn thuật cùng thần thông một kích phải giết, cũng đích xác có chút làm khó. Thanh niên họ chúc thấy vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Chuyện tình ngưu tính mấy năm, lại sẽ chỉ vì một đầu trùng thú mà sắp thành lại bại. Chẳng lẽ không thể thi triển thổ độn thuật từ một bên lách qua sao? Một gã tu sĩ có chút không rõ hỏi, có thể lách qua thì tại hạ còn đau đầu như vậy sao? Chẳng biết ở chỗ nào của núi này có một cái linh bính thạch mạch rất lớn, một khi trốn vào trong núi đá, tất cả linh lực tồn tại trên thân đều sẽ bị cấm chế mạnh mẽ hút đi. Nhưng chỉ cần không thi triển thổ độn thuật thì cũng không có trở ngại gì. Linh từ thạch mạch, không ít người nghe được lời ấy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến lên sắc mặt của người đặt câu hỏi kia càng đặc biệt khó coi đi trong lúc nhất thời càng không có người nào dám tùy tiện mở miệng chúc tiền bối nếu là tại hạ có thể giải quyết một đầu thú khác đến lúc đó máu của chân thiềm thú có thể cho tại hạ một phần được hay không một thanh âm lười biếng bỗng nhiên từ trong đám tu sĩ truyền tới người nói chuyện bất ngờ lại là hàn lập đứng ở giữa đội ngũ nữ tử thanh tú ở bên cạnh không nói lại có chút ngạc nhiên thế nào hàn đạo hữu có thể nắm chắc giải quyết con thú này nếu là thật có thể làm được như vậy, cho đạo hữu thêm một phần chân tiềm linh huyết, cũng không phải không được. Nhưng nếu là thất bại, thanh niên họ Trúc vừa thấy là Hàn Lập cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có chút trần chờ trả lời. Hiển nhiên hắn chính là không xem trọng một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ như Hàn Lập. Hắc hắc, tiền bối yên tâm, nếu là tại hạ thất thủ, có tổn thất gì, tại hạ xin chịu trách nhiệm bồi thường. Hàn Lập cười nhạt một cái, xem ra Hàn Đạo hữu thực sự rất nắm chắc, hảo, một đầu trùng thú khác liền giao cho đạo hữu thanh niên họ trúc trái lại cũng phi thường quyết đoán chỉ là hơi trầm ngâm một hồi lại thực sự gật đầu đáp ứng nhưng các tu sĩ khác lại khe khẽ nói nhỏ một hồi thân sắc khác nhau liên tục quan sát hàn lập có chút người thậm chí không chút nào che giấu lộ ra vẻ hoài nghi có điều là để để ngừa vạn nhất dù đạo hữu người ẩn nặc đi tới ở một bên phụ giúp hàn đạo hữu đi thanh niên họ trúc đang nói vừa chuyển lại như vậy trùng na đấu lạp lão ông nói được, cái này có thể giao cho lão phu đi. Lúc này đây, lão ông trái lại một ngụm đáp ứng luôn. Vì vậy tiếp đó, môi thanh niên họ chúc khẽ nhúc nhích hướng nữ tử xinh đẹp truyền âm vài câu gì đó, hai tay nàng bấm quyết, bỗng nhiên mặt bên ngoài thân hiện lên nhiều đóa hồng hà, rồi chợt lóe lên biến mất tại chỗ. Mà Hàn lập lại móc ra một tấm phù triện màu tím, vỗ tới trên người. Nhất thời tại trong ký hiệu ngân sắc quay cuồng, cũng đồng dạng không còn tung tích. Trái lại lão ông vẫn là thi triển phong độn thuật đón gió mà chạy. Theo sự dẫn đường của lão ông, Hàn Lập cùng Mỹ Diễm nữ tử phi hành về phía trước không lâu sau, đã đi tới mục tiêu. Trong thông đạo phía trước là một mảng rộng lớn, hai con phì trùng cực lớn trắng trắng, đều đang tự nằm úp sấp ở trên một mặt thạch bích, gặm cắn lên một loại rêu xanh không rõ tên. chương 1393 Kinh Biến, thân thể hai phì trùng này dài hai trượng, da thịt trắng tinh đồng thời lần liên tiếp, giống như một con nhộng lớn, nhưng một con trong đó có một cái đầu không lớn, trên mặt chẳng những có đôi màu nhỏ lục hồng sắc mà còn đang gạm cắn rêu xanh một con có răng nanh dài miệng thỉnh thoảng khép mở lại có thể cực kỳ to lớn hàn lập đã thi triển hư hóa thuật cho dù là tu sĩ luyện hư cũng đều không thể phát hiện tự nhiên càng không lo lắng hai trùng thu cấp hóa thần phát hiện ra tung tích lúc này ngông nghinh trực tiếp bay tới bầu trời trên đầu trùng thú ánh mắt mới hướng một cái phương hướng khác đảo qua tại dưới minh thanh linh mục gần một con huyền qua thú khác một đạo nhàn nhạt, nhạt hồng ảnh bất thình lình đứng ở nơi đó là nữ tử xinh đẹp thi triển độn thuật, mà ở cách phía sau nàng mấy trượng, một đạo thanh quang phiêu hốt bất định, cũng mượn phong lực che phiếu thân hình là lão ông họ Du. Nhưng lúc này trên mặt hai người mang theo một ít kinh nghi nhìn xung quanh mọi nơi, căn bản không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Hàn Lập. Hàn Lập cũng không thèm để ý, môi khẽ nhúc nhích một chút, không tiếng động truyền âm vài câu tới, chỉ ra chỗ của mình. Trên mặt hai người này tự nhiên là kinh ngạc vạn phần, nhưng lão ông biến thành thanh quang lại chợt lóe tới Hàn Lập bên này, cũng không dám tiếp cận trùng thú bên Hàn Lập trong vòng 10 trường. Hiển nhiên tiếp cận gần quá, căn bản hắn cũng không nắm chắc không bị phát hiện. Trái lại nữ tu sĩ luyện hư xinh đẹp kia, sau khi thi lại vẻ kinh ngạc, người trực tiếp bay tới một chỗ khác cách trùng thú khoảng 5-6 trường, mới không một tiếng động dừng lại thân hình. Trong lúc nhất thời, ba người đều không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, chỉ truyền đến thanh âm gặm rêu xanh sàn sạt của hai đầu huyền qua thú. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, một bàn tay bỗng nhiên đang tối chợt sáng, Hư không hướng tới trùng thú phía dưới bắt lấy một cái. Nhất thời hào quang hôi sắc từ trong năm ngón tay bắn nhanh ra, một tòa hắc sắc tiểu sơn quỷ dị hiện lên tại trong hôi hà, thoáng một cái rơi xuống dưới. Trùng thú phía dưới cả kinh, thân thể khẽ động, lại có thể trong nháy mắt phình to thành một khối cầu thịt thật lớn, đồng thời linh quang hai màu lam bạch chớp động lên bên ngoài thân thể. Nhưng cũng đã muộn, cự ly gần như vậy, hào quang hôi sắc chỉ là chớp lóe, đã quét tới trùng thú kia rồi. Linh quang hai màu trực hiện trên thân huyền qua thú, giống như gặp phải khắc tinh bị trồn vùi trong nháy mắt. Trùng thú thấy tình thế không ổn, thân thể cổ tròn bỗng nhiên rung mạnh một cái, một cổ ba động vô hình hiện ra ngoài thân thể, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Hàn lập lại cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ đen nhánh nhẹ nhàng hợp lại. Nhất thời phía dưới hôi quang đại phóng, sau vài tiếng lả tả, bảy tám sóng hôi hà hướng lên thân thể con thú này cuồn tới. Ba động vô hình vừa tiếp xúc những hôi hà này, nhất thời tầng tầng suy yếu xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong nguyên tử thần quang. Thân hình huyền qua thú xoay lại, còn muốn thi triển cái thần thông gì đó thì một bóng đen chợt hiện ra trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng nổ vang lên, hắc sắc tiểu sơn hóa thành kích cỡ bảy tám trượng, hung hăng nện ở trên thân huyền qua thú. Thân thể to mập của con thú bị đè cho không thể nhúc nhích mảy may. Có điều là con thú này thật không hổ có tiếng da dày thịt béo, dưới cự lực như vậy nhưng không có bị đè thành thịt vụn, thân thể còn không ngừng dẫy rụa muốn vũng vẫy ra. Nhưng lúc này, tay áo bảo hàn lập lại rung lên, một đoàn ngân sắc hỏa diễm bắn ra, đánh tại dưới đáy của hắc sắc tiểu sơn. Sau một tiếng trầm muộn vang lên, trùng thú bị lừa cũng chưa hiểu rõ lập tức biến thành cho tàn trong hỏa diễm. Uy lực của vệ linh thiên hỏa, tự nhiên không phải một đầu trùng thú như vậy có thể chống đỡ. Từ lúc hàn lập xuất thủ đến giải quyết đầu huyền qua thú này, thời gian chỉ là một cái hít thở. Khi hắn làm xong tất cả những cái này, quay đầu liếc mắt nhìn ra phía sau một chút. Chỉ thấy lão ông họ du đang ở xa mấy trượng, mặt mang theo một tia hoảng sợ nhìn hắn. Hiển nhiên thần thông của Hàn Lập đơn giản giải quyết huyền qua thú như vậy, đã đem vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ này chấn nhiếp. Hàn Lập mỉm cười, ánh mắt thoáng lướt qua hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một đầu trùng thú khác, đã bị chia ra biến thành hai mảnh. Nữ tử xinh đẹp kia đang lơ lửng ở trên thi thể trùng thú, trước người còn trôi nổi một thanh hỏa hồng tiểu kiếm dài một thước, cũng đồng dạng có vẻ ngoài ý muốn nhìn sang. Du huynh, hai trùng thú này đã được giải quyết, thông báo cho chúc tiền bối bọn họ một tiếng đi. Hàn lập nói, sau khi hướng nữ tử xinh đẹp không người, liền rất bình tĩnh nói với lão ông. Cái này là tất nhiên, Hàn huynh, thanh tiền bối chờ một chút, lão ông họ du không có lộ ra vẻ bất mãn bị sai khiến, trái lại vẻ mặt tươi cười đáp ứng nói. Lập tức tay áo bảo dung lên, một tấm truyền âm phù bắn ra, chợt lóe lên tức thì biến mất ở trong hư không. Kết quả một lát sau, tất cả những người khác cũng đều chạy đến. Ngân phát thanh niên thấy được tình hình nơi đây, sau khi nghe lão ông nói đại khái quá trình một chút, tự nhiên lộ ra vẻ hài lòng, lúc này tán thưởng đám người Hàn Lập vài câu, cũng không dám ngừng lại mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Hàn Lập lần thứ hai đi tới chỗ cuối đội, nhưng lúc này đây, ánh mắt các tu sĩ khác trông lại tự nhiên lại có chút bất đồng. Có thể một kích diệt sát huyền qua thú, dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ ở đây cũng không có nắm chắc mắt, oánh tiên tử mặt mang cái khăn che mặt cùng tiêu nữ tu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cũng không nhịn được nhìn nhiều hơn vài lần. Hàn lập đối với những cái này như không nhìn thấy, chỉ là không nói một lời theo ở phía sau. Mà đi qua thông đạo ấy không bao lâu, sau một khúc quanh, phía trước chuyển đến tiếng nước chảy ào ào. Một cổ hơi nước càng thêm âm hàn đậm đặc đập vào mặt. Phía trước lại có thể xuất hiện một sông ngầm rộng chừng hơn 10 trượng, nước sông xì xào chảy qua, lại còn có chút rồn rập. Mọi người nghe được rồi, đi qua sông ngầm này liền có thể thông thẳng đến thiếu huyệt của chân thiềm thú kia. Tình hình trong sào huyệt ta đã nói qua với mọi người cũng đủ chỗ cho chúng ta động thủ. Thế nhưng ảnh trùng thú vô cùng phiền phức, toàn bộ phải dựa vào mấy đạo hiếu. Thanh niên họ chúc nhìn nước sông, xoay tay hướng đám người Hàn lập nói thần sắc trở nên nghiêm nghị lên. Xin chúc tiền bối yên tâm, có thiên đô huyền lôi trận lại cộng thêm Hàn huynh cùng Tiêu tiên tử tương trợ, cho dù ảnh trùng thú có tiếng quỷ dị cũng tuyệt không cách nào chạy trốn một gã tu sĩ hoàng bào cao tuổi vỗ bộ ngực bảo đảm nói vài tên tu sĩ được phân huyền thanh thiên lôi kỳ khác cũng đều đồng dạng nói tán thành hàn lập cùng nữ tu họ tiêu sau khi liếc mắt nhìn nhau lại không nói gì thêm thế nhưng thanh niên họ chúc thấy vậy cũng rất hài lòng sau khi gật đầu liền vung tay lên mang theo nữ tử xinh đẹp dẫn đầu bay vào trong nước sông đám người còn lại cũng theo sát ngay sau đó cùng lúc đó ở ngoài cự sơn, lão giả cùng người trung niên phụ trách cảnh giới giấu ở trên cao trong một đám mây trắng, đang ở trên không nói chuyện gì đó với nhau. Triệu lão, người nói chúc tiền bối bọn họ có đúng phải đến thiếu huyệt chân thiềm thú hay không? Sách sách, hai con bích nhã chân thiềm trưởng thành, ngay cả nhiều người, linh huyết mỗi người cũng có thể được phân không ít. Linh huyết của ấu thú tuy rằng không có tốt như chân thiềm trưởng thành, nhưng là có bộ phận hiệu quả. Mới không uổng công chúng ta nhiều lần trải qua ngàn gian khổ chạy đến nơi đây chỉ tiếc là hai người chúng ta bị phân tới bên ngoài sợ rằng số lượng linh huyết được phân cũng là ít nhất tu sĩ trung niên mặc lam bảo hướng lão giả áo bào trắng ở một bên oán giận nói hắc hắc tuần đạo hữu có chút không cam lòng cũng chỉ nhìn người tiến vào huyệt thu được chỗ tốt nói không chừng còn có người sẽ đi đời nhà ma đó tên lão giả kia trái lại cười to một tiếng lơ đỉnh trả lời ngã xuống không thể nào ta thấy đám người chúc tiền bối chuẩn bị đã cực kỳ chu đá hẳn là ra tay là bắt được, sẽ có nguy hiểm gì chứ? Tu sĩ trung niên nhớn mày một cái, hình dạng có chút không tin. Xem ra tuần đạo hữu là lần đầu tiên thâm nhập giới man hoang. Đạo hữu hãy nhớ kỹ, ở trong giới man hoang căn bản không có khả năng sẽ có chuyện gì hoàn hảo an toàn. Như là cảnh giới so với chúng ta giống nhau ở chỗ này, cho dù đột nhiên từ trong sương mù chạy ra một nhóm lớn cổ hoặc là gì tộc cấp hóa thần luyện hư, đều có khả năng lớn. Lão giả thở dài một hơi, mới lo lắng nói ha ha triệu lão quá thổi phồng rồi ở đây bí ẩn như vậy làm sao có thể gặp phải những chuyện này tu sĩ trung niên tu sĩ nghe vậy lại cười ha ha lên lão giả lại lắc đầu còn muốn nói lời thấm thía cái gì đó thì đối diện lại đột nhiên nổi lên dị biến lớn một đạo quang phiến sáng như tuyết không có diềm báo trước hiện lên tại chỗ cổ họng của tu sĩ trung niên chợt lóe chui qua đầu lâu nhất thời nhanh như chớp ngã nhào xuống phun ra máu khô dài vài thước bất hảo Lão giả ngược lại cũng phản ứng rất nhanh, hầu như cùng lúc dị biến xuất hiện, thân hình chợt bắn ra, đồng thời tay áo bảo dung lên, một cái thanh sắc tiểu thuẫn bắn nhanh ra, hóa thành một tầng quang cháo bảo vệ toàn thân, mặt khác lại hé miệng ra, một đạo dây xích đỏ phun ra, xoay quanh bay lượn gần thân thể. Thế nhưng tất cả cái này đều là tốn công vô ích mà thôi. Không gian trên đỉnh đầu lão giả đồng thời chấn động, một cái thanh hắc sắc cửa trào to khoảng một trượng từ trong hư không lóe ra, trào như thiểm điện xuống phía dưới một cái, đã đem cả vòng bảo hộ, phi kiếm cùng lão giả đều ôm tới trong lòng bàn tay, cố sức sờ. Nhất thời một tiếng hét thảm phát ra, lão giả hóa thành một đoàn huyết tương, mà ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát được ra. Ngược lại thân thể không đầu của tu sĩ trung niên dung lên, một đoàn lục quang từ đó bắn ra, bên trong bao vây lấy một cái Nguyên Anh cao hai tấc, hai tay ôm một cái bảo vật hình lệnh tiễn, vẻ mặt kinh hoàng muốn bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng Nguyên Anh vừa mới thuấn di một cái độn ra hơn 30 trượng, liền có một đạo hắc hà từ hư không bắn ra, chợt lóe đã đem nguyên anh quấn vào trong đó, lại nhoáng lên rồi quỷ dị biến mất. Hai gã tu sĩ cao cấp hóa thần kỳ, lại có thể bị một kích diệt giết như vậy. Sau một khắc, quang mang hắc thanh nhị sắc chợt lóe lên gần đó, đột nhiên từ không trung chợt hiện ra hai cái thân ảnh to lớn một lớn một nhỏ đi ra. Một cái thân cao mười trượng, mặt xanh nhanh vàng, trên đầu có hai sừng, phảng phất như ác quỷ. Người lại chỉ có cao một trượng, nhưng vóc người thướt tha thon dài, đúng là một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng tay cầm một cây lam sắc cử phủ, nhìn lên có vẻ cực kỳ quỷ dị. Phá sau hai người lại đều có một đôi cánh thịt đỏ đậm, mặt trên chấp động một ít phù cổ quái các màu, lấp lóe phát quang, phi thường diễm lệ. Không tôi, nguyên anh của tu sĩ cấp hóa thần nhân tộc, quả nhiên là đại bổ vật. Người trực tiếp bóp vỡ người kia, cũng không tránh khỏi quá lãng phí một chút đi. Nữ tử Mỹ mạo tay cầm búa, trôi nổi tại trên không trung, ánh mắt đảo qua thi thể không đầu, một cái cái lưỡi thơm tho vươn lên môi đỏ sấm, có chút không muốn nói. Ta gần đây vừa có đột phá, lực lượng không khống chế tốt lắm. Hơn nữa chỉ là một nguyên anh của tu sĩ hóa thần nhân tộc tính là cái gì, chúng ta muốn tìm, cũng muốn đi tìm nguyên anh của tu sĩ luyện hư, đó mới là đại bổ vật thực sự. Nếu là may mắn nuốt được nguyên anh của một gã tu sĩ cấp hợp thể, chúng ta trực tiếp tiến dai lên dạ xoa vương cũng không phải không có khả năng. Trong miệng quái vật như ác quỷ kia phát ra thanh âm ông ông như xét đánh, Chương 1394, Trảm Sơn Trị Uy. Tu sĩ hợp thể kỳ, không phải nói có thể diệt sát là có thể diệt sát được, ít nhất ngươi và ta liên thủ cũng không có khả năng là dối thủ của một gã tu sĩ hợp thể kỳ. Được rồi, ít nói chuyện phiếm đi, làm chính sự quan trọng hơn. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy, đã đụng tới tu sĩ nhân tộc. Ở đây hẳn là cách hiền uyên thành của nhân tộc ít nhất có nửa năm lộ trình mới đúng. Nữ tử tuổi còn trẻ lại cắt đứt tính toán ngông cuồng của đồng bạn, nhướng mày nói: Việc này có gì mà ngạc nhiên, hơn phân nửa là tu sĩ nhân tộc đi ra ngoài tầm bảo, nếu diệt sát hết, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, cho dù còn có cá lọt lưới, giao cho người phía sau kết thúc là được. Chúng ta chỉ là phụ trách xử lý mục tiêu rõ ràng bây giờ. Hai cánh ác quỷ rung rung một cái, cười một tiếng ác độc nói. Nói thế cũng đúng, chúng ta đi thôi, một hồi nữa đại quân cũng tới rồi. Nghĩ mạo nữ tử cười khẽ gật đầu, thân hình lập tức nhoáng lên, liền chợt biến mất không thấy nữa mà ác quỷ kia lại bỗng nhiên mở to mồm cố sức hút một cái, lại có thể đem cố thân thể không đầu kia một chút liền hút vào trong miệng, nhai kỹ vài cái, liền nuốt ngon lành vào trong bụng. Sau đó cánh lớn phía sau quạt một cái, cũng chợt nấp vào vào trong hư không không thấy. mà không bao lâu sau khi hai dị tộc này rời khỏi, từ phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng ong ong của quái, lúc đầu chỉ là trầm thấp, theo đó thanh âm càng lúc càng lớn. ở chỗ xa bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đen, hai cái điểm đen, ba trong nháy mắt không thể đếm được số điểm đen chi chít hiện ra giống như đàn trùng ùn ùn kéo đến những điểm đen này có ngàn vạn nhưng mỗi cái đều có tốc độ rất nhanh thời gian trong nháy mắt liền tiếp cận cự sơn lúc này mặt thật của điểm đen tự nhiên có thể xem rõ ràng lại đều là một loại người có cánh giống cự quỷ nữ tử kia giống nhau hai phái đều lộ ra chân tay ngoại trừ một ít vị trí quan trọng mặc rất ít mà nữ tử mang cánh trong đó rõ ràng vui mừng hơn đồng thời lẫn lộn cùng nhau từ trên cự sơn gào thét mà qua. Những dị tộc mang cánh liên miên không dứt xuất hiện tại trên bầu trời, từ giữa không trung liên tục bay qua, đủ một canh giờ, điểm đen xuất hiện phía xa vẫn đang nối liền không dứt, giống như vô tận. Lại qua một hồi nữa, thanh âm phía xa biến đổi, ngoại trừ tiếng ong ong lại truyền đến âm thanh như tiếng sấm, lập tức tại chỗ xa xuất hiện một quái vật lớn phảng phất như một tòa núi cao. Con vật ấy cao chừng 2-3 nghìn trượt, toàn thân màu vàng nhạt, có hình nón dạng như tổ ong, Tại không trung từ từ chuyển động liên tục, mà ở phía trước cự vật đó, đột nhiên có 10 đầu phi xà mang cánh toàn thân điện quang lóng lánh, được dẫn từ từ đi tới. Tại bên cạnh tổ ong lại có một đội dị tộc mang cánh mặc chiến giáp cầm cự nhận trong tay, phi thường chỉnh tề đi theo cự vật bay về phía trước. Vật ấy nhìn như cực kỳ cồng kềnh, thế nhưng trên thực tế tốc độ rất nhanh, từ cự sơn bay qua thì làm nổi lên cơn lốc, thậm chí đem tất cả đều hơi nước phía dưới đều thổi lên cuồn cuộn, bị thổi tán đi không ít tổ ong cực lớn đó lại thoáng cái chọc giận bạch sắc điều thú ẩn giấu sương mù phía dưới lúc này một đàn phi điều từ trong sương mù bay lên không trung há mồm hướng về phía không trung phun ra từng đạo thủy mục đen xì vừa thấy màn này ngân giáp dị tộc ngược lại cũng không khách khí tự nhiên huy động cự nhận trong tay chém tới một cái giống như hổ vào giữa bầy dê chỉ là mấy cái đối mặt đã đem những quái điều này chém giết hơn non nửa phi điều còn lại thấy tình thế không ổn đều kêu lên một lần nữa trốn vào trong sương mù phía dưới ngân giáp dị tộc này không có đuổi theo giết chỉ là đem đao thu lại một lần nữa trở về tới không trung tiếp tục vây quanh cự vật mà đi qua loại tổ ong thật lớn này biến mất ở viễn phương xa từ chỗ xa vời lại hiện ra một cái khác có hình dạng sấp xỉ nhưng thể hình cái tổ ong thứ hai càng lớn hơn một chút đồng dạng được một đoàn dị tộc mang cánh nghiêm mật bảo hộ bên trong cú như vậy loại tổ ong thật lớn này cứ một cái tiếp một cái xuất hiện tại phương xa mỗi một cái đều cực kỳ lớn sau khi gần trăm tòa bay qua mới rốt cục không xuất hiện nữa rồi tới một đám cổ thú hình thù kỳ quái. Hoặc ba đầu hai cánh, hoặc đầu rồng đuôi quả, hoặc là thể hình lớn tới trăm trượt, hoặc thể hình chỉ có vài thước, mà ở lưng hay gần những cổ thú này, đều có một vài dị tộc mang cánh điều khiển những cổ thú này, trùng trùng điệp điệp liên tục bay qua, bộ dáng chừng mấy vạn con. Những cổ thú này sau khi bay qua, phía xa lại xuất hiện một cái trường toa phát ra ánh sáng đen thui, thân thể cả đám dài hơn 10 trượt, hai đầu có gai nhọn. Những trường toa này trái lại không tính là nhiều lắm, chỉ có khoảng hơn ngàn cái, nhưng độn tốc cực nhanh, chỉ là chợt lóe đã phóng đi xa rồi. Kể từ đó, chỉ chốc lát thời gian, những hắc toa này biến mất vô tung vô ảnh ở phụ cận. Nơi xa trong lúc nhất thời có chút vắng vẻ đi, thế nhưng không bao lâu sau, linh quang chợt lóe ở phía xa, lại xuất hiện một đám điểm đen bay tới. Sau khi bay tiến tới một chút, thấy rõ mặt người, ai cũng không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đại bộ phận trong những người dị tộc mang cánh này cùng những người phía trước dô nhau, Nam cũng là hình dạng đáng ghê sợ, nữ sinh đẹp như hoa, nhưng cứ ở giữa mỗi một đàn, còn hiện ra vài dị tộc to lớn cao hơn 10 trượng, thể hình vượt xa đồng loại. Trên người tất cả những dị tộc này đều hiện ra kim hoặc ngân cổ phù văn, có một số còn ở trên người, thậm chí trên khuôn mặt cũng sinh ra cốt sừng sắc bén dài ngắn không đồng nhất, thoạt nhìn cực kỳ hung ác, tên nào cũng như ma quỷ đến trái đất. Tốc độ phi hành của đàn dị tộc này xa thua xa đồng tộc phía trước, đồng thời bay đến phụ cận một đám trong đó lập tức hướng phía dưới bay đi sau đó lập tức giải tán hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi không ít kẻ trực tiếp tiến vào trong hư không không thấy nữa mà hai gã dị tộc to lớn trong đó lại lơ lửng tại không trung không nhúc nhích vẻ mặt đờ đẫn ở chỗ giữa hai cử vật có một gã mang cánh ác quỷ thể hình bình thường khoanh tay trôi nổi ở nơi đó người này không chỉ có một đôi cánh so với dị tộc bình thường lớn gấp đôi có thừa đồng thời con ngươi là đạm kim sắc da thịt đỏ đậm dị thường chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào người khác đang tìm tòi, nhưng một lát sau, con người kim sắc khẽ động, mắt sắc rơi xuống cự sơn phi thường đáng chú ý phía dưới. Không bao lâu sau, trên trăm dị tộc khác tất cả đều bay vụt quay về, các dị tộc đều khoanh tay mà đứng trước mặt kẻ này, mỗi người đều có vẻ phi thường phục tùng. Đội đi trước giết được hai gã tu sĩ hóa thần cấp nhân tộc, là ở phụ cận không sai chứ? Dị tộc có con người kim sắc, mặt không biểu tình hỏi một câu. Mộng Tường đại nhân tin tức thu được, đích thật là nơi đây không sai. nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm ngoại trừ ngọn núi này ra, đều đã lục soát qua, không có phát hiện tung tích tộc những nhân tộc khác. ngọn núi này tựa hồ chứa linh từ thạch mạch, chúng ta không cách nào trực tiếp dò xét được. một dị tộc nữ tính tuổi còn trẻ kính cẩn trả lời. linh từ thạch mạch vậy còn không đơn giản, mở ra nhìn là được. kim đồng dị tộc cười lạnh một tiếng, lập tức sơ trưởng, ánh sáng đỏ tươi hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn quang cầu đỏ tươi như máu phình ra co lại không ngừng. Ngũ chỉ hợp lại, tên dị tộc này cầm quang cầu trong tay xoay một cái, lại hướng khoảng không nhoáng lên nhẹ nhàng một cái. Một đạo hồng sắc quang phiến từ trong tay bắn nhanh ra, đồng thời lập tức điên cuồng bành trướng, trở nên vô cùng to lớn, non nửa bầu trời đều bị ánh thành một mảnh đỏ chói mắt. Dị tộc ấy đưa tay bỗng nhiên lộn xuống phía dưới một cái, lại nhẹ nhàng vung xuống phía dưới. Bỗng nhiên một phần của cự sơn có một đạo hồng tuyến chợt lóe, tất cả lập tức liền lại như bình thường. Mà đúng lúc này, hai dị tộc to lớn giống như tiểu sơn, khẽ động cánh tay, hung hăng hướng tới cự sơn hơi nghiêng liên tục đánh ra. Hai cổ cự lực vô hình hầu như xé rách không gian hướng tới, lấy thế như rời núi lấp biển lại hợp thành một cổ khí ảo ảo đánh lên đỉnh núi hơi nghiêng. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, tinh nổ oanh long long truyền đến, cả tòa cự sơn đều phát ra một hồi thanh âm gào thét, phía sườn ngọn núi giống như đậu hũ chậm rãi chảy xuống. Hàn Lập đang ở trong một gian hang động thật lớn, hôi sắc quang hà chớp động không ngớt khắp người đem thân hình của hắn bảo hộ mưa gió không lọt nhưng sắc mặt phi thường xấu xí gắt gao nhìn thẳng chỗ chỉ có cách xa bảy tám trượng tại trong đó một gã đại hán áo bảo cho bị chia ra thành hai mảnh ngã trong vũng máu bên cạnh còn có một cây tiểu kỳ đang chớp động ngân sắc hồ quang hàn khí trong lòng hàn lập nổi lên ngay trong nháy mắt vừa rồi đột nhiên một đạo hồng quang chợt lóe ở chỗ này đại hán vừa vặn thân ở chỗ hồng tuyến đi qua kết quả cũng không kịp nói gì đã bị phân thây làm hai. Kể từ đó, pháp trận nguyên bản do trận kỳ cầm trong tay tạo thành nhất thời mất đi hiệu lực, một đám bóng đen to bằng nắm tay, lập tức mượn cơ hội từ trong lôi quang tán loạn thừa cơ chạy trốn. Vài tên tu sĩ khác sừng sốt, lập tức hiện ra vẻ kinh sợ. Nữ họ tiếu kia đang giơ tay cầm một thanh ngọc xích đỏ đậm, cũng lộ ra vẻ mặt giật mình. Tại hang động bên kia cách bọn họ hơn 10 trượng, quang hà chấp động, tiếng nổ vang lên không ngừng, thanh niên họ trúc đang mang theo mấy tu sĩ còn lại, liên thủ bao vây tiếu trừ đám bích nhãn chân thiềm thú kia tâm niệm hàn lập nhanh quay ngược trở lại đang muốn thôi động nguyên từ thần quang đem hơn trăm đạo quang mang xuyên vào để ngừa bóng đen chạy thoát thật sự thì bỗng nhiên dưới chân nổi lên một trận lắc lư lớn theo đó nửa khối mặt đất trong hang động lại có thể từng chút sụp đổ tiếp nữa đồng thời sông ngầm trong hang động kia lại cuồn cuộn lên sóng nước cao vài chục trượng một cái liền tuôn ra hùng hổ nhắm tất cả lao đến cả tòa hang động đều bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh Hàn Lập lúc này mới biết cái gì mới thực sự là đại sự, trong lòng hoảng sợ, không lưỡng lự hai tay bấm quyết, hôi hà trên người một cái liền to lên mấy lần, thì sóng nước đã đem thân hình hắn bao phủ. Sau một thời gian uống một chén trà nhỏ, hơn 10 đạo độn quang từ trong xác cửa sơn chỉ còn lại có một nửa ngọn núi chợt lóe ra. Sau khi quang mang thu lại, hơn 10 đạo nhân ảnh nhất thời xuất hiện ở tại chỗ thấp trong hư không, trong đó thình lình có đám người thanh niên họ chúc cùng Mỹ diễm nữ tử, thế nhưng khi ánh nắng đảo qua mọi nơi, thì mặt cả đám đều trắng bệch không còn chút máu. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, chi chít chừng trăm tên dị tộc lưng có hai cánh, đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Hầu như mỗi một khí tức, tựa hồ có vẻ cũng không dưới hóa thần cấp, luyện hư cấp thì có sáu bảy tên. Người chính là không ít, nhưng chỉ có hai gã tu sĩ nhân tộc luyện hư cấp, ta lười động thủ, giao cho các ngươi xử lý đó. Có thể bắt sống thì bắt sống đi, nói không chừng còn có thể hỏi ra chút vật gì đó. Tên dị tộc có CN người kim sắc kia, liếc mắt liền nhìn thấu tu vi của đám người thanh niên họ Trúc, nhàn nhạt, nhạt, nói một câu. Lập tức hai cánh rung lên, nó biến mất tại chỗ không thấy nữa, sau một khắc lại xuất hiện ở ngoài trăm trường. Ngay khi chợt hiện ra rồi lại biến mất, từ đó biến mất vô tung vô ảnh ở phía xa. Vị dị tộc một kích chém mở cự sơn vạn trượng, lại có thể thực sự buông tay mặc kệ chuyện tình nơi đây. Chương 1395, Giả Xoa Vương. Giả dạ Xoa tộc, nhân loại chúng ta cùng các ngươi cũng không có ở trong lúc giao chiến, chứ vị tự dưng quấy dày chúng ta tầm bảo, lại vây quanh chúng ta, vậy là ý gì?" Thanh niên họ trúc sắc mặt có chút tái mét, nhưng sau khi thấy tên giả dạ Xoa cầm đầu không thể nhìn thấu tu vi kia bay đi, trong lòng lại dâng lên một tia may mắn hỏi. "Động thủ, một nữ tử giả dạ Xoa có khí thức cường đại nhất trong hơn trăm tên giả dạ Xoa tộc nhân còn lại nghe vậy, hướng đám người thanh niên họ trúc cười xinh đẹp, nhưng trong cái miệng nhỏ lại phun ra mệnh lệnh giết chóc phi thường băng lãnh ngay cả chút ý giải thích cũng đều không có. Nhất thời binh khí trong tay nam nữ dạ xoa ở bốn phía rung lên, theo các loại búa rìu cự nhận đều thả ra từng đạo đao mang to lớn dị thường, từ bốn phương tám hướng điên cuồng chém thẳng đến mười mấy người ở giữa. Loại tình hình này giống như tu sĩ nhân tộc lúc trước hợp lực công kích đàn hắc huyết nghĩ, chẳng qua bên bị vây công thay đổi thành phía nhân tộc. Tuy rằng nhân số thật lực kém quá xa, nhưng ngân phát thanh niên tự nhiên cũng không phải đám hắc huyết nghĩ không chịu nổi một kích kia, lúc này hơn 10 người nhân tộc dưới sự kinh hoàng cũng đều thả ra bảo vật cực mạnh của mình, hóa thành từng đám quang hà có màu sắc khác nhau liều mạng ngăn cản lại, trong đó có mấy người tự mình có thần thông ẩn nặc độn thuật, thân hình lại trực tiếp nhoáng lên một cái như thiểm điện hòa vào trong hư không, muốn chạy trốn. Thanh niên họ trúc dưới sự kinh sợ thân hình lại nhoáng lên một cái, tới bên cạnh nữ tử xinh đẹp. Hai người vươn một bàn tay nắm chặt, nhất thời bên ngoài thân lam hồng nhị sắc quang hà chớp động liên tục, lập tức lại há mồm ra, phun ra một mặt tiểu phiên hai cây tiểu phiên khắc dấu không biết bao nhiêu tầng cổ văn vừa ra khỏi miệng liền lập tức nổi lên vạn đạo hà quang lập tức hai người hợp lại hóa thành một tầng hào quang cháo lam hồng sắc rất lớn đem bọn họ bảo hộ ở trong đó đúng lúc này đao mang ở trên hư không vẽ ra từng đạo bạch ngân điên cuồng chém tới oanh long long một tiếng nổ lớn vang lên đao mang hoàn toàn nổ tung ra tu sĩ nhân tộc tạo thành quang hà chính là miễn cưỡng ngăn cản một chút sau đó bị đao mang xuyên thủng chảm phá bị bao phủ hoàn toàn Tiếng kêu thảm thiết lập tức theo vụ nổ liên tiếp truyền ra. Nhưng vài đạo đao mang thật lớn lại không có gia nhập trong công kích, mà là bỗng nhiên hướng một phía chém ở tại hư không cách chỗ trung tâm rất xa. Từng đạo bạch ngân quỷ dị xẹt qua, huyết quang mãnh liệt xuất hiện trong hư không, một số thi thể bị phân thành hai, trực tiếp rơi xuống. Này vốn là tu sĩ ẩn nấp thân hình, căn bản không thể chạy đào được sự chú ý của dạ xoa tộc, dễ dàng bị một chém mà chết. Lúc này hào quang ở giữa dần dần nhạt xuống, hiện ra tình hình trong đó chỉ thấy nguyên bản hơn 10 người tu sĩ nhân tộc, giờ phút này chỉ có lẻ loi năm sáu người đứng ở nơi đó, hai người trong đó chính là vợ chồng thanh niên họ Trúc. Bọn họ chính là dựa vào bảo vật hộ thân thực sự cường đại, cứng rắn tiếp qua được một kích chúng dạ xoa liên thủ. Về phần những người khác, tự nhiên đều bị oanh kích thành cắt bụi. Mà bất luận là cư phiên của vỡ chồng ngân phát thanh niên, hay là vài kiện bảo vật trôi nổi trước mặt những người khác, giờ phút này đều là hào quang ảm đạm, thậm chí bên ngoài hiện ra từng đạo vết dạn thật nhỏ. Hiển nhiên cũng đều bị hủy hoại, không thể lại tiếp tục chịu được đòn tiếp theo. Nhưng những tu sĩ còn lại này sau khi thấy qua một kích đáng sợ như vừa rồi của chúng già dạ xoa, căn bản cũng sẽ không ở tại chỗ khoanh tay chịu chết. Lúc này thanh niên họ Trúc cùng mỹ diễm nữ tử, đột nhiên điểm tới hai cây cự phiên trước người. Nhị phiên quay tròn xoay chuyển, lại phóng ra hào quang mạnh mẽ, nhưng lập tức rung mạnh một cái, hai tiếng nổ long long vang lên, chúng nó cùng lúc nổ tung ra nhất thời hai cơn lốc một đỏ một lam từ hư không hiện ra, trong nháy mắt phóng lên cao. Thân hình thanh niên họ chúc cùng Mỹ diễm nữ tử nhoáng lên một cái, lại hóa thành hai đạo hào quang tiến vào bên trong hai đạo cơn lốc, sau đó sử dụng thần thông thúc dục một cái, hai cỗ cơn lốc hợp làm một hóa thành đại quái vật cao mấy trăm trượng phát ra tiếng vang như tiếng sấm, hùng hổ lao thẳng đến trên trời cao đấu đá lung tung mà đi. Nam nữ giả dạ xoa ở phía trước, cho dù bản tính dị thường hung hãn, vừa thấy thế kinh người của cơn lốc, cũng không kìm được một hồi xôn xao. Vài tên tu sĩ nhân tộc còn lại vừa mừng vừa sợ, cũng nhân cơ hội này hóa thành từng đạo kinh hồng, theo sát sau cơn lốc đó. Hiển nhiên này mấy người rất rõ ràng, nếu không lợi dụng một đường sinh cơ cuối cùng này, tuyệt không có đường sống nào khác. Nơi mà cơn lốc lam hồng sắc đi qua, không gian gần đó đều nổi lên từng hồi mơ hồ, vặn vẹo, có thể thấy được uy lực đáng sợ của nó, khi mắt thấy cơn lốc này thật sự chui vào trong đàn dạ xoa, bỗng nhiên hai cái bóng đen cực lớn thoáng cái hiện lên ở phía trên cơn lốc vài tên tu sĩ còn chưa kịp phát hiện thì tiếng nổ rầm rầm vang lên truyền ra bốn phía bốn cổ cự lực vô hình cùng lúc đánh lên cơn lốc nhất thời cơn lốc nhất hạo bị cứng rắn ngăn cản ở tại chỗ hóa ra đúng là tên giả dạ xoa vẫn huyền phù ở phía sau các giả dạ xoa khác khoảng năm sáu mươi trượng cao sau một cái chấp động liền quỷ dị xuất hiện ở hai bên cơn lốc bốn cái nắm tay to bằng tòa nhà cùng đánh ra một kích lại có thể chỉ bằng cự lực liền ngăn cơn lốc này lại được trong cơn lốc, thanh niên họ chúc cùng mỹ diễm nữ tử tự nhiên là chấn động, không chút do so dự, hai người lập tức vận pháp lực toàn thân lưu động, cơn lốc lam hồng sắc chấn động ầm ý, lại về mạnh mẽ phóng về phía trước. Nhưng là ở không trung hai tên giống như ỉu sơn kia, bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, bốn cánh tay nhoáng lên một cái, thế nhưng mơ hồ một mảnh đi lên. Vô số quyền ảnh cực lớn chi chít hiện lên ở hai bên cơn lốc, ngay sau đó, tất cả đều ùn ùn kéo đến điên cuồng đánh tới cơn lốc. Tu sĩ khác gần đó thấy vậy, trong lòng hoàng hốt, nhất thời biến đổi độn quang, vội vàng muốn chạy trốn thoát khỏi nhưng vào lúc này, tiếng xé gió nổi lên bốn phía, vô số đao mang cực lớn gào thét chém tới. Hơn trăm tộc nhân giả dạ xoa ở bốn phía, lại phát động công kích lần thứ hai. Lần này, chẳng những trên mặt các tu sĩ còn lại trong độn quang lộ vẻ tuyệt vọng, ngay cả sắc mặt thanh niên họ chúc cùng mỹ diễm nữ tử cũng trắng bệch ra. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời. Ở chỗ sâu dưới nền đất, quanh thân Hàn Lập không ngừng lóe ra hôi sắc quang mang đang lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Cổ quái chính là, một mảnh ngân sắc quang hà không ngừng hiện lên ở bốn phía thân thể, không ngừng cùng hôi quang hộ thân ma sát đan vào, sau đó một tầng tầng lóe ra. Hàn lập lại lộ ra sắc mặt phi thường ngưng trọng, tuy rằng vừa rồi hắn không có theo đại bộ phận người hướng ra mặt đất, nhưng là theo tiếng vang cực lớn trên mặt đất chuyển đến vừa rồi, cho dù hắn đang ở dưới độ sâu như thế cũng có thể cảm nhận được một tia chấn động. Có thể thấy được vụ nổ lần này đáng sợ như thế nào chẳng lẽ các tu sĩ lao ra khác, thật sự tất cả đều bị diệt. Hàn Lập run sợ thầm nghĩ, lại nói tiếp, vừa rồi lúc cả tòa động quật ngầm sụp đổ, sóng lớn thổi quét đến, những người khác bởi vì nguyên nhân linh từ thạch mạch không dám thi triển thần thông ngầm trốn tránh, chỉ có thể theo chỗ hổng bắn nhanh lao ra ngoài mặt đất mà đi. Nhưng hắn thân có nguyên từ thần quang, nguyên bản liền có thể khắc chế từ lực cấm chế của thiên hạ ngũ hành, lại có thể mạo hiểm tiến vào độn ngầm như vậy. Hơn nữa trong nháy mắt gặp chuyện không may, thần niệm cường đại lập tức cảm nhận được từ không trung xuất hiện dị tộc cường đại, không dám dừng lại chút nào, không chút lưỡng lựa lập tức dùng nguyên từ thần quang, lẻn vào dưới đất trốn. Bất quá ở trốn vào dưới đất ngầm một hồi, đầu bích mục chân thiềm kia lại vết thương dầu dĩ từ ở chỗ sâu ở trong động quật vọt ra, vừa lúc bị hàn lập đón đầu gặp được. Có loại chuyện tốt này tới cửa, hắn tự nhiên tuyệt không sẽ buông tay, lúc này không tiếc pháp lực xuất ra hết thần thông, đối mặt một cái đã đem này đó chân tiêm diệt sát, sau khi đem thi thể thu lại, lập tức trốn vào tới động ngầm về phần linh dược thiên tâm hoa trong miệng thanh niên họ trúc hắn là không có thời gian đi tìm kiếm linh từ thạch mạch còn lợi hại ngoài dự liệu của hàn lập nhưng là nguyên từ thần quang của hắn cũng không phải là nhỏ lại mượn dùng nguyên từ thần sơn lực sau thật sự cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ lên triệt tiêu hấp lực lớn truyền đến từ dưới chỗ sâu trong nền đất dị tộc này tuy rằng cường đại nhưng là ở trong phạm vi linh từ thạch mạch tác dụng có nghĩ đến cũng không dám tùy tiện vào ngầm truy tung hắn trong lòng cân nhắc như thế Hàn Lập trong lòng hơi thả lỏng một chút. Đáng tiếc cũng bởi vì nguyên nhân linh từ thạch mạch, thần niệm không thể dò xét động tĩnh xung quanh, nếu không hắn sẽ càng thêm yên tâm. Ngay lúc tâm niệm của Hàn Lập không ngừng chuyển động nháy mắt, hắn đã xuyên qua ở dưới đất xa ước chừng mấy ngàn dặm, ngân sắc quang hà ở bốn phía bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Sau khi ngân hà cuối cùng ở bên ngoài thân biến mất, thân sắc Hàn Lập vừa động, cảm thấy không sai biệt lắm hẳn là an toàn, lúc này thần niệm hướng phía trên mặt đất đảo qua. Mặt trên là một cái sơn cốc xa lạ, ba mặt có núi vây quanh, chỉ có một lối ra. Nơi nơi thông xanh um bốc, không có gì dị thường, cũng không có cảm ứng được khí tức của cổ thú cùng dị tộc cường đại. Hàn Lập lại lặp lại điều tra vài lần, mới rốt cuộc yên tâm, hóa thành một đảo thanh hồng hướng trên mặt đất vọt lên. Trước mắt sáng ngời, hào quang chợt tắt, người đã đứng ở giữa không trung cách mặt đất hơn 10 trượng. Nhưng khi Hàn Lập đảo qua mọi nơi, ánh mắt dừng lại ở một nơi gần đó, cả người Hàn khí đại mạo hoàn toàn dại ra chỉ thấy ngay tại một cây đại thụ cách hắn hơn trăm trượng rõ ràng có hai gã ác quỷ thân hình cao lớn đang đối mặt nhau đứng ở nơi đó hai cánh sau lưng hai gã dạ xoa này dị thường to lớn thân cao vài chục trượng giờ phút này đều quay đầu nhìn lại đây trong ánh mắt có vẻ rất ngoài ý muốn nhưng làm cho hàn lập hoảng sợ như thế tự nhiên không phải bởi vì nhìn thấy hai gã dạ xoa mà là hắn chính là không có cách nào cảm ứng được khí tức trên người hai gã dạ xoa này khi thần niệm đảo qua đi tới giống như trên đỉnh đại thụ căn bản rỗng tuếch bình thường việc này đại biểu cho cái gì hàn lập tự nhiên hiểu rõ ràng hai gã giả dạ xoa này lại đều là tu vi vượt xa hắn nói không chừng chính là giả dạ xoa vương trong tộc giả dạ xoa kể từ đó hắn sao lại có thể không phát lạnh toàn thân ngay cả hô hấp đều ngưng lại ngay khi hàn lập âm thầm kêu khổ hai gã giả dạ xoa chưa kịp làm ra hành động khác từ chỗ cách mấy trăm trượng ở một phương hướng khác hào quang chợt lóe một đạo ngũ sắc độn quang khác theo đất ngầm bắn nhanh ra, không ngờ có một gã tu sĩ xuất hiện ở tại nơi này. Hàn lập ngẩn ngơ nhìn lại, vừa thấy rõ ràng người này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên. Người này có dáng người thước tha nhỏ xinh, dưới chân thải có một ngọc thuyền ngũ sắc, rõ ràng là nữ tu họ tiêu kia. Nàng này thấy hàn lập trên mặt vui vẻ, khi muốn mở miệng chào hỏi, ánh mắt lại đảo qua thấy được hai gã dạ xoa cấp cao không nhúc nhích, sắc mặt có chút phát lạnh. Trường 1396, Sương Nô có chút cổ quái, khí tức hai người này giống như là hai người bản vương trước đó không lâu phát hiện trong đám tu sĩ nhân tộc kia. Mấy tên thủ hạ này thật đúng là vô dụng, ngay cả như chút chuyện như thế cũng không thể làm tốt. Trên mặt một gã giả dạ xoa chợt lóe dị sắc mở miệng. Giả dạ xoa này đúng là vị thủ lĩnh giả dạ xoa lúc trước một kích trảm khai cự sơn tên là Mộng Tường. Chẳng biết thế nào lại xuất hiện ở đây, Bất Tử Vương, dưới lòng đất gần đây có một mảnh linh từ thạch mạch, hai người này có bản lĩnh không bị ảnh hưởng từ trong lòng đất này trái lại chính là không cách nào trách tội đám thủ hạ kia của ngươi. Một tên giả dạ xoa khác lại cười hắc hắc nói, liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân chủ yếu hàn lập cùng nữ tử họ tiêu chạy ra được. Hừ, này cũng không phải lý do làm cho hai người này chạy thoát, trở lại bản vương sẽ hảo hảo xử phạt bọn họ. Hai người ngươi có thể trốn đến nơi đây, cũng coi như có chút bản lĩnh. Có điều là cũng chỉ đến đó thôi, vị dạ xoa vương vị thứ nhất hừ lạnh một tiếng, một tay giơ lên, nhất thời một mảnh ánh sáng huyết hồng hiện lên, có vẻ dự định lập tức xuất thủ diệt sát hai người trước mắt. Hàn lập cùng nữ tử họ tiêu sắc mặt đại biến, sau lưng một người vang lên tiếng sấm rền, bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh của ngũ sắc phượng ảnh cùng một đầu thanh sắc đại điểu lôi điệt, sau khi hai cái chợt lóe liền hóa thành một đôi cánh trong xuất hiện lên ở phía sau. Người còn lại, ngũ sắc tiểu thuyền dưới chân lại gầm nhẹ một tiếng, một cái liền cuồn cuộn hóa thành một con quái dao dài hơn 10 trượng, một cái đầu có năm loại màu sắc không đồng nhất dương nhanh múa vuốt, hung ác dị thường bất tử vương, chậm đã. Hai tên nhân tộc này tựa hồ không phải tu sĩ nhân tộc bình thường. Vừa hiển hiện phía sau người nọ giống như là thực ảnh của thiên phượng cùng chuế man, dưới chân tên còn lại giống như là biến dị của chân long tộc, một lũ tinh phách của ngũ sắc cầu dao. Có chút ý tứ A, à, một tên giả dạ soa khác vừa thấy hàn lập cùng nữ tử họ tiêu thúc dục thần thông, hai mắt lại sáng ngời, bỗng nhiên mở miệng nói với đồng bạn. Chuyển luân vương, người nói lời này có ý tứ gì? Lẽ nào muốn cho bản vương thả bọn họ đi? còn nữa tại hạ không thích người khác gọi thằng tôn hào các hạ gọi tên của tại hạ đi tên dạ xoa thứ nhất nhướng mày tuy rằng theo lời huyết quang trong tay tán đi thế nhưng lại xoay tay một trên mặt hiện lên vẻ bất mãn ha ha làm sao bản vương sơ sẩy như thế chứ mộng tường đại nhân vừa rồi ngươi và ta đều không phải còn đang vì chuyện này tranh chấp không xong sao không bằng liền lợi dụng hai người này làm cái đánh cuộc được không dạ xoa được xưng hô là chuyển luân vương cười ha ha lại có thể thật sự biến đổi xưng hô với đồng bạn, hô thẳng tên lên. Đánh đố, đổ cái gì? Dạ xoa tên là mộng tường thần sắc khẽ động, tựa hồ nghi hoặc với dụng ý của đối phương. Rất đơn giản, hai người ta liền lấy việc vừa tranh chấp làm tiền đặt cược, phân biệt xuất thủ giết hai người này, ai đắc thủ trước thì thắng được tiền đặt cược, thế nào? Truyền Luân Vương há miệng nói, lộ ra vẻ dữ tợn. A, à, chỉ là hai gã tu sĩ hóa thần, chúng ta vừa ra tay bọn họ đã đi đời nhà ma rồi làm sao phân được thằng bại bất tử vương rất lạnh lùng nói hai người này cũng không là tu sĩ hóa thần bình thường huống hồ hai người chúng ta không thể tự mình xuất thủ không bằng đều tự phái ra một cái xương nô của mình động thủ đi kể từ đó nghĩ đến hai tên nhân tộc này cũng có thể ứng phó một chút cũng đủ ngươi và ta phân ra thắng bại truyền luân vương lại định liệu trước nói xương nô hảo liền như ngươi nói đi lẽ nào ta còn sẽ sợ thua ngươi sao bất tử vương sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu tựa hồ cảm thấy quy ước này không có vấn đề gì cuối cùng ngưng trọng đáp ứng ha ha tốt hai người các ngươi cũng nghe được chúng ta nói như vậy rồi không được nói hai người chúng ta lấy lớn khi dễ nhỏ cho các ngươi một cơ hội để sống cho các ngươi đi trước ngoài ngàn dặm hai người chúng ta mới xuất động xương nô đuổi giết các ngươi nhưng phải chú ý một điểm hai người các ngươi đừng nghĩ cách xa nhau mà đi khoảng cách giữa hai người các ngươi chỉ cần vượt lên hơn trăm dặm thì đừng trách hai người chúng ta tự mình xuất thủ chuyển luân vương cười to lắc đầu, sau đó vừa xoay tay hướng hai người Hàn Lập điểm nhiên nói. Ngàn giảm, Hàn Lập giơ tay xoa lông cánh trong suốt ở phía sau, thần sắc chấn định xuống tới. Không sai, đương nhiên nếu là qua một nén nhang, các người chưa độn suốt ngoài ngàn dặm ta cũng sẽ phái ra sương nô. Đừng hy vọng cái may mắn gì, chuyển luân vương nhàn nhạt nói, nhưng nội dung lời nói lãnh khốc dị thường. Khóe mắt Hàn Lập co quắp một cái, xoay đầu liếc mắt nhìn nữ tử họ tiêu gần đó, nàng hướng hai tên quỷ cười, huyết sắc trên mặt trái lại cũng khôi phục được một chút, nhưng phối hợp với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ càng phát ra sự yếu đuối mỏng manh. Hảo, thiếu đạo hữu, chúng ta đi, Hàn Lập đang trầm mặc bỗng nhiên hai cánh phía sau khẽ động, liền chợt hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại chỗ không thấy nữa, mà sau một khắc, người lại quỷ dị lướt qua cự ly gần trăm trượng, trực tiếp từ trong hư không, không một tiếng động lóe ra, xuất hiện ở tại chỗ bên cạnh nữ tử họ tiêu, lại có thể cũng rơi vào trên thân thể ngũ sắc cự dao kia chiêu thức thần thông thuấn di xuất thần nhập hóa của hàn lập hai dạ xoa sau khi liếc mắt nhìn nhau trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc nhưng lập tức liền tỏ ra dường như không có gì nữ tử họ tiêu đầu tiên là cả kinh nhưng sắc mặt lập tức lại lộ ra một tia vui mừng nếu hai người bị chỉ rõ phải cùng nhau đào sinh tự nhiên thần thông của hàn lập càng lớn đường sống của bọn họ cũng liền càng nhiều thêm một phần lúc này nàng cũng không cùng hàn lập mở miệng chân ngọc dẫm lên năm cái đầu dưới chân một cái cự giao năm đầu lắc lư lập tức hóa thành hào quang ngũ sắc đem thân hình hai người bao bọc lấy, thẳng đến phía xa bắn nhanh đi, tốc độ cũng là kinh người, sau mấy cái chớp động, đã biến mất vô tung vô ảnh ở phía chân trời. Mà hai giả dạ xoa vương thực sự đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích một chút, chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm hai người bỏ chạy, tựa hồ đối với xương nô có 10 phần lòng tin. Lấy độn tốc hào quang ngũ sắc của nữ tử họ tiêu điều khiển, lộ trình hơn ngàn dặm, căn bản không cần nhất thời nửa khắc, liền có thể trong nháy mắt đi ra. Nhưng nếu hai gã giả dạ xoa vương cho thời gian một nén nhang, nàng tại sau khi vừa mới bay ra hơn trăm dặm, tự nhiên lập tức cho độn tốc chậm lại, sau đó giơ tay tới eo vỗ một cái, mặt trên dắt một cái ngọc bài tuyết trắng bắn ra, hóa thành một tầng bạch huỳnh quang cháo đem hai người bảo hộ ở tại bên trong, mảnh nhật quang bội này chỉ dùng trí dương chi lực cô động mà thành, ngay cả là giả dạ xoa vương hợp thể đại thành cũng không có khả năng chỉ bằng vào thần niệm liền không một tiếng động xâm phạm vào bên trong. Tiếp theo chúng ta có thể yên tâm nói chuyện với nhau rồi. Nữ tử họ tiêu rất nhanh giải thích nói, nhưng trên khuôn mặt ẩn hiện u sầu. Có gì mà nói chuyện với nhau, lần này chúng ta sợ rằng thực sự cử tử nhất sinh. Khóe miệng hàn lập co quắp một chút, lộ ra vẻ cười khổ. Đạo hữu cảm thấy thực lực lớn của hai gã giả dạ xoa vương kia đại khái thế nào. Nữ tử họ tiêu lại chấp động ánh mắt vài cái, mặt lộ vẻ một tia do dự hỏi. Thế nào, ít nhất cũng cùng tu sĩ hợp thể kỳ nhân tộc chúng ta tương đương, tuy rằng ta không cách nào tra xét thực lực cụ thể của chúng nó, nhưng ta cũng từng gặp qua ngân giai mộc linh của mộc tộc, thế nhưng làm cho ta cảm thấy còn kém xa hai gã giả dạ xoa cường đại trước mắt này, hai gã giả dạ xoa này sợ rằng tại trong giả dạ xoa vương cũng không phải tồn tại bình thường. Hàn lập tỉ mỉ đắn đo trả lời, ý tứ của đạo hữu là nói chúng nó có thể là đại giả dạ xoa vương. Nữ tử họ tiêu cả kinh kêu thất thanh lên, ngay cả không phải, chỉ sợ cũng là gần với tồn tại đó. Hàn lập không có 10 phần khẳng định trả lời, nhưng ngay cả là như thế, sắc mặt của nữ tử họ tiêu cũng khó nhìn, Tiểu đạo hiếu, cũng không biết xương nô trong miệng đối phương là cái tồn tại gì. Đối phương có vẻ giống như mười phần tin tưởng, Hàn Lập đột nhiên hỏi như vậy, cái này tiểu muội ngược lại từ sư môn trưởng bối nghe nói qua một ít, nghe nói vương cấp tồn tại trong tộc giả xoa đều sẽ nuôi dưỡng một loại bán quỷ bán yêu gì đó, bình thường giả xoa vương dùng máu huyết của mình nuôi dưỡng, vì vậy sẽ theo thực lực của giả xoa vương tăng cao mà cũng tăng cường. Mà căn cứ chủng loại khác nhau khoảng chừng sẽ có một phần 10 đến một phần 3 thần thông của bản thân giả xoa vương, quả thực là phi thường lợi hại. Cho nên nếu hai gã dạ xoa này thực sự là đại dạ xoa vương, dù cho một đòn của cái loại xương nô này, chúng ta căn bản cũng không thể địch lại. Nữ tử họ tiêu cắn răng, hàn lập nghe xong, thần sắc cũng âm tình bất định. Chuyện cho tới bây giờ, hai người ta tốt nhất đem đại khái thần thông cùng thực lực của mình cho nhau biết một chút đi, điều này cũng tiện cho chúng ta liên thủ đối phó với địch. Nữ tử họ tiêu thấp giọng nói, thế nào, tiếu tiên tử thật sự dự định liều mạng với những xương nô này. Hàn Lập nhướng mày, hỏi ngược lại một câu, không đẩy lùi chúng nó, làm sao tính mạng chúng ta thoát được. Nữ tử họ tiêu nghe vậy ngẩn ra, đạo hữu sẽ không đem hai giả xoa vương kia bỏ đi chứ. Nếu là xương nô giết chúng ta thì hoàn hảo, nếu là bị chúng ta đánh bại, người nghĩ bọn họ thật sự không tự mình ra tay. Bọn họ giống như từ đầu đến cuối cũng không có đồng ý với chúng ta, chỉ cần đánh bại xương nô thì tha cho tính mệnh của chúng ta. Hàn Lập hít sâu một hơi, lo lắng dị thường nói. Nữ tử họ tiêu vừa nghe lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên nàng cũng không phải là không ngờ tới việc này, mà chỉ là vô ý thức không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Vậy đạo hữu có thể có thượng sách gì? Đôi mắt nữ tử họ tiêu sáng ngời nhìn chằm chằm vào hàn lập, ngưng trọng hỏi ngược lại một câu. Không có, bây giờ chỉ có thể đi một tính một, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thế nhưng nếu là Sương Nô thật sự đang sợ như lời ngươi nói vậy, chúng ta ngay cả một cửa trước mắt cũng đều không thể ứng phó. Cho dù không giao thủ, chỉ là cướp đường mà chạy, nhưng lại làm sao có thể tránh được sự chú ý của hai gã dạ xoa vương kia. Trừ phi tu vi chúng ta đột nhiên tăng vọt vô số lần, cũng tiến dai lên hợp thể kỳ như vậy mới có một tia khả năng. Hoặc là có thể lập tức phát hiện một tòa truyền tống trận ở gần đây, truyền tống một cái đến ngoài mấy vạn dặm, lúc này mới có thể bỏ trốn mất dạng. Hàn Lập hé miệng nhếch môi, trầm giọng trả lời. Nghe được Hàn Lập nói như vậy, trên mặt nữ tử họ tiêu chợt lóe lên một tia cổ quái, nhưng không có nói cái gì. Có điều là, liên hệ thần thông theo như lời Tiêu Đạo Hữu nói, hảo hảo liên thủ đối phó với địch, ngược lại cũng là biện pháp không có sai, ít nhất có thể bảo trụ mạng nhỏ một hồi nữa. Hàn Lập thở dài một hơi, lại thì thào nói, nữ tử họ Tiêu nghe vậy, cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, lập tức mở miệng bắt đầu giới thiệu công pháp cùng thần thông bảo vật của mình. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, hai người Hàn Lập mặc dù đè thấp độn tốc, nhưng vẫn độn ra ngoài ngàn dặm. Đúng lúc này, ở phía xa xa truyền đến hai tiếng kêu thê lương giống như sói chu, thanh âm vô cùng sắc nhọn, thẳng tới hướng chín tầng trời. Chương 1397, bố trí mai phục. Trong ngũ sắc hà quang, nữ tử họ Tiếu đang cùng Hàn Lập thương lượng cái gì đó, vừa nghe thanh âm quỷ dị này chu lên, lúc này sắc mặt căng thẳng, bỗng nhiên hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất thời ngũ sắc hào quang bao vây họ quang mang đại phóng, chợt lóe một cái liền mang theo nàng cùng Hàn Lập biến mất tại chỗ. Độn tốc loáng cái cao lên gấp 2 ba lần, Hàn lập lại lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hai mắt híp lại cảm ứng cái gì đó, mặc cho nàng mang theo phi độn về phía trước. Mặc dù nữ tử tiếu độn tốc để thăng cao lên như vậy, sau khi độn ra gần mấy trăm dặm, tiếng chu lên phía sau liền nghe thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Hàn lập truyền ra lời nói nhàn nhạt, nhạt hai cái thứ đó cách chúng ta không quá 300 dặm, độn tốc cực nhanh hơn xa bây giờ, theo tốc độ bây giờ không cách nào kéo dài bao lâu. Nơi giao thủ, chính là cách hai gã dạ xoa vương càng xa càng tốt. Ta tới trợ giúp người một tay đi." Hàn Lập nói rồi đầu vai run lên, hai lông cánh trong phía sau đột nhiên chợt lóe lên, bỗng nhiên từ phía trên bay ra một đạo hư ảnh thanh sắc đại bàng, loáng cái tiến vào trong ngũ sắc quang hà bốn phía. Cả đoàn độn quang đột nhiên rung mạnh một cái, độn tốc lại lập tức cao hơn gấp bội, hoàn toàn hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, chợt lóe lên đi tới. "Đa tạ Hàn huynh tương trợ." Nữ tử họ Tiêu thấy vậy, đại hỉ cảm ơn một tiếng. Loại thi pháp này cực kỳ tiêu hao pháp lực ta cũng không thể duy trì được lâu, đồng thời cũng không có thể thật sự chạy đi quá xa, bằng không hai tên giả xoa vương sợ rằng sẽ ra tay can thiệp. Hàn Lập lại lắc đầu nói, cái này là tự nhiên, Hàn huynh nên lưu lại pháp lực để đối phó với địch cho tốt. Nữ tử họ Tiêu cũng gật đầu, Hàn Lập nghe vậy cười khổ một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Nói thật, ngay cả xương nô lợi hại đi nữa, hắn liều mạng cho thần niệm tổn hao nhiều một chút, một hơi phóng ra mấy trăm phệ kim trùng bước lui hoặc tiêu diệt mọt đầu trong đó hẳn là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là có hai xương nô, đồng thời còn có hai vị giả xoa vương từ xa luôn luôn nhìn kỹ nơi đây, hắn sao lại dám làm liều lĩnh như vậy. Sau khi có hàn lập xuất thủ tương trợ, hai xương nô kia cho dù độn tốc rất nhanh, nhất thời cũng không cách nào lại gần được bao nhiêu. Trong nháy mắt, một trước một sau lại đuổi theo ra xa mấy nghìn dặm nữa. Hàn lập cảm thấy không sai biệt lắm thì đem hư ảnh thanh sắc đại bằng thu lại, cùng nữ tử họ tiêu ngừng độn quang lại. Một lát sau, hai người lặng lặng trôi nổi trên không trung, mắt cũng không chấp ngóng nhìn bầu trời phía xa. Phía xa xa bỗng nhiên hỏa quang ngút trời, tại trong một tiếng giống lên, hai luồng đại huyết dài mấy trượng chợt lóe lên hiện ra, như vũ bão phi thẳng đến hai người. Hàn lập vừa thấy cảnh này, không nói một lời hai tay vặn một cái, lại giơ lên, sau hai tiếng sấm sét giữa trời quang, hai đạo kim sắc điện to bằng miệng bát bắn đi ra ngoài, chợt lóe đánh tới hai luồng huyết phân. Hai người huyết phân giống như vô hình, dương lên thân thể, cực kỳ linh hoạt, một cái di chuyển nhẹ liền lướt qua hồ quang vẫn vọt thẳng đến Hàn Lập. Một chút dừng lại cũng không có, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay nhanh chóng bắt quyết, hai đạo kim hồ đột nhiên nhoáng lên, lại giống như linh xà ngoặt một cái mà bắn ra quay về, bất ngờ đánh lên huyết vân làm vang lên hai tiếng phốc phốc, một màn làm cho trong lòng Hàn Lập trầm xuống xuất hiện. Kim sắc hồ quang thô to như vậy đánh lên huyết vân, lại như một đi không trở lại một chút cũng không đánh vào bên trong, một chút phản ứng cũng không có. Hàn lập sắc mặt đại biến, sau khi hai đóa huyết phân liền khẽ động, liền vọt đến chỗ trước người hai người hơn 10 trượng, thậm chí ngay cả cổ mùi tanh nồng đậm tỏa ra trong huyết phân, cũng có thể người thấy. Kỳ quái chính là, Hàn lập không có bất luận cái cử động gì mà đứng ở tại chỗ, trái lại nữ tử họ tiêu đứng ở một bên, bỗng nhiên trong hai mắt Hàn mang chợt lóe, trong lòng thúc giục pháp quyết. Hào quang trước mặt nàng cùng Hàn lập nổi lên, hai tay lớn của cự dao từ trong đó chợt lóe ra, thoáng tìm tòi, một ngụm liền đem hai đóa huyết xé chúng làm hai đi. Phần còn thừa của huyết vân đã văng tán loạn khắp nơi rồi biến mất, nhìn thấy màn này, nữ tử họ Tiêu đại hỉ, vừa định ngừng tay hướng Hàn Lập nói cái gì đó. Con người của Hàn Lập chợt co rụt lại, bỗng nhiên lam mang chấp động lạnh lùng nói, cẩn thận, hai thứ này có tốc độ rất nhanh, nhìn vạn lần đừng bị thân pháp của chúng mê hoặc. Cái gì? Nữ tử họ Tiêu nghe vậy ngẩn ngơ, vội vàng nhìn theo ánh mắt Hàn Lập lúc này mới phát hiện tại chỗ trên cao cách bọn họ xa hơn 10 trượng, chẳng biết từ bao giờ nhiều thêm hai huyết hồng quái vật tựa như sói lại tựa như vượn. Vừa tại trong nháy mắt huyết phân bị hủy, hai quái vật này dựa vào tốc độ đáng sợ, lại có thể chợt lóe từ trong huyết phân độn đi ra ngoài, bởi vì độn thuật quá nhanh, đồng thời vô thanh vô tức, nữ tử họ Tiêu không thể lập tức nhìn xuyên qua, nhưng Hàn Lập ở một bên vận dụng Minh Thanh Linh mục liếc mắt liền nhìn thấu hai quái vật lặng yên đứng thẳng tại hai chỗ cực cao tay vượn thân sói cánh rơi, thân đỏ tươi ướt át, răng nanh dài trong miệng thỉnh thoảng có một con rắn phun ra nuốt vào không ngừng. Trong mắt đôi hồng sắc yêu lại chấp động ánh mắt tàn nhẫn rảo hoạt, vừa nhìn đã thấy là cái loại quái vật này linh trí cực cao. Đây là cái mà được gọi là xương nô, nữ tử họ tiêu tuy rằng đã sớm nghe người ta nói qua, nhưng lúc này khi thấy vật thật, vẫn còn là có chút sởn gai ốc. Ít tà thần lôi của ta lại có thể vô hiệu đối với chúng nó. Xem ra chúng nó cũng không phải tà vật gì đó tế luyện thành hình ra một ít công pháp trí dương trừ tà, phỏng chừng đối với chúng nó cũng không có nhiều tác dụng, chỉ có thể mặt đối mặt liều mạng. Hàn lập nhàn nhạt nói, bỗng nhiên giơ tay hướng sau đầu sờ một cái. Hôi sắc hào quang đại phóng, sau một cái cuốn đi tất cả, chợt hóa thành một tầng hôi sắc quang mạc bảo vệ trước toàn thân. Đồng thời một tòa hắc sắc tiểu sơn quay tròn tại trong hào quang như ẩn như hiện, quả thực là phi thường thần diệu. Sắc mặt nữ tử họ tiêu nghiêm nghị, trong miệng nói lẩm bẩm nhất thời tại hư không trước người lần thứ hai kịch liệt rung động lên, ba khối giao thủ cùng toàn bộ thân thể của ngũ thủ cầu giao cũng liền trước sau xuất hiện, thân hình so với lần trước còn lớn hơn mấy lần. Giống như tinh hồn tồn tại, năm khỏa đầu nhắm ngay hai xương nô trên cao lắc lư khác nhau, cúi đầu phát ra tiếng hô, làm ra dáng uy hiếp. Đúng lúc này, một đầu trong hai xương nô lại vượt lên động thủ trước. Cánh rơi đỏ tươi phía sau nó chỉ là một phiến, toàn bộ thân hình liền nhoáng lên hóa thành một đạo huyết ti bắn nhanh ra, lại chợt lóe biến mất giữa hư không. Huyết quang đại phóng, thân hình xương nô liền hiện lên ở trên đỉnh đầu hai người hàn lập, không chút nào trần chờ nhào xuống một cái. Năm khối giao thủ to lớn của ngũ thủ cầu giao, không chút khách khí đón đầu nuốt tới. Thân hình xương nô nhoáng lên, thân thể giống như dịch thể một chút liền biến mất không thấy. Năm khối giao thủ đồng loạt cắn vào chỗ hư không, nó chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra thì các nơi trên thân thể liền quỷ dị hiện ra chi chít huyết ti mảnh nhỏ, Chợt lóe lên tức thì rồi biến mất không thấy nữa. Theo đó, năm khối đầu kể cả thân thể khổng lồ của cầu dao liền không chút báo trước biến thành vô số mảnh vụn, đều tan vỡ biến mất. Một tia tinh hồn của ngũ sắc cầu dao lại có thể bị xương nô một kích đánh vỡ. Trong hư không, huyết quang chợt lóe, ở chỗ trống rỗng lại có vô số huyết ti hiện ra, tiến thẳng đến nữ tử họ Tiêu chụp xuống. Hàn Lập phát ra một tiếng hừ lạnh, hồi sắc hào quang trước người mở rộng, trong nháy mắt đem nữ tử bảo hộ ở trong hắc sắc tiểu sơn chợt lóe thuấn di hiện lên ở trên đỉnh đầu nữ tử huyết ti oang ánh chợt lóe lên mạnh mẽ tại trong tiếng xé gió vù vù trực tiếp cắt tới trên hôi hà cũng không chịu chút ảnh hưởng nào đem tất cả mở ra lập tức tơ máu đều kết rắn chắc chém tới hắc sắc tiểu sơn hầu như trong cùng lúc đó chỗ thân hàn lập không gian nổi lên ba động một đạo huyết ảnh nhàn nhạt hiện lên hai lợi chảo xuất ra dò xét cũng không một tiếng động chảo tới một cái cả chút tiếng gió thổi cũng không có tại trong huyết ảnh một đôi mắt phi thường giả dối chấp động. Đúng là một đầu xương nô khác chẳng biết từ bao giờ đã lặn xuống gần hàn lập, thừa dịp hắn bị một đầu xương nô khác hấp dẫn thì bỗng nhiên phát động đánh lén. Lấy hàn lập như vậy thần thức cường đại, trước đó cũng chút nào không có phát hiện, đương lợi chảo bắt được liếu hộ thể của hôi sắc hào quang thì, hắn lại làm cái gì lánh cũng đã xong. Này một đôi lợi chảo nhẹ nhàng nhoáng lên, chảo mũi nhọn vừa hiện, nhất thời đem quầng trăng mở một hoa mà khai, thiểm điện bàn của thẳng bắt hàn lập phía sau. Lúc này Hàn Lập rốt cuộc phát hiện ra tình hình ở phía sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người hiện ra một cái trường bào kim ngân nhị sắc. Tiếng sấm rền nổi lên, chi chít kim ngân hồ quang hiện lên trên trường bào. Một cái liền phóng tới hai lợi chảo, một tiếng nổ lớn oanh long long vang lên. Tại trong hồ quang kim ngân nhị sắc bắn ra, cánh tay đỏ tươi liền toát ra một cổ khói xanh, thế nhưng hai móng vuốt liền giống như lưỡi dao thần binh sắc bén, chỉ là năm ngón khẽ động đã đem lôi pháo xuyên thủng qua, muốn thực sự đánh lên trên lưng của Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lưng vốn trống rỗng của Hàn Lập hiện ra bốn cánh tay kim sắc mơ hồ, hướng tới một kích phong vân biến sắc của hai móng vuốt, chẳng hiểu vì sao, lại có thể quỷ dị phát sau mà đến trước, cứng rắn ngăn cản một đôi lợi chảo, lại phát ra tiếng như kim loại va chạm. Trên lợi chảo chợt lóe tiêm máu, bốn cánh tay kim sắc lập tức vỡ vụn ra từng mảnh, thế nhưng có chút ngừng lại này, thân thể Hàn Lập xoay một cái, hóa thành một đạo bạch ti bắn nhanh ra. Ở chỗ xa hơn 20 trượng linh quang chợt lóe, một lần nữa hắn hiện hình ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu xương nô đánh lén mình kia, sắc mặt âm trầm dị thường. Đầu xương nô kia đánh một kích không thành công, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, con người quay tròn xoay chuyển đứng tại chỗ. Bên trên kia, sau khi nữ tử họ tiêu nhờ vào nguyên từ thần sơn của Hàn Lập đỡ được huyết ti chi chít kia, cũng đồng dạng thuấn di một cái đến xa ngoài 10 trường. Huyết ti này hướng vào giữa tụ lại, một lần nữa trở về hình thái tay vượn thân sói, trong mắt cũng chợt hiện hung quang nhìn về phía nữ tử họ tiêu hiển nhiên hai xương nô đã phân được mục tiêu rồi, phân biệt nhìn thẳng Hàn Lập cùng nàng. Theo kế hoạch động thủ đi, Hàn Lập bỗng nhiên hướng nữ tử nói. Hảo, nữ tử họ tiêu không chút nào trần chờ gật đầu một cái, giơ tay lộn chuyển, bỗng nhiên trong tay có thêm một kiện pháp bàn, tay kia lại lóe lên bạch quang, hướng pháp bàn hung hăng vỗ một cái. Phốc phốc một tiếng nổ lớn vang lên, bỗng nhiên lấy hai xương nô làm trung tâm, tở ra ngoài trăm trượng bỗng nhiên hiện ra 36 cây tiểu phiên màu sắc khác nhau. Những tiểu phiên này lúc vừa mới từ trong hư không hiện ra, chỉ dài có cỡ hơn tất, thế nhưng tại dưới sự pháp quyết thúc dục của nữ tử họ tiêu, nhất thời không ngừng điên cuồng phình ra, trong nháy mắt liền hóa thành to hơn 10 trượng, trên mặt mỗi một cây đều có ký hiệu quay cuồng, linh khí bức người. Mà hầu như trong cùng lúc đó, hai tay hàn lập cũng bấm quyết, tại trong vòng phiên kỳ bỗng nhiên hiện ra vô số đạo kim trong suốt lấp lóe, như ẩn như hiện, hướng tới hai xương nô ở giữa không khách khí quay lại. Chương 1398 Quang trận Hàn Lập cùng nàng sớm đã bày trận kỳ, lúc này thúc giục lên, chẳng biết kỳ trận có tác dụng gì, thế nhưng chỉ bằng vào uy lực của đại canh kiếm trận liền lập tức đem hai xương nô vây ở trong đó. Một đầu xương nô trong đó thấy vậy, ngẩn ra, nhưng lập tức hung quang trong mắt chợt lóe, tứ chi khẽ động, hóa thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt chợt lóe lên, bộ dạng muốn mạnh mẽ lao ra kiếm trận. Hiển nhiên lấy sự giảo hoạt của xương nô, tự nhiên biết tiếp tục dừng lại ở đây cũng không phải cái chuyện tốt gì. Đại canh kiếm trận thần diệu ra sao chứ, cho dù là thân pháp của xương nô nhanh, thế nhưng ở một góc nào đó của kiếm trận, mấy trăm đạo kim ti đột nhiên hiện ra, đồng thời ảo ảo cuốn về phía trước. Vài tiếng phốc phốc vang lên, vô số huyết khối từ trong hư không nổ tung bắn ra, lập tức nhoáng lên, lần thứ hai lại hợp thành thân hình của xương nô. Nhưng không chờ quái vật kia lại lao ra kiếm trận, bốn phía kim quang chợt lóe, lại hiện ra chi chít kim ti, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai hướng lên trên người nó hợp lại. Kim mang chợt lóe, đã đem xương nô này cắt thành vô số mảnh nhỏ lần thứ hai. Bang bang vang lên tiếng nổ lớn, tất cả mảnh nhỏ tự động nổ tung, lại lấy hình thái huyết vụ muốn chạy thẳng ra ngoài kiếm trận. Nó đối với kiếm ti không ngừng cắt tới ở bốn phía lại không chút nào để ý tới. Hàn lập ở bên ngoài thấy vậy, trong mắt lam mang chợt lóe. Thanh trúc phong vân kiếm của hắn cũng không phải chỉ có chút thần thông ấy, lúc này trong lòng thúc giục kiếm quyết, phát động thần thông trên phi kiếm phụ cận. Chỉ thấy kiếm ti vốn ánh vàng rực rỡ, dung lên biến thành vẻ trong suốt tuyết trắng, hàn khí nhẹ nhẹ từ trong những kiếm thi này liên tục tuôn ra. Kể từ đó, ngay cả huyết phụ kia là thân thể vô hình, thế nhưng bị tất cả chi chít những kiếm thi thuộc tính cực hàn đi qua này, trong nháy mắt bên ngoài thân cũng hiện ra một tầng băng tầng. Cuối cùng một tiếng thử lạp giòn vang, huyết phụ hoàn toàn hóa thành một khối băng trong suốt, không cách nào nhúc nhích được mảy may. Tiếng sấm rền oanh long long nổi lên, ở giữa kiếm thi đồng thời bắn ra vô số hồ quang mảnh nhỏ, nhất thời bao phủ trong kim sắc điện quang, toàn bộ khối băng hoàn toàn biến thành bột phấn trong suốt, nhẹ nhàng tản ra các nơi. Môi hàn lập vỉnh lên một cái, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng tiếp theo, dáng tươi cười ấy trong nháy mắt ngưng động lại. Chỉ thấy bột phấn trong suốt này đột nhiên nổi lên một tầng huyết quang, hóa thành những giọt chất lỏng đỏ tươi như máu, không chờ kiếm ti bốn phía cắt tới lần thứ hai, tất cả đều bắn nhanh quay về về phía sau. Tiếp theo, chỗ trung tâm kiếm trận huyết quang chợt lóe lại hội tụ lại thành đầu xương nô kia. Mà xương nô lúc này, Tuy rằng huyết quang trên người thoáng phai nhạt một phần, hình dạng cũng không quá rõ ràng. Tuy rằng đại canh kiếm trận vừa bức bách quái vật này, nhưng tựa hồ vẫn chưa tạo thành tổn thương thực sự cho nó. Trong lòng Hàn Lập càng nổi lên sự kiêm rẻ hơn, lúc này hắn cũng không nói gì, pháp lực trên người lưu động không ngớt, đem kiếm trận thúc giục tới 10 thành uy lực. Nhất thời trong kiếm trận kim ti hiện lên một tầng rồi lại một tầng, càng ngày càng nhiều, bộ dáng chừng mấy nghìn đạo, tất cả đều như ẩn như hiện hướng phía trung tâm cuồn cuộn vây tới. Tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không chỉ một chút, hình dạng chỉ chốc lát thời gian là có thể hoàn toàn hợp lại. Nhân cơ hội này, ánh mắt Hàn Lập thoáng nhìn, chỉ thấy nữ tử họ tiêu ngoài kiếm trận, không biết giơ hai tay lên từ lúc nào. Nhưng một tay nâng pháp bàn trong tay, trong miệng liên tục niệm động chú ngữ, chẳng biết muốn thi triển cái đại thần thông gì, lại có thể phí thời gian dài để thôi động kỳ trận như vậy. 36 cột trận kỳ, lại quay cuồng trong vô số ngân sắc ký hiệu, liên tục run nhẹ nhẹ, mà tất cả những ký hiệu này lại có thể đều là ngân khoa văn. Hàn Lập giật mình, nhưng vào lúc này, một đầu xương nô khác trong kiếm trận lại xuất thủ. Xương nô này cùng đầu thứ nhất kia hoàn toàn bất đồng, tứ chi căn bản tại trong trung tâm kiếm trận không di động gì, thế nhưng hai cánh phía sau quạt một cái, các nơi trên thân thể phun ra hơn 10 cây xúc tu huyết hồng, mỗi một cây đều dài hơn trượng, cực kỳ mảnh nhỏ. Chưa chờ Hàn Lập nhìn ra cái môn đạo gì thì, những huyết ti này liền run lên đồng thời vũ động lên một đoàn tiên ảnh mơ hồ như bạo vũ cuồng phong, đem mình gắn vào trong đó. Từ xa nhìn lại, tiên ảnh liền giống như một viên huyết sắc cửa cầu, lại còn lấy tốc độ kinh người điên cuồng bành trướng ra mọi nơi. Kể từ đó, trong nháy mắt huyết cầu liền cùng kiếm thi từ bốn phía khép lại đánh cùng một chỗ. Tiếng va chạm chói tai vang lên, tại lúc kim quang và tia máu đan vào phát ra tiếng vang lớn, uy kiếm trận của Hàn Lập lại có thể thật sự bị này huyết sắc tiên ảnh này cứng rắn ngăn lại, không cách nào đánh dẹp tất cả giống như lúc trước con người hàn lập chợt co rụt lại, hai tay bấm quyết. Kim thi từ mọi nơi cuồn cuộn không ngừng lao tới, lần thứ hai tản ra khí cực hàn trắng xóa, hướng huyết ảnh cuốn tới. Đi, phốc phốc vang lên một tiếng nổ lớn, sắc mặt hàn lập hơi khó nhìn. Hàn khí trắng xóa này vừa mới tiếp xúc với huyết sắc tiên ảnh, liền lập tức bị một cổ cự lực vô hình bắn ngược mở ra, những xúc tu này cho dù bị cực hàn đóng băng một chút, tại trong vũ động cũng lập tức vỡ nứt ra vô tung vô ảnh. Hàn khí rốt cuộc cũng vô dụng, đúng lúc này, trên người đầu xương nô này huyết quang chợt lóe lại bay vụt ra hơn 10 cây xúc tu, cũng thêm vào trong vũ điệu. Nhất thời huyết cầu phát ra tiếng nổ vang ầm ầm long, kim ti vốn cùng huyết cầu kiên trì rằng co, lại có thể tại trong lúc chấp động cùng xúc tu đan vào, bắt đầu bị buộc phải chậm chạp rút lui, đồng thời tốc độ có vẻ càng lúc càng nhanh. Mà một đầu xương nô khác, tựa hồ được cử động của đồng bạn gợi ý cái gì đó, sau khi thân hình lăn đi một cái, thân thể liền hóa thành một đoàn huyết ảnh mơ hồ, một đầu quấn vào trong kim ti bên kia. Vô số huyết ti tại bên ngoài thân thể hiện lên, đồng thời rất nhanh xoay tròn lên. Kết quả một màn đồng dạng xuất hiện, kim ti đều bị huyết ảnh mơ hồ làm cho liên tiếp lui về phía sau, có vẻ không cách nào ngăn cản. Hàn Lập trái lại hút một ngụm khí lạnh, xem ra đại canh kiếm trận thật đúng là không cách nào đối phó hai xương nô này. Tay áo bảo rung lên, 10 khối viên cầu kim ngân sắc cuốn vào trong tay áo. Hàn Lập đem những lôi châu này giấu vào trong tay áo bảo, gắt gao nhìn chằm chằm tình hình trong kiếm trận, sắc mặt càng âm trầm hơn bỗng nhiên như tử họ tiêu nguyên bản vẫn cúi đầu truyền đến một hồi tiếng chú ngữ lại bất ngờ ngưng lại hàn lập vui vẻ vội vàng xoay đầu nhìn lại chỉ thấy như tử họ tiêu quả nhiên đã thôi động pháp quyết xong pháp bàn trong tay đang phát ra kim quang phi thường chói mắt chi chít ngân sắc ký hiệu vây quanh nàng từ trên xuống dưới nhẹ nhàng thổi lên đồng thời bầu trời cũng không biết từ bao giờ đã âm trầm u ám xuống gần đó nổi lên từng hồi âm phong bay qua tuy rằng không lớn nhưng vừa tiếp xúc lại băng hàn đến xương giống như có thể thấm vào tới tâm phế. Nữ tử thi pháp, lại có thể điều động thiên địa nguyên khí. Trừ cái đó ra, pháp bàn trong tay nữ tử họ tiêu cũng nhiều thêm một cổ lực lượng phi thường cường đại. Lực lượng ấy mạnh mẽ, làm cho trong lòng hàn lập cũng hết sức rét lạnh, chỉ có vừa rồi đối mặt với hai gã dạ xoa vương thì mới có cảm giác quỷ dị sâu không thể lường này. Hàn lập hoảng sợ, ngưng thần hướng pháp bàn trong tay nữ tử họ tiêu nhìn lại, lại bị linh quang trói mắt làm cho nhìn không rõ. Không suy nghĩ nhiều, trong mắt hắn lam mang đại phóng, thần thông minh thanh linh mục thi triển tới cực điểm, nhất thời đem tình hình trong pháp bàn nhìn rõ. Kim triện văn, hàn lập cả kinh, thất thanh gọi ra miệng, mặt ngoài pháp bàn kia lại hiện ra đám ký hiệu kim sắc. Tuy rằng một chữ cũng không nhận ra, nhưng xem hình dạng đó, ẩn chứa linh lực đáng sợ, hiển nhiên là kim triện văn trong nghe đồn so với ngân khoa văn càng thần bí hơn. Loại linh văn trong truyền thuyết này, cho dù là tu sĩ cấp cao của linh giới, có thể hiểu được cũng rất ít tựa hồ cảm ứng được sự nhìn chăm chú của hàn lập nữ tử họ tiêu hướng hàn lập cười thản nhiên bỗng nhiên pháp bàn cầm trong hai tay liền nâng lên trên cao một cái một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện pháp bàn được bao phủ trong hào quang tại không trung quay tròn xoay chuyển lên chỗ trung tâm trống rỗng sinh ra một kim sắc quang cầu to bằng nắm tay một cổ linh áp phóng lên cao trong nháy mắt trên không trung gần đó mây đen cuồn cuộn thoáng cái cuồng phong gào thét nổi lên cũng tương ứng như vậy 36 cây cự phiên phía dưới phát ra tiếng long ngâm hổ gào, vô số quang điểm màu sắc khác nhau hiện lên tại phụ cận, đều hướng tới trong phiên ngưng tụ lại. Trong nháy mắt tất cả phiên kỳ đều mạnh mẽ phóng ra linh quang, sau một khắc rung mạch, đồng thời phóng ra 36 đạo quang trụ chói mắt, lớn bằng miệng bát, chợt lóe lên tức thì tiến vào trong tầng mây trên cao. Nhất thời không trung mây đen một tiếng đinh tai nhức óc long của phích lịch truyền ra, lập tức một tòa trăm trưởng hơn đại của thật lớn quang trận từ mây đen trong từ từ hiện lên ra, mà quang trong trận tâm chỗ của nam một điểm, lại có thể vừa lúc nhắm ngay phía dưới kim quang trong pháp bàn, sau đó đột nhiên phun ra một đạo tinh tế kim ti, vừa lúc trực tiếp không có vào liễu phát bàn trong của nam một đoàn kim quang trong. Nhất thời na kim sắc viên cầu một chút bay lên không bay lên, thẳng đến thật lớn quang trong trận tâm chỗ đi. Đến đây, hàn lập ngẩn người, dương mắt mà nhìn. Cái kỳ trận này uy lực gì, nữ tử họ tiêu trước đó vẫn chưa nói thêm cho hắn biết cái gì, hắn tưởng chỉ làm cho nàng kéo dài thời gian hơn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả khi uy lực chân chính của pháp trận này còn chưa lộ ra, thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện đùa, uy lực có thể hơn xa đại canh kiếm trận. Có điều là hai tay nữ tử họ Tiêu vẫn nâng lên pháp bàn, tại đây chỉ khoảng nửa khắc lại có thể mồ hôi rơi xuống như mưa, khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, một bộ dáng lão đảo muốn ngã. Kim sắc quang cầu rốt cuộc bị hút vào trong chỗ trung tâm quang trận, nhất thời hòa hợp làm một thể làm vang lên âm thanh ông minh dữ dội, quang trận vốn cũng đã lớn kinh người, quang mang chợt lóe diện tích lại tăng lên gấp bội, hầu như che phủ toàn bộ bầu trời. Linh áp do quang trận tỏa ra mạnh đến nỗi dù Hàn Lập đã đề phòng, thân hình cũng không khỏi liên tiếp bước lùi lại. Trong lúc nhất thời, hai gã dạ xoa vương ở xa ngoài ngàn dặm, đột nhiên giật mình liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời thân hình nhoáng lên, hai người liền thoáng một cái chợt biến mất vào trong hư không. Lúc này, hai xương nô rốt cục gào thét hai tiếng chạy ra khỏi đại canh kiếm trận, huyết quang chợt lóe bắn nhanh nhào thẳng đến hai người Hàn Lập. Hàn Lập cả kinh, đang muốn cầm lôi châu trong tay đón đầu bổ ra. Quang trận giữa không trung lại đột nhiên phun ra hai đạo quang trụ màu trắng sữa, chợt lóe lên trực tiếp đánh lên người hai xương nô. Hai xương nô nhìn như cực kỳ lợi hại, lại có thể phốc phốc hai tiếng, thoáng cái biến mất trong bạch quang. Truyền tống pháp trận, nhãn lực của Hàn Lập ra sao chứ? Liếc mắt liền nhìn ra hai gã xương nô kia cũng không phải là bị đánh chết, mà bị bạch quang kia bao lại trong nháy mắt, thoáng cái chẳng biết đã truyền tống tới nơi nào rồi. Nữ tử họ Tiêu đắc ý cười, xoay tay đang muốn nói với hàn lập cái gì đó đột nhiên sắc mặt đại biến bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh thẳng đến quan trận giữa không trung hàn lập tuy rằng trong lòng kinh nghi nhưng thấy cảnh ấy ý niệm trong đầu như thiểm điện chợt lóe không chút do dự cũng hóa thành một đạo thanh hồng theo nàng chạy vào không trung mà nhưng vào lúc này hai chỗ trong hư không ngoài trăm trượng chập trờn đột nhiên hai đạo bóng người to lớn thúc động cự xí chợt lóe ra vừa lúc trông thấy cử động của hai người hàn lập Lúc này hai tiếng giống giận truyền ra, một giả dạ xoa vương từ xa xa đánh ra một quyền, trong tay một giả dạ xoa vương khác lại chợt lóe lên huyết quang, một quang phiến to lớn chém tới một cái. chương 1399, chị yêu cùng ấu thú. Nữ tử họ tiêu vừa chui vào trong quang trận to lớn, nhất thời toàn bộ quang trận phát ra tiếng vù vù lớn gấp mấy lần, đồng thời không gian phủ cận hiện ra ba động dữ dội. Không gian bao phủ cửa đại quang trận cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, hiển nhiên là bộ dáng gần mới mở ra pháp trận truyền tống đám phi kiếm vốn để bày kiếm trận, đã ở trong nháy mắt xương nô lao ra kiếm trận, đều trở lại thành 72 tiểu kiếm, chợt lóe lên tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng lúc này bởi vì sự cố không gian vặn vẹo, lúc Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng, độn tốc không khỏi chậm một chút. Hàn Lập biến sắc, chưa kịp đem phàm nhân phong lôi xí mới luyện chế phía sau mở ra vũ động thì công kích của giả xoa vương cũng đã đến trước mắt. Trong đó sức mạnh của một quyền mang theo một cổ âm thanh ẩm vang, hóa thành một cái lục sắc cử đại quyền ảnh đánh thẳng tới quang trận, Hàn Lập vừa vặn bị bao phủ trong đó. Hàn Lập trong lòng biết không ứng phó kích này trước, căn bản không cách nào đi được. Lúc này hít sâu một hơi, hai tay cùng giơ lên, hơn 11 kim ngân sắc quang đoàn lập tức bắn nhanh ra, lúc này hai cánh phía sau mới quạt một cái, người đang ở tại chỗ chợt lóe lên không thấy, sau một khắc liền xuất hiện tại chỗ cách trung tâm quang trận gần trong gang tấc, thân hình nhoáng lên, không chút nào trần chờ tiến vào trong đó. Lúc này, một đạo huyết quang cũng phát sau mà đến trước hướng về phía trước chợt lóe, Hung hăng chém lên một góc của Cự Đại Quang Trận. Cùng lúc đó, Kim Ngân Quang Đoàn cũng đánh lên quyền ảnh, hai cái đồng thời nổ tung ra. Một cái huyết quang đại phóng, một cái chém xuống, càng làm cho toàn bộ Cự Đại Quang Trận dập dờn mở ra. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bỗng nhiên hiện ra một đóa kim ngân sắc lôi vân cực lớn, rộng khắp trăm trượng, dâng lên một cơn lốc phóng lên cao. Trong nháy mắt, cơn lốc đem mọi thứ đều bao phủ vào trong. Chỗ không gian cạnh lôi vân nổi lên ba động thân hình hai gã dạ xoa vương lần thứ hai hiện ra, đối mặt với một kích huy lực cực lớn tương đương với 10 tên tu sĩ luyện hư tu sĩ hợp lực, cho dù lấy thần thông của bọn họ cũng phải đem tạm lánh một chút, bọn họ vốn dự định trực tiếp thuần di qua, đem hai người hàn lập ngăn cản lại rồi bắt ra từ trong quang trận. Tại trong chấp nhoáng lôi vân ngăn cản, quang trận giữa không trung chấp lên phóng ra quang mang chói lọi, lập tức sau vài cái chấp lóe điên cuồng, toàn bộ quang trận liền vỡ vụn ra thành từng mảnh, hoàn toàn biến mất. Hai gã dạ xoa vương liên thủ, chỉ khoảng nửa khắc đã dùng thần thông đem kim ngân sắc lôi mạnh mẽ đánh tan, sau đó chợt lóe hiện lên ở tại chỗ vốn là trung tâm quang trận phía dưới. Ở nơi này, chỉ có một bạch sắc thanh bàn bên ngoài đầy vết dạn vỡ, toàn bộ linh khí lơ lửng ở đó. Một gã dạ xoa vương đưa một tay lấy pháp bàn hút vào trong tay, sắc mặt âm trầm quan sát một lát, sau đó không nói được một lời ném cho một tên dạ xoa vương khác. Bên trong có một tia chân linh chi khí, xem ra chúng ta chính là xem thường hai tu sĩ nhân tộc này, lại có thể có loại thần thông hư không truyền tống cự ly xa. Sau khi một gã giả dạ xoa vương xem xong pháp bàn, thở dài một hơi. Việc này ngay cả bản vương cũng thật không ngờ, cũng may một kích cuối cùng của ta, cũng dùng động pháp trận truyền tống. Bọn họ có thể thực sự bình yên truyền đi hay không chính là chuyện tình khó nói. Nói không chừng tại trên đường liền rơi vào cái khe nào đó trong không gian, từ nay về sau biến mất mãi mãi rồi. Tên giả dạ xoa vương gọi là bất diệt, lại cười lạnh một tiếng nói cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng thật ra hai xương nô của ngươi và ta cũng không biết bị truyền tống tới nơi nào rồi, muốn tìm về thật là có chút phiền phức. Truyền luân vương trao mày lên, sau một lúc lâu mới gật đầu nói. Không có gì, xương nô của ta và ngươi cũng không phải loại chưa mở linh trí, chỉ cần không phải truyền tống đến đại lục khác, Trung Quy sẽ tự động nghĩ biện pháp tìm được ngươi và ta. Trái lại là liên quân của chúng ta theo như lời lúc trước phải lập tức xuất ra một cái cách thức, bằng không. Hai gã giả xoa vương đói với việc hai người Hàn Lập chạy trốn từ trong tay, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền ném sau đầu, lập tức thảo luận đại sự mà đói với bọn họ càng thêm quan trọng hơn. Đại quân giả xoa tộc cách xa bọn họ chẳng biết bao nhiêu nghìn dặm, lại đang hướng tới chỗ thiên uyên thành của nhân tộc, cuồn cuộn ào ào đi tới. Hàn Lập chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt mềm muội lấy thân thể mạnh mẽ như bây giờ lại còn có thể sau khi truyền tống có loại cảm ứng cường liệt này, nói rõ truyền tống vừa rồi nhìn như trong nháy mắt, tuyệt đối là một lần truyền tống cự ly cực xa. Sau khi nhắm lại hai mắt một hồi lâu, Hàn Lập mới chậm rãi mở hai mắt ra, đảo qua mọi nơi. Ở đây giống như là một đống mảnh loạn thạch, dưới đất đều là hòn đá hình tròn có cỡ lớn nhỏ không giống nhau, có màu xám trắng. Bốn phía ở cách đó không xa, lại là một mảnh hôi sắc sương mù, có vẻ không cách nào nhìn ra quá xa. Trong đầu đang vang lên ông ông, chẳng rõ nơi này có cái cấm chế gì, hay là hắn vẫn chưa từ trong truyền tống cự ly xa khôi phục lại, thần niệm lại có thể nhất thời không cách nào rời khỏi thân thể. Nhíu mày, đồng thời đầu của Hàn Lập chuyển động nhìn khắp nơi, làm mang trong hai mắt chớp động không ngớt. Thân sắc Hàn Lập bỗng nhiên khẽ động, hai tay bấm quyết hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không trung, chui vào trong sương mù. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, Hàn Lập co lưng xuất hiện tại bên cạnh một cái dòng suối nhỏ rộng mấy trượng, nhìn suối nước trong suốt dưới chân, hai mắt híp lại. Một tay chảo một cái đi xuống, nhất thời một đoàn nước suối bị hút lên không trung, hóa thành một đoàn thủy cầu to bằng nắm tay, nhẹ nhàng lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Hàn lập ngưng thần kiểm tra một hồi, sau khi thấy nước suối không có vấn đề gì, mới hé miệng ra. Thủy cầu lập tức hóa thành một đạo thủy tuyến bị hút vào toàn bộ hút vào trong miệng hắn. Phi thường ngọt, Hàn lập gật đầu hài lòng, đang muốn lại lấy thêm chút nước suối nước thì lại bỗng nhiên nhớn mày một cái, tay kia bỗng nhiên ngũ chỉ nắm quyền đánh tới hư không phía sau một cái. Một cổ cự lực theo đó xuất ra, oanh một tiếng nổ vang lên, sương mù phía sau nổi lên cuồn cuộn một hồi, cự lực giống như đánh lên vật gì đó, không chỉ truyền đến vài tiếng cước bộ đập đạp lui lại rồi ngả xuống đất, còn có phát ra tiếng nói lầm bầm. Thân hình hàn lập khẽ mơ hồ, thân hình liền quỷ mị đảo ngược lại, tay áo bảo dung lên hướng về sương mù ở phía sau. Cũng không biết hắn âm thầm vận cái pháp quyết gì, một cổ cuồng phong từ trong tay áo bảo tuôn ra, sương mù ở hơn 10 trượng phía trước nhất thời bị thổi tán đi, lộ ra một quái vật cao khoảng một trượng. Hàn lập cho dù kiến thức rất rộng, vừa nhìn rõ tướng mạo của quái vật này, cũng ngẩn người. Quái vật trước mắt thực sự cực kỳ dài đến kỳ lạ, đôi mắt nhỏ miệng dài, tay lợn thân người, nửa thân trên bao vào một cái vỏ rùa màu xanh, vững vàng kẹp lên thân thể. Lúc này tứ chi quái vật đang hướng lên trời té trên mặt đất, hiển nhiên bị một quyền vừa rồi của Hàn Lập Trấn ngã xuống đất, trong miệng đang phát ra tiếng nói lầm bầm liều mạng muốn dẫy ruộng. Thế nhưng bởi lưng vỏ rùa lại lồi cổ, mà tứ chi lại ngắn hơn phân nửa so với thường nhân, nên không cách nào lập tức lật lại thân, có bộ dạng một đầu rùa cực lớn ngả xuống đất không dậy nổi vương bát tri yêu hàn lập linh quang chợt lóe trong đầu chẳng biết thế nào lại hiện ra một cái tên cổ quái như thế chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên khí thức trên người chi yêu này cũng không mạnh mẽ tu vi cũng tương đương với nhân tộc khoảng luyện khí kỳ khí thức yếu như vậy hàn lập tự nhiên thả lỏng nhưng cũng có chút kỳ quái chi yêu này làm sao có thể đón đỡ được một kích cực mạnh vừa rồi của mình ánh mắt chợt lóe rơi vào trên kiện quy xác trên người chi yêu ở trên bụng quy xác thình lình có một quyền ấn sâu chừng một tấc trên mặt hàn lập chợt lóe lên vẻ kinh ngạc giơ tay hướng hư không chảo một cái linh quang đại phóng một con chư yêu to hơn trường hiện lên trên bầu trời trống rỗng hướng phái dưới lao xuống linh quang liền bao quanh chỗ cạnh quy xác đem toàn bộ người chư yêu nhấc lên hàn lập chưa kịp tới kiểm tra cẩn thận quy xác thân thể vương bát chư yêu kia lại đột nhiên phi thường linh hoạt co rụt lại một cái từ trong quy xác rơi xuống hóa thành một con lợn rừng nhanh như chớp chạy ảo vào trong sương mù biến mất không thấy nữa. Trong nháy mắt, trong thanh sắc đại thủ chỉ còn lại có một cái quy sắc trống trơn, trái lại có phần giống kim thiền thoát xác Khóe miệng hàn lập co lại một cái, có chút hết chỗ nói rồi. Lấy chư yêu chạy trốn mau lẹ như thế mà xem, thì cái cử động ngốc nghếch vừa ngả xuống đất không dậy nổi, đúng là cử chỉ dùng để mê hoặc địch nhân. Vương bát chư yêu này nhìn như rất ngốc nghếch, nhưng lại phi thường rào hoạt, sợ rằng linh trí không thấp. Chỉ là một tồn tại cấp thấp luyện khí kỳ, Hàn Lập tự nhiên sẽ không để ý nhiều, cũng lười đuổi theo nó, chỉ là đem quy sát hút tới trước người, nhìn kỹ nhiều lần, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là là xác của cử quy hơn trăm năm, lại có thể chống đỡ được một quyền của ta. Đây là cái loại xác linh quy gì, mà lại có thể thần kỳ như vậy. Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, sau khi do dự một chút, vẫn là đem quy sát tạm thời thu vào trong vòng tay chữ vật. Sau đó Hàn Lập cũng không có mạo muội đi tới chỗ nào nữa, ở ngay dòng suối nhỏ này khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dương thần. Dòng suối nhỏ vắng vẻ không tiếng động, nhưng sương mù bên cạnh lại bắt đầu dần dần loãng ra, cũng không biết trải qua bao lâu, lúc sương mù tán tản đi bảy tám phần, bên cạnh dòng suối nhỏ chẳng biết từ bao giờ đã có một đám thú vừa giống như hưu lại vừa giống như ngựa tụ tập lại. Tại bên cạnh con suối vươn đầu lưỡi ra uống nước, trong đó có vài đầu ấu thú chỉ dài hơn thước, lại đang khua đụng đùa giỡn trêu chọc nhau. Mà Hàn Lập bởi vì đem khí thức thu liếm, lại có thể giống như một khối đá không khiến cho đán thú này chú ý một chút nào. Có một đầu ấu thú thậm chí trực tiếp đụng vào trên người Hàn Lập. Ấu thú này tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, quay người lại, dùng hai mắt to xinh đẹp màu lam nhạt quan sát Hàn Lập, sau khi vòng vo đi vây quanh Hàn Lập một hồi, dứt khoát đem cái đầu lông xù tiến đến trước mặt Hàn Lập ngửi nhẹ vài cái, không nhịn được vươn đầu lưỡi màu phấn hồng liếm một cái. Đột nhiên hai mắt Hàn Lập không có điểm báo trước đột nhiên mở ra, tiểu thú này trái lại cũng phi thường cơ trí, nhất thời cả kinh nhả vọt trở về, muốn chạy trốn né ra. Nhưng ngay trong nháy mắt này, lục quang chợt lóe, một viên đan hoàn mang theo một cổ dược hương từ trong tay áo bảo hàn lập như đạn bắn ra, chuẩn xác không chút sai lầm bắn vào trong miệng của tiểu thú ấy, đồng thời lập tức hóa thành chất lỏng thơm mát chảy vào trong miệng tiểu thú. Đồng thời thanh âm thản nhiên của hàn lập vang lên trong tai của tiểu thú. Ngươi và ta có chút duyên phận, khỏa khai linh đan này liền tặng cho ngươi đi. Nhưng sau đó có thể thực sự mở ra linh trí hay không, cũng vẫn phải nhìn vào tạo hóa của ngươi. Thanh âm này lại làm cho tiểu thú sợ đến phát ra tiếng kêu to, nhất thời các thú trưởng thành khác cũng phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập, lúc này lập tức lao lên, đem đầu ấu thú bảo hộ tới vị trí trung tâm, sau đó dùng sừng nhọn trên đầu, cảnh giác nhắm ngay phương hướng chỗ Hàn Lập. Hàn Lập vẫn ngồi tại chỗ bất động, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hai mắt của tiểu thú kia, sau đó chậm rãi nhắm lại lần thứ hai, lại không lại để ý tới đàn thú nữa. Chương 1400, cạnh biển đàn thú tuy rằng nhìn ra hàn lập không có ác ý gì nhưng vẫn bảo vệ ấu thú chậm rãi hướng tới xa xa lui đi sau đó không lâu đàn thú quay đầu lại băng băng chạy đi sau đó biến mất sau một cái bãi đất không thấy nữa hàn lập lại tới bên bờ suối ngồi xếp bằng một hồi chờ sương mù phụ cận hoàn toàn tan hết lúc này mới bay lên không nhắm phía trên cao biến mất lúc này hắn bất luận pháp lực hay là thần khí đều hoàn toàn khôi phục lại lại đem thần niệm phóng xuất phát hiện ra tuy rằng có thể rời khỏi thân thể một chút thế nhưng lại rõ ràng chịu áp chế lớn, lại có thể tối đa chỉ có thể nhìn quét khoảng cách hơn 10 dặm xung quanh. Kể từ đó, hắn dứt khoát không ngừng hướng chỗ cao bay đi, chuẩn bị trực tiếp dùng thần thông minh thanh linh mục kiểm tra phụ cận. Ít nhất tất cả trong vòng trăm dặm đều có thể thu vào trong mắt rõ ràng. Thân ở chỗ trên cao nghìn trượng, trong hai mắt hàn lập lóe ra lam mang, nhanh chóng quét tới mọi nơi. Chỉ thấy tận cùng hai bên đầu đông tây vẫn là một mảnh trắng xóa, tựa hồ vẫn còn là chỗ loạn thạch, mà ở hơn 30 dặm về phía nam đã có một chút lục sắc, từ xa nhìn lại có một tòa sơn mạch không nhỏ, phương Bắc đã có nhiều thủy linh khí hiện lên, tựa hồ có vài con sông lớn hoặc biển rộng tồn tại ở nơi đó. Sau khi do dự một chút, độn quang nổi lên quanh thân Hàn Lập, hóa thành một đạo thanh hồng, chạy thẳng về phương Bắc. Lấy độn hôm nay của Hàn Lập, chút khoảng cách ấy tự nhiên chỉ chốc lát thời gian đã tới. Kết quả trước mắt sáng ngời, thình lình xuất hiện một mảnh hải dương liếc mắt phổ biên, nhưng nước biển có chút quỷ dị, lại có thể là xích hồng sắc, mà ở bên bờ bất thình lình có hơn một nghìn đầu cử quy, lớn nhỏ không đồng nhất đang nghỉ tạm ở trên bờ cát. Trong đó cự quy to lớn có con to ba bốn trượng, con bé cũng có cỡ vài thước. Cả đám đều chôn ở trong cát, một bộ dáng rất lười biếng. Mà ở ngoài khơi, có một đám quái điểu xích hồng sắc miệng dài móng sắc nhọn, không ngừng xoay quanh ở trên không trung. Luôn có vài con lao xuống đến trong biển, dùng miệng cùng móng vuốt nắm lên một con hải ngư lớn chừng một thước rồi ném lên trên cao, nhất thời các quái điểu khác chen nhau tiến lên, trong nháy mắt đem hải ngư phân chia thành nhiều mảnh thức ăn. Hàn lập mặt không biểu tình đánh giá tất cả cái này, sau một lúc lâu, tựa như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên hướng lên trên cao nhìn lại. Vẫn cứ là thái dương nóng hầm hập treo ở trên cao, thần sắc hàn lập khẽ động. Chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy ánh nắng mặt trời tựa hồ so với trước đây lại nhỏ hơn, phai nhạt đi rất nhiều bộ dáng thoạt nhìn có chút mơ hồ xem ra địa phương lần này hắn bị truyền tống tới thật sự cách chỗ nhân tộc phi thường xa xôi bằng không thì không thể ngay cả thái dương trên không trung cũng có biến hóa như vậy cũng may hữu quan điểm này hàn lập đã sớm đi qua mình truyền tống sau khi của thân thể không khỏe sớm suy đoán tới rồi hôm nay đảo cũng không có đại thể giật mình xoay chuyển ánh mắt hạ rơi vào liễu phía dưới của quy đàn trên tại đây trên phiến bãi biển này ngoại trừ đàn cửa quy ra phụ cận còn có nhiều quy sát nằm đầy trên bãi cát phụ cận, có vẻ chừng khoảng mấy nghìn cái. Trong biển dưới cát còn không biết có bao nhiêu cái nữa. Hai mắt híp lại, Hàn Lập lật tay, trong tay nhiều thêm một cái thanh sắc quy xác lớn chừng hơn trượng. Hàn Lập giơ tay cầm quy xác, lao xuống phía đàn cử quy. Chỉ chốc lát, nét mặt Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc. Bỗng nhiên nhìn xuống, quy sát phía dưới tựa hồ cùng trong tay Hàn Lập trong tay hết sức giống nhau, thậm chí còn lớn hơn gấp bội. Nhưng Hàn Lập lại liếc mắt nhìn ra sự khác nhau trong đó. Quy xác trong tay tuy rằng không tính là lớn lắm, nhưng mỗi một đạo quy văn đều ẩn hàm một tia đạm ngân, quy văn trên quy xác ở dưới lại chỉ là bạch ngân hết sức bình thường mà thôi. Hàn Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lao xuống một cái quy xác phía dưới hư không chảo một cái, một cái quy xác lớn hai trượng bay thẳng trên Oanh một tiếng nổ vang lên, tại dưới một kích tùy ý của Hàn Lập. Quy xác ấy lập tức nổ tung, biến thành bột phấn biến mất vụ nổ làm quy đàn nổi lên một hồi tán loạn không ít cử quy lộ ra đầu đen thui hướng không trung nhìn thoáng qua nhưng chúng nó tựa hồ cảm thấy hàn lập không có uy hiếp gì đại bộ phận lại rụt trở lại quy đàn lần thứ hai hồi phục yên lặng quả nhiên không phải là như những quy xác bình thường nhưng quy xác này hẳn là cũng xuất phát từ nơi này không sai hàn lập không lộ ra vẻ thất vọng trái lại thì thào tự nói một tiếng thanh quang chợt lóe thân hình hàn lập hướng tầng trời thấp từ từ bay đi đồng thời nhắm hai mắt lại đem thần niệm mạnh mẽ phóng ra, đem vài dặm xung quanh đều bao phủ lấy, bộ dáng bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi cái gì đó. Sau một lúc lâu, hai mắt Hàn Lập bắn ra tinh quang về bốn phía, thân hình liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra, nhanh chóng vây lấy phiến bãi cát này vòng vo một hồi rồi quay về. Nhưng bốn phía thân thể lại nhiều thêm ra ba cự đại quy sắc khác trôi theo sau. Một cái to bốn năm trượng, một cái chừng hơn trượng, một cái cuối cùng lại chỉ có cỡ vài thước. Quy văn trên ba quy sắc này bất thình lình cũng là ngân sắc, chỉ là mức độ màu sắc có chút không giống nhau. Quy xác nhỏ nhất, quy văn đã tinh khiết giống như ngân bản phát quang lấp lẽ cùng cái lớn chừng một trượng trong tay Hàn Lập giống nhau, về phần cái quy xác lớn nhất kia, chỉ có một tia đạm ngân mà thôi. Ba kiện quy xác này đều chôn sâu dưới bãi cát gần đó, nếu hữu thần niệm của Hàn Lập không thể xuyên thẳng xuống, sợ rằng thật đúng là không cách nào tìm ra ba cái này. Hàn Lập độn quang một hồi rồi đứng ở trên không trung, lật tay hướng vài cái quy xác suốt một chiêu nhất thời một tiếng gào thét vang lên, ba cái quy sát được xếp đặt song song trước người hắn. Vài tiếng bang bang truyền đến, ngón tay hàn lập nhẹ nhàng bắn ra, vài đạo thanh sắc kiếm khí phá không bắn ra, phân biệt làm ra trên quy sát mấy cái lỗ thủng sâu cạn không giống nhau. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng qua quy sát lớn nhất, cái nhỏ nhất lại chỉ có sâu nửa tấc, quy sát hơn trường lại hiện ra lỗ thủng sâu ba bốn tấc. Hàn lập gật đầu, tay áo bảo run lên, một cổ thanh hà bay ra. Ba cái quy sát nhất thời quay tròn xoay chuyển trong hào quang, trong nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần, được Hàn Lập Hư không hút tới trong tay. Trong tay linh quang chợt lóe, chúng nó đều bị thu vào trong vòng tay chữ vật. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở xa xa ngoài khơi đột nhiên nổi lên tiếng chim hót, Hàn Lập ngẩn ra ngẩng đầu nhìn lại, kết quả trong lòng cả kinh. Chỉ thấy trên ngoài khơi phía trước, chẳng biết từ bao giờ hiện ra một cự đại yêu vật thân thể dài tới 10 trượng. Nửa thân trên rõ ràng là hình dạng nam tử da ngăm đen, song trường cầm một kiện cốt xoa, khuôn mặt dữ tợn, nhưng nửa thân dưới lại giống như một con con mực cực lớn xúc tu cực kỳ thô to tại ngoài khơi như ẩn như hiện tên yêu vật như con mực lại đang há mồm ra phun ra một cổ hào quang đen kịt đem tất cả hơn trăm con quái điểu xích hồng sắc đều quấn vào trong đó rồi thoáng cái hút vào trong miệng giống như đang hưởng thụ một bữa ăn ngon mà đám quái điểu này liều mạng dẫy ruộa trong hào quang nhưng không cách nào dẫy ruộa mảy may trong nháy đã bị cắn nuốt vào hơn phân nửa kỳ quái chính là mắt thấy cảnh này mà hải quy lại vẫn ngẩn ra tại trên bãi biển cũng không có vẻ kinh hoàng, mà đầu cự đại yêu vật này cũng không hề có ý động tới quy đàn chút nào. Hàn Lập trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà yêu vật trước mắt đại khái chỉ là bát cấp yêu thú, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, chỉ là nhíu mày đứng ở tại chỗ nhìn tất cả màn này, trong lòng âm thầm phỏng đoán lai lịch của đối phương. Kỳ thực tại linh giới, gọi là yêu thú, cổ thú thực ra đều chỉ là một loại phân chia đại khái mà thôi. Theo như nhân tộc linh giới nói, cổ thú chính là sinh linh loại thú sinh trưởng ở địa phương linh giới yêu thú, lại hơn phân nửa chỉ theo rất nhiều con cháu của yêu tu từ hạ giới phi thăng lên bắt đầu sinh sôi nảy nở hình thành các chủng tộc loại thú, trong đó cũng lẫn lộn tiếp thu dung nạp không ít các chủng tộc cổ thú khác. Đối với cổ thú mà nói, tuy rằng đại bộ phận suốt đời đều không thể mở ra linh trí, nhưng khi tu luyện đều sẽ có một loại thiên phú thần thông nhạy cảm, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Mà yêu thú lại ngược lại, chỉ cần không phải các thú loại truyền thừa đặc thù hoặc là đám chủng loại trùng thú không có khả năng mở ra linh trí, Giống nhau đều có thể mở ra linh trí, nhưng tu thành Thiên Phú Thần Thông lại kém xa uy lực của cổ thú. Đương nhiên cổ thú cùng yêu thú không có gì khác nhau nghiêm ngặt lắm, có một ít chủng tộc thú sinh hoạt tại phụ cận nhân yêu nhị tộc một khi mở ra linh trí, sau khi cân nhắc một phen lợi và hại, cũng sẽ chủ động dẫn dắt tộc đàn gia nhập vào trong yêu tộc. Hoặc là có ít cổ thú được tu sĩ yêu tộc cùng nhân tộc nhìn chúng, cũng sẽ mạnh mẽ đem chúng nó thuần phục, thu nhập vào trong tộc. Tự nhiên sau đó, chúng nó cũng thành một chi trong yêu thú. Cho nên Hàn Lập thấy yêu vật trước mắt trái lại cũng không có gì kỳ quái, chỉ là hai tay chắp sau lưng lẳng lặng lơ lửng tại trên không trung. Một lát sau, yêu vật trong biển đã đem hải điều một nuốt hút vào, xúc tu cực lớn hưng phấn quật vài cái ở ngoài khơi, đầu vừa xoay chuyển bỗng nhiên thấy được Hàn Lập ở không trung gần đó. Hàn Lập lúc trước vẫn thu liếm khí tức, yêu thú này sơ ý lơ là, chính là không phát hiện trên cao trong bãi này còn có người khác tồn tại. Nhưng tình hình làm cho Hàn Lập sửng sốt xuất hiện, yêu vật này vừa thấy Hàn Lập, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh khủng, sau một tiếng gầm nhẹ, thân hình nhoáng lên hóa thành hắc khí, một cái liền lẻn vào trong biển. Lập tức từ đáy biển toát ra vô số hắc vụ đen kịt như mực, một cái liền đem tất cả nước biển đều nhuộm thành đen thui cực kỳ vẩn đục, làm cho căn bản không cách nào nhìn thấy rõ sự vật. Khóe mắt Hàn Lập khẽ động, làm mang trong con người chợt lóe, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng qua hắc vụ, đem tình hình phía dưới nhìn rõ ràng. Con yêu vật mực to lớn lớn kia đang ở trong chỗ sâu trong đáy biển, liều mạng hướng vào trong biển bỏ chạy. Hư lạnh một tiếng, hai cánh phía sau hàn lập sáng ngời, đang muốn thôi động phong lôi xí một cái trốn vào trong hư không, đem yêu vật kia bắt lấy, bỗng nhiên từ nơi biển sâu truyền đến một tiếng giống dài không rõ, thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn lao đến, trầm thấp dị thường. Lập tức cảm thấy một cổ cường đại yêu khí phi thường cổ cường đại truyệt hiện lên ở chỗ sâu xa hơn 10 dặm ngoài biển, tựa hồ có vẻ cường đại không thua tu sĩ cấp hóa thần. Hàn lập nghe được tiếng hô ấy, thân sắc hơi ngẩn ra, mắt cũng không chấp ngóng nhìn về chỗ phát ra tiếng hô, mặt lộ ra một tia do dự. Một lát sau, kẻ phóng ra yêu khí kinh người kia cùng con mực yêu vật hội hợp một chỗ, lập tức không chút nào trần chờ đi vào hướng trong biển sâu. Sau khi lắc đầu, hai cánh vừa mới hiện lên phía sau hàn lập lần thứ hai chợt lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng yêu thú cấp hóa thần, hắn cũng không e ngại mảy may. Nhưng mới tới nơi xa lạ bực này, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng tồn tại cùng cấp tranh đấu. Sau khi hướng chỗ sâu trong biển rộng nhìn một hồi, Hàn Lập nổi lên độn quang, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nam bắn nhanh đi. Chỉ sau chốc lát, Hàn Lập mới biến thành một đạo thanh hồng đã xuất hiện ở trong một mảnh xanh tươi, phía trước là cự đại sơn mạch liên miên không dứt. Tại chỗ cạnh sơn mạch, độn quang thu lại, thân hình Hàn Lập hiển lộ ra. Chương 1401, Hắc sắc hải vụ. Nhìn về phía xa xa, cả dãy núi này đều là những vách núi dốc đứng cao lớn, quả núi này nối tiếp quả núi kia sàn sát dày đặc không biết là có bao nhiêu. Tuy chưa bước vào, nhưng từ trong thế núi đã mơ hồ phát tán ra một khí tức hung ác, làm cho Hàn Lập có chút kinh ngạc. Nhưng cũng giống như vậy, linh khí trong dãy núi lại nồng đậm hơn bên ngoài nhiều. Chỉ có điểm này làm cho Hàn Lập không suy nghĩ gì thêm nữa, lại dùng độn quang, thoát một cái đã đi vào bên trong. Để không gây sự chú ý của người khác, Hàn Lập đã ép độn quang cực thấp và đi thật chậm, từ sườn của ngọn núi này lướt qua, hắn trong độn quang đem thần niệm phóng ra bao phủ cả vài dặm, đồng thời mắt không ngừng thăm dò bốn phía. Chỉ mới bay vào trong dãy núi hơn nghìn dặm, khuôn mặt Hàn Lập đã tỏ ra mừng rỡ mà không có cách nào giấu nổi. Trong dãy núi này khắp nơi đều là linh thảo linh mộc. Tuy đa số đều là ở những nơi hiểm trở dị thường, hơn nữa phần lớn là những linh dược cấp thấp, nhưng số lượng lại rất nhiều, điều đó vẫn làm cho Hàn Lập vui mừng khôn xiết. Dù sao đó cũng mới chỉ là vội vàng lướt qua mà thôi, chứ nếu cẩn thận tìm kiếm, thì nhất định có thể thu hoạch lớn tại dãy núi này. Nghĩ đến những linh dược cấp cao, hẳn là cũng ẩn chứa không ít. Ngoài linh dược ra, những đàn thú trong núi cũng cực kỳ đông đúc, điều đó cũng ngoài dự liệu của Hàn Lập. Hàn Lập thậm chí còn tận mắt chứng kiến một trận đấu thảm khốc giữa một đám thú. Lúc đó là khi hắn đang bay qua giữa hai ngọn núi lớn, ở một khe núi tương đối bằng phẳng, từ hai bên núi đột nhiên truyền ra những tiếng vượn kêu và tiếng gầm của một loại mãnh thú. Tiếp theo từ trong một ngọn núi đột nhiên xông ra rất nhiều con cự vượn lông trắng cao tới hai trượt, dưới sự cầm đầu của một con cự vượn có ánh vàng rực rỡ, tay cầm một côn, thạc bổng xông thẳng vào ngọn núi đối diện. Còn từ trong một ngọn núi khác thì chạy loạn ra một đám hung thú đầu châu mình sư tử, còn dẫn đầu lại là một con cự thú thân hình lớn gấp nhiều lần đồng loại. Hai bên đứng ở tại thung lũng bằng phẳng giữa hai ngọn núi, ngẩng đầu xông vào đánh nhau, đánh giết không hề nương tay. Những con cự vượn nhảy lên như bay, thân đầy sức mạnh, còn hung thú đầu châu lại có hàm răng sắc nhọn, da dày thịt chắc, hai bên sức lực ngang nhau. Điều làm hàn lập để tâm chính là con cự vượn đầu đàn và những hung thú kia hình như đều có một chút linh trí, một con tay có thể phát ra bằng thạch, một con miệng có thể phun ra hoàng quang, đại khái là yêu thú cấp 3 cấp 4. Trong đó cự vượn lông vàng dựa vào cơ thể linh hoạt đã chiếm được một chút thế thượng phong, nhưng thủ lĩnh của đám hung thú đầu châu cũng không kém chút nào. Cho nên sau khi hai đàn thú đâm xé nhau nửa canh giờ thì đã cảm thấy mệt Cuối cùng sau khi hai con đầu đàn của hai bên gầm thét lên mấy tiếng, rồi chúng lần lượt quay về núi của mình. Chỉ để lại giữa thung lũng là vô số thi thể của hai đàn thú, làm dẫn đến một loại quái kê hai đầu xấu xí ăn tất cả chỗ thi thể đó. Hàn Lập trốn ở trên cao nên đã nhìn rất rõ trận đại chiến của bầy thú. Khi nhìn thấy cách tiến lùi của bầy cự vượn như là có cách thức bố trí rõ ràng, trong lòng hắn chợt dao động và lờ mờ có một chút suy nghĩ. Ngoài ra, trong quá trình không ngừng tiến vào dãy núi, Hàn Lập liên tục phát hiện ra những loại thú kỳ dị, lúc ẩn lúc hiện trong núi. Trong đó có mấy ngọn núi linh khí nồng nhất, thậm chí còn ẩn chứa mấy con yêu thú hình như trình độ đã đạt đến cấp 6, 7. Hàn Lập đối với những con thú này hoàn toàn không thấy sự uy hiếp, cũng hận không thể đi tìm hiểu một chút. Vẫn khống chế độn quang bay tới chỗ núi non sâu nhất. Sự rộng lớn của dãy núi này vượt xa tưởng tượng của Hàn Lập. Sau khi bay đủ hai tháng, hắn vẫn chưa thể bay ra khỏi những dãy núi này. Điều này làm cho Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, đang trong lúc do dự phải chăng là nên quay trở về, thì ở phía trước liền xuất hiện một biển sương màu đen vô cùng, nó bao trùm vô số ngọn núi. Ở gần biển sương mù này, Hàn Lập dừng độn quang lại, mượn linh mục thần thông, sắc mặt âm tình bất định nhìn vào trong biển sương mù. Ở rìa đám sương đó hắn có thể nhìn rất rõ, một chút cỏ cây cũng không có, thậm chí ngay cả đất đá dưới mặt đất cũng có chút màu đen và khô nứt khác thường. Với tình hình quỷ dị như thế này, Hàn Lập đương nhiên là sẽ không đâm đầu vào đó, mà chỉ hướng về phía cái cây nhỏ thô giáp bằng miệng bát mà chụp một cái. Lập tức cái cây bị lôi lên, Hàn Lập một tay nắm chặt lấy. Toàn thân kim quang phóng ra, một cánh tay của Hàn Lập nổi lên vô số mảng kim sắc, hung hăng vung lên. Sau một tiếng vù mãnh liệt khác thường xé vỡ không chung, cái cây nhỏ giống như một cái nỏ tiến, bắn thẳng vào bên trong biển xương đen xa đến vài dặm. Trong mắt Hàn Lập ánh lam mở phát ra, toàn thân chú ý nhìn thẳng vào cái cây mà không nói gì một cảnh tượng làm cho tim hắn đập mạnh xuất hiện. Trong khoảnh khắc khi cái cây bắn vào màn xương đen thì cái cây này lập tức từ vàng chuyển thành xanh, phút chốc khô héo hóa thành bụi đất. Sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi, hắn nhìn một hồi, sau khi trầm ngâm thì đột nhiên khống chế độn quang bay về phía trước. Hắn định men theo mép của biển xương để tìm kiếm, xem xem có thể tìm thấy đường ra hay không. Kết quả là sau cả nửa ngày, Hàn Lập đã xuất hiện ở bên cạnh một ngọn núi nhỏ gần sát biển xương và ánh mắt hướng nhìn chăm chú về một bên vách núi ngọn núi này chỉ cao có vài trăm trượng nhưng cái mặt hướng về phía hàn lập thì lại bằng phẳng vô cùng như thể có ai đó đã dùng thần thông to lớn để trả cho nó bằng phẳng vậy còn ở trên vách núi bóng loáng dị thường kia có viết ba văn tự màu đỏ lớn đến vài trượng thời gian hàn lập ở thiên uyên thành đối với văn tự thượng cổ của hai tộc nhân yêu và mấy loạn văn tự dị tộc gần đó đều đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua nhưng ba văn tự quái dị này thì lại không nằm trong đó rõ ràng đây là loại văn tự dị tộc mà hai tộc nhân yêu chưa từng tiếp xúc tuy không hiểu những chữ trên đó viết gì nhưng những văn tự này từng nét được viết như kiếm khắc làm cho hắn có một cảm giác đáng sợ với sát khí đầy trời tin rằng nếu như là tu sĩ cấp thấp vừa nhìn thấy những văn tự này lập tức sẽ bị ép cho phải lui lại không có cách nào nhìn lâu vách núi này được đương nhiên với thần thông hiện tại của hàn lập thì sẽ không quan tâm đến điều này mà còn cẩn thận quan sát lại phát hiện những văn tự này dường như là ở niên đại phi thường xa trước đó những núi đá gần đây đều bị phong hóa đi không ít ngay cả ba văn tự này cũng có một số chỗ bị mờ đi, nhìn không rõ. Hàn Lập lẳng lặng suy nghĩ ngay tại chỗ, lại một lần nữa dùng độn quang bay xung quanh mép của biển sương. Sau khi bay hết mấy ngày cuối cùng cũng ra khỏi dãy núi. Nhưng không chờ hắn kịp vui mừng, thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng hiện ra trước mắt, cả người hắn liền đờ cả ra. Ở nơi này thình lình lại có một bãi cát hiện ra, ở phía xa nước biển màu đỏ không ngừng trào lên vỗ vào lân thạch gần đó. Hàn Lập sờ sờ cầm đứng trên không gần đó nhìn bờ biển không nói gì. Một lúc sau, hắn đột nhiên cùng đột quang hóa thành một đường cầu vòng bay trở về theo con đường đã tới, bắn về một đầu khác bên cạnh biển xương màu đen kia. Lần này, tất cả tốc độ của đột quang đã được mở ra toàn bộ, sau hơn 10 ngày hắn đã lại xuất hiện trên vách núi gần biển. Hàn lập cuối cùng cũng đã khẳng định mảnh đất mà mình đã ở là một cự rảo vô cùng lớn và kỳ quái. Sự to lớn của hòn đảo này tuyệt đối chỉ có cuộc đời này mới nhìn thấy, hơn nữa nó lại còn rất dài, một nửa khác lại bị biển xương đen bao phủ vốn hàn lập còn muốn từ bên ngoài hòn đảo đi xung quanh biển xương đen để nhìn xem đầu bên kia của nó rốt cuộc là có những gì nhưng kết quả là hắn đã đi vòng quanh cả một tháng trời mà vẫn không nhìn thấy một chút đầu cuối nào bên trong đảo vẫn là thiên hạ của biển xương đen hàn lập lấy làm lạ nên đã quay đầu lại trở về theo đường cũ xem ra nơi hắn đang ở có thể là một nửa cực lớn của đảo và cũng không phải là hòn đảo biệt lập thật sự nếu không một hòn đảo lớn như thế này có thể độc lập hình thành một thảm lục địa nhỏ được. Nhưng bất kể nơi này là bán đảo hay là cả một hòn đảo, thì đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Ngoài biển xương đen có chút khác thường ra, những khu vực khác trên đảo dường như không có gì tồn tại quá mạnh. Còn bên trong những dãy núi trên đảo linh khí nồng nặc khác thường, tuyệt đối là mảnh đất tốt nhất để tu luyện. Nhưng Hàn Lập vừa nghĩ đến tìm kiếm các tồn tại đồng cấp ở gần biển, thì hòn đảo lớn như vậy lại không có loài yêu vật cường đại nào chiếm giữ, quả thật là có chút cổ quái. Hơn nữa, yêu vật đầu mục đó là yêu thú cấp 8 hóa hình, vừa nhìn thấy hắn thì không nói gì mà quay người tháo chạy, điều đó càng làm hắn cảm thấy ngờ vực trong lòng. Hàn Lập suy nghĩ một hồi lâu, lòng vẫn chưa có kết luận gì. Nhưng vì để phòng chuyện vạn nhất xảy ra, nên vẫn cần nhiều thời gian chuẩn bị. Phải xem trước cạnh đảo phải chăng còn có những đảo khác hoặc là còn sự tồn tại lớn mạnh có thể cấu thành sự uy hiếp. Tiếp theo, thời gian một tháng còn lại, Hàn Lập lấy bán đảo này làm trung tâm, dò xét tỉ mỉ một lượt mặt biển trong phạm vi hơn 10 vạn dặm. Kết quả là ngoài mấy hòn đảo hoang không có giá trị ra thì hắn dường như chẳng phát hiện được gì thêm. Dưới đáy biển cũng chỉ có mấy con hải thú, nhưng con lợi hại nhất cũng không bằng con mực yêu mà lần trước hắn nhìn thấy, không có chút linh trí nào, hoàn toàn không phải bận tâm. Cứ như vậy, Hàn Lập đã hoàn toàn yên tâm, bắt đầu quay trở về dãy núi trên cự đảo, chuẩn bị dốc lòng tu luyện một thời gian nữa rồi mới tính tiếp. Trong một cuộc tuyển chọn cẩn thận, hắn đã chọn được một ngọn cự sơn có linh khí tốt nhất rồi đào rỗng một nửa lòng núi mở một động phủ lớn sau khi bố trí cấm chế liền chuyển vào trong động phủ này dựa sát vào bên ngoài của dãy núi cách biển xương đen khoảng mười mấy ngày đường cho dù biển xương đó có nguy hiểm gì thì cũng không có cách nào tạo ảnh hưởng bất ngờ với nơi này cũng đủ để hắn có thể phản ứng kịp có thể chuẩn bị sau khi hàn lập đem tất cả những linh dược mang theo người trồng xuống dược viên trong động phủ thì lập tức chui vào trong mật thất, bắt đầu bận rộn. Lập tức chữ vật chạc trên cánh tay rời ra, sau khi chuyển động quay tròn trong không trung thì những tia ánh sáng màu xanh cuộn lại, hai lớn bảy nhỏ là chín khối thi thể châm thiềm thú xuất hiện trên mặt đất, dường như chiếm một nửa lớn không gian của mật thất. Trên tất cả các thi thể đều có dán những phù lê với màu sắc khác nhau, đó là để phòng cho thân thú không bị thối giữa và làm cho hiệu lực của tinh huyết giảm mạnh. Hàn lập hít sâu một hơi, vùng chữ vật chạc lên một lần nữa, một chiếc bình ngọn trắng nón hiện lên, một tay cách không chộp một chảo vào một trong số thi thể đó, lập tức vật ấy trôi nổi lên không trung. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ánh sáng màu xanh, lập tức một đường kiếm khí đâm xuyên qua một lỗ nhỏ trên móng cái thi thể ấu thiềm. Một lát sau, từ bên trong chảy ra một chất lỏng sền sệt với ánh sáng chói mắt, lại là màu trắng bạc. chương 1402, khổ tu, bạch quang vừa động, bình ngọc xuất hiện một cách quỷ dị ở dưới lỗ hồng, dịch thể ngân sắc hóa thành một đạo ngân tuyến rơi thẳng vào trong miệng bình một cảnh tượng yêu dị hiện ra theo sự dịch chuyển của dịch thể ngân sắc thì cơ thể ấu thiềm cũng khô rồi thu nhỏ lại dịch thể ngân sắc chảy ra từ trong thi thể không nhiều chỉ trong một thời gian ngắn đã cạn sạch còn thi thể thì thu nhỏ lại gần một nửa hàn lập hơi nhăn mày há to miệng lập tức một quả cầu ngân sắc bắn ra đánh thẳng vào thi thể đó chính là hàn lập dựa vào lực trí âm trí dương của phệ linh thiên hỏa để dễ dàng ẩn giấu được cơ thể của ấu thiềm những tàn huyết của nó đều được luyện hóa ra tay áo khua lên một cái một cỗ thanh hà đã cuộn ra. Sau khi thanh quang lấp lánh, ánh sáng mở đã đem tất cả những giọt chất lỏng ngưng tụ lại, hóa thành một đám ngân sắc to bằng đầu quyền, rồi cuộn lại chui vào trong bình ngọc. Với linh huyết chân thiềm thú thì Hàn Lập không có cách nào có thể thúc sinh ra, cho nên từng giọt một cũng không được lãng phí. Cứ như vậy, Hàn Lập đã đem tất cả thi thể của châm thiềm thú xử lý một lượt, rồi mang châm thiềm huyết trong lời đồn cho vào bình ngọc. Sau đó, hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã yên tâm. Hôm nay những châm thiềm huyết được lấy ra hắn đều không vội luyện chế châm thiềm dịch, mà hắn cần phải tu luyện tu vi của mình đến trạng thái cực đỉnh của hóa thần trung kỳ, đột phá cảnh giới chướng ngại mới tính tiếp. Xem ra, hắn chọn con đường pháp thể song tu có vẻ là thật sự không sai. Trong hoàn cảnh có thân thể cường tráng và số lượng đơn dược lớn, thì đối với những tu sĩ khác mà nói có lẽ phải bỏ ra thời gian vài trăm năm mới có thể tu luyện đến cảnh giới này, nhưng đối với hắn, có lẽ chỉ cần 100 năm, thậm chí là nội trong mười mấy năm đã có thể dễ dàng tu luyện được. Chỉ có điều phiền phức là sự đột phá chứng ngại, e rằng phải bỏ khá nhiều thời gian. Tiếp theo đó, sau khi Hàn Lập bỏ ra mấy con cự vượn khôi lỗi, rồi lại vối vuốt cái đầu đem Nguyên Anh thứ hai đặt ra ngoài, để nó phụ trách quản lý tất cả mọi việc trong động phủ, còn mình thì vào bên trong mật thất đóng cửa lớn lại, chuyên tâm tu luyện. Có đầy đủ đan dược cung ứng, hơn nửa đống linh quả long lân quả không ngừng được dùng, và dưới sự hỗ trợ của diệu pháp của thoái cốt quyết phụ trợ, pháp lực của Hàn Lập ngày càng thâm hậu dị thường, cơ thể cường đại cũng thay đổi từng ngày. Trong thời kỳ này, hắn ngoài việc khổ tu phạm thánh chân ma công ra, thì sau khi đem hai tay cùng nguyên từ thần sơn, ngũ tử đồng tâm ma luyện chế thành một thể, thì lại bắt đầu dựa theo bách mạch luyện bảo quyết, đem 72 thanh tranh trúc phong vân kiếm nhập vào trong những xương cốt hiểm yếu trong cơ thể. Nếu như thật sự có thể luyện thành công, cái khác thì khỏi phải nói, chỉ cần phối hợp uy năng của phạm thánh chân ma công lại thì sức mạnh phòng ngự của những chỗ hiểm này tuyệt đối đạt đến một cảnh giới khó có thể tin được chỉ sợ cho dù công kích chính diện của tu sĩ cấp luyện hư cũng có thể chỉ dựa vào thân thể cứng rắn này mà có thể tiếp được tất nhiên hai cánh tay ngưng luyện lại không giống những chỗ xương hiểm yếu của cơ thể đương nhiều càng phức tạp phải tiêu hao một thời gian khá dài có thể thấy được tiếp theo tất cả các cửa lớn trong mật thất đều được đóng chặt lại rồi cứ cách mấy năm thì nguyên anh thứ hai lại biến thành một đám hư ảnh trực tiếp nhập vào vách tường để ra vào bên trong đem một số linh dược linh quả cho hàn lập từng tháng qua đi từng năm trôi qua thoáng cái thời gian một giáp đã qua vào một ngày tại một ngọn núi khác cách động phủ của hàn lập khoảng mười mấy dặm có một lớp yêu khí hai màu đen vàng lúc ẩn lúc hiện ở trên đỉnh núi bên trong lại phát ra những âm thanh mơ hồ cơ hồ như có yêu vật đang nói chuyện gì đó trong hắc khí có hai con mắt bạc không ngừng chớp trong hoàng khí lại có độc một con mắt màu đỏ sẫm lập lòa phát quang. Hai con yêu dường như đã nhìn thấy ẩn huyễn trận mà Hàn Lập bố trí bên ngoài cửa lớn của động phủ, không ngừng nhìn quanh. Nhưng hai con yêu cơ hồ như có sự kiêng rẻ với động phủ của Hàn Lập, nên không lập tức động thủ, mà lại nói chuyện, không lâu sau thì tản đi. Rồi ba ngày sau, trên không trung bên ngoài động phủ của Hàn Lập lại có vô số đám yêu khí ngưng tụ, lần này đám yêu vật không ẩn thân nữa, mà lại táo bạo biến thành một cơn yêu phong, dưới đất cũng xuất hiện hàng nghìn con mãnh thú quái trùng các loại, khí thế hừng hực tụ tập lại, trắng trợn sông lên tấn công động phủ của Hàn Lập. Còn trên không trung thì hiện hình mấy yêu vật, cũng đều có những hình dạng kỳ quái. Một con là tam thủ thanh hoa cử mãng, ba cái đầu một to hai nhỏ, giữ tợn khác thường, một con là dã chư cực lớn thân hình khoảng 6, 7 trượng, một hàm giang nanh cực lớn phát ra ngân quang, giống như là được làm bằng bạc thuần khiết. Cuối cùng là hai con yêu vật, lại có vẻ giống như hai con yêu vật đầu đàn trong trận đại chiến bảy thú mà Hàn Lập ngày trước đã từng thấy. Một là con cử vượn lông vàng, vàng cao mấy trượng toàn thân phát quang, một tay cầm cây cự xoa đen xì. Còn con kia lại là một con quái thú đầu châu thân sư tử, nhưng cơ thể chỉ cao có vài thước, toàn thân xanh biếc như là được khắc bằng ngọc phỉ thúy. Hàn Lập nếu như gặp lại một lần nữa thì tất nhiên có thể nhìn ra đám yêu vật này đều là những con yêu thú cấp 6 cấp 7 mà hắn đã từng thấy ở trong dãy núi gần đó. Còn những con yêu thú này Đặc biệt là con quái vật đầu trâu này có thực lực lớn nhất đã đạt tới cảnh giới yêu thú cấp 7, chỉ thiếu một bước nữa thì có thể được liệt vào hàng hóa hình yêu thú. Hàn Lập cũng không hiểu những con yêu thú này tại sao lại tụ họp rồi tấn công động phủ của hắn. Mặc dù Hàn Lập đang trong thời gian bế quan, đối với mọi việc bên ngoài đều không nghe không hỏi, nhưng cấm chế mà hắn dùng cảnh giới hóa thần bố trí lẽ nào lại có thể bị những con yêu thú bậc trung chỉ dựa vào thần thôn do bản năng tu luyện ra mà phá vỡ được sao? bầy thú và độc trùng dưới sự thúc giục của mấy con yêu vật trên không trung sống tới với khí thế hừng hực phá vỡ huyễn trận tầng ngoài cùng lập tức khuấy động phòng ngự cô trận mà hàn lập đã bố trí chúng chỉ nhìn thấy đối diện bỗng nhiên thanh sắc hà quang cùng nhau bắn ra lập tức cuồng phong gào thét đất đá bay mù trời hàng trăm tảng nham thạch lớn gào thét trong gió mà tới sau những tiếng ủng oàng động cả núi thì lập tức một bộ phận bầy mãnh thú đã bị giã thành thịt vụn bầy thú ngay tức khắc trở nên đại loạn có một số con đổi ý tháo chạy nhưng khi bốn con yêu thú cầm đầu ở trên không trung nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên há to mồm, phát ra những tiếng gào rít lớn, thì bầy thú phía dưới xương cốt như mềm ra. Ba con thú còn lại cũng nhe nanh trợn mắt lên, phát ra những âm thanh uy hiếp khủng khiếp. Bất đắc dĩ, bầy thú quay đầu lại, chỉ có thể cố gắng xông vào thanh sắc hà quang trước mặt một lần nữa. Kết quả lại một lần nữa sau một trận cuồng phong, bên trong không bay ra những tảng đá lớn nữa, mà có thêm vô số những phong đao nhọn hoắt bắn ra dày đặc, hoàn toàn không có cách nào có thể tránh được. Ngay tức thì, hàng nghìn con yêu thú sau một trận quỷ khóc sói chu thì lần lượt đầu lâu rất xuống, cả người bị chặt thành bảy, tám đoạn. Cuồng phong không ngừng lại, những con yêu thú có thể sống được đã chỉ còn chưa tới vài trăm. Còn những con dã thú này cho dù linh trí chưa được khai phá, nhưng cũng bị dọa cho hồn bay phách tán, thậm chí không thể đứng vững tại chỗ, rồi cũng không khống chế được mình mà quay người tháo chạy. Mấy con yêu vật trên không trung nhìn thấy đều không khỏi quay sang nhìn nhau bỗng nhiên con yêu vật đầu trên há to mồm rồi phát ra một giọng nữ dễ nghe khác thường rõ ràng dị thường nhưng lại hoàn toàn không phải là bất kỳ loại ngôn ngữ nào của hai tộc nhân yêu đã từng được biết ba con yêu vật còn lại cũng dùng giọng nói đó nói chuyện với nhau một lúc sau chúng cơ hồ như đã thương lượng xong lập tức bốn con yêu thú bất chấp đám thú đồng loại đang chạy trốn mỗi con đều làm nổi dậy một trận yêu phong cuồn cuộn mà hạ xuống nhưng giữa đường đột nhiên lại hợp thành một thể hóa thành một cơn lốc lớn xông thẳng tới động phủ của Hàn Lập với khí thế hừng hực. Những con yêu vật này định cậy mạnh để phá vỡ pháp trận mà Hàn Lập đã bố trí. Nếu như thực lực của những con yêu thú này đều từ cấp 8 trở lên, thì còn có chút khả năng, nhưng chỉ là những yêu thú cấp 6, cấp 7, làm sao có thể làm lai động cấm chế do một tu sĩ hóa thần như Hàn Lập bố trí được. Lúc này phía trước động phủ, một ánh sáng mờ đột nhiên biến đổi, tự mình nguyễn hóa thành dạng ngũ sắc, không một chút khiêm nhường cuồn cuộn nghênh đón. Kết quả là cơn lốc màu đen và ánh sáng ngũ sắc chạm vào nhau, trong khi ánh sáng vừa chớp động đã lập tức bị quấn lấy bóp gãy. Ngay tức khắc cơn lốc màu đen bị nứt ra thành bốn phần, bốn con yêu vật tới tấp tháo chạy, lại tụ tập ở trên không trung rồi nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Tuy chúng vẫn chưa đối đầu trực tiếp với ánh ngũ sắc, nhưng cái khí tức đáng sợ bên trong đó làm mấy con yêu vật đều kinh hãi run sợ. Lúc này, sau khi chúng hạ giọng bàn bạc với nhau mấy câu, thì lại hóa thành những cơn yêu phong rồi lần lượt rút lui. Từ sau lần đó, động phủ của Hàn Lập không còn bất kỳ một con yêu vật nào tới gần, thậm chí nôi trong một trăm dặm xung quanh động phủ thì ngay cả con chim bay trên trời hay thú chạy dưới đất cũng không nhìn thấy một con. Từ đầu đến cuối, cửa lớn động phủ của Hàn Lập đều đóng, hoàn toàn không mở ra một chút nào. Thời gian trôi nhanh như bay, thoát một cái đã hơn 30 năm rồi. Đột nhiên một tiếng gầm dài từ trong cửa lớn mật thất ra, tiếp theo là những tiếng rầm rầm ầm ù vang lên, cửa lớn mật thất đột nhiên nổ tung ra từ ngoài cửa nhìn vào ở giữa không chung trong mật thất có một luồng kim sắc quang trói mắt hiện ra hàn lập đang ngồi ở trong đó phía sau lại xuất hiện một hư ảnh kim sắc ba đầu sáu tay hư ảnh này cũng ở bên trong hào quang kim sắc dung mạo mờ ảo không rõ nhưng so với lúc trước thì nổi bật chân thật hơn rất nhiều và cũng ngồi khoanh chân như hàn lập đồng thời sáu cánh tay đều bắt một loại pháp quyết bỗng nhiên hàn lập và kim sắc hư ảnh đồng thời thân hình chợt nhoáng lên rồi một gợn sóng ngân sắc thoát cái từ trong quầng sáng nhộn nhạo trôi ra, lướt nhanh lên trên vách tường mật thất, lập tức ánh sáng ngũ sắc chấp lóe, mật thất phát ra một tiếng nổ cực lớn, rồi không ngừng lay động. Hàn lập bên trong kim quang sắc mặt hiện lên vẻ đau đớn, những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán, quầng sáng kim sắc cực đại lại rung lên không ngừng, ngay cả hư ảnh pháp tướng ngân sắc ở đằng sau lưng cũng lay động mơ hồ bất định. Sắc sắc một tiếng nhỏ vang lên, quầng sáng ngân sắc lại giống như một chiếc gương, từ bên trong nứt ra một khe hỡ nhỏ và dài. Chịu phải ảnh hưởng đó, pháp tướng ngân sắc ba đầu sáu tay cũng trong phút chốc mà nứt vụn ra, tiêu tán vào trong không khí, không còn nhìn thấy. Hàn lập lại thở dài một hơi, sự đau đớn trên khuôn mặt đã tan biến, cả gian mật thất như hồi phục lại vẻ yên tĩnh. Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi, Hàn lập cuối cùng cũng đã mở to hai mắt ra, nhưng trên khóa miệng lại nở một nụ cười gượng gạo. Trường 1403, Thiên Bằng Tộc và Cung Phụng. Đã là lần thứ ba đột phá chướng ngại thất bại rồi xem ra chỉ khổ luyện trong một thời gian ngắn thì không có các nào có thể phá được cửa này. Hàn lập lẩm bẩm tự nói mấy tiếng, rồi bàn tay của hắn đột nhiên lật lên, liền xuất hiện một vật có in hỏa phụng màu đen. đó chính là chiếc bình nhỏ bên trong đặt ba viên hắc viêm gian. hắc viêm đan tuy được coi là loại linh dược tốt nhất cần có để đột phá chứng ngại của hóa thần hậu kỳ, nhưng hiệu lực to lớn của nó đối với những tu sĩ hóa thần trung kỳ vẫn có thể sử dụng được. chỉ có điều hiệu lực này hơi vượt quá sức mạnh của tu sĩ cơ thể hư nhược ngược lại còn có thể bị lửa hắc phụng thiếu chết. Hàn lập cơ thể là phệ linh thiên hỏa, bên ngoài lại có pháp thể song tu, đương nhiên sẽ không phải lo nghĩ về điều này. Rất có thể sau khi dùng nó thì sẽ đột phá được chướng ngại phía trước. Nhưng nếu cứ như vậy, đến khi tiếp cấp cảnh giới luyện hư này thì sẽ thiếu mất một viên hắc viêm đan, tỷ lệ đột phá sẽ bị giảm đi không ít. Dù sao loại linh dược hắc viêm đan này cũng không phải là thứ chỉ cầu mà được. Chướng ngại trung kỳ trước mắt hắn đột phá là vấn đề sớm muộn mà vô số tu sĩ khác trong cả một đời đều dừng lại ở cánh cửa hóa thần hậu kỳ. Từ sự tranh lệch rất lớn giữa số lượng tu sĩ cấp hóa thần và luyện hư cũng có thể biết được độ khó của việc tiến cấp. Cho nên khi đột phá chứng ngại này đương nhiên đơn dược trợ giúp càng nhiều càng tốt. Trong lòng lặp đi lặp lại những suy nghĩ rất lâu, khóe miệng hàn lập lộ ra một nụ cười khổ, thu bình thuốc trong tay lại, đặt trở về chữ vật trạc. Nhưng hàn lập cũng không có ý định tiếp tục bế quan, đứng dậy đi đến cửa mật thất. Bên ngoài mật thất, một con cự vượn khôi lỗi không biết từ lúc nào đã đợi ở đó. Hàn lập hơi nhíu mày, vẫn chưa nói gì, con khôi lỗi bỗng nhiên nhảy một bước lớn về phía trước, hai tay đang bê một thứ gì đó giống cây gậy màu vàng nhạt, bên trên có giải rác những hoa văn màu xanh sấm kỳ lạ, đó chính là huyền thiên quả thực. Thấy vật này Hàn lập liền đứng nhìn chăm chú, một tay giơ lên hút vật này vào trong tay, đồng thời ánh sáng màu xanh trong mắt cũng phát ra, trực tiếp nhìn xuyên thấu nó kết quả là quầng sáng chỉ to bằng hạt đậu vàng bên trong nó lúc này đã to bằng ngón tay cái rồi. Hàn Lập nhìn trí bảo này, trong lòng không cầm nổi một cảm giác buồn bực. Những tư liệu có liên quan đến huyền thiên quả thực Hàn Lập khi ở trong một số điển tịch thượng cổ ở Thiên Uyên Thành đã từng bí mật tìm hiểu một lượt. Nhưng điều cổ quái chính là bất luận sách có cổ đến bao lâu thì đều khôn có nhắc đến một chút gì liên quan đến nó. Nếu không phải khi hắn ở nhân giới đã có một số tư liệu về huyền thiên tiên mộc, thì e rằng ngay cả huyền thiên quả thực là cái gì hắn cũng sẽ không biết. Có điều dù như vậy thì nếu trong huyền thiên quả thực có thể ẩn chứa pháp tắc của nhất giới, thì tất sẽ là bảo vật cấp nghịch thiên. Đương nhiên điều này Hàn Lập chưa từng nói ra bên ngoài. Sau khi một lần nữa truyền linh dịch vào trong huyền thiên quả thực không có hiệu quả gì, Hàn Lập liền dùng ngón tay vuốt ve bảo vật này, vẻ mặt lộ chút trầm ngâm. Mấy năm gần đây, hắn cơ hồ chưa từng gián đoạn việc truyền linh dịch lục dịch thần bí vào bên trong quả thực, ngoài để cho ánh sáng trắng kia lớn hơn một chút thì chưa nhìn thấy vật này có gì khác thường. Tuy không biết nếu như dùng linh dịch lục dịch thần bí truyền tiếp thì quả thực này phải chăng có thể thật sự dùng được hay không, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Sau khi cất cẩn thận huyền thiên quả thực, Hàn Lập liền đi ra dược viên xem một chút. Chỉ nhìn thấy bên trong dược viên, những linh dược như chi long quả lúc trước trồng xuống đã sớm sinh sôi và chín cả một mảng, hơn nữa còn được khôi lỗi phụ trách thu thập thành một đống, rồi đem cất giữ trong một chiếc chữ vật chạc. Hàn Lập đương nhiên rất vui, hắn đem những linh quả đó chuyển vào trong tất cả những chữ vật chạc mà mình đã mang theo. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Hàn Lập đưa tay với một con khôi lỗi đang đứng cạnh mình, lập tức nguyên anh thứ hai từ bên trong cửa vượn khôi lỗi bay ra, sau khi quay một vòng tròn thì lại nhập vào trong cơ thể hắn. Hàn Lập hai mắt hơi nhắm lại như đang nhận được một tin tức gì đó, một lúc sau, hắn vỗ một cái sau đầu, một lần nữa phóng ra nguyên anh thứ hai quay về cơ thể khôi lỗi, đồng thời cười lạnh lùng một tiếng, mấy con yêu vật trung cấp đó lại dám tìm đến cửa một lần nữa, xem ra chắc đã tìm được trợ thủ nào đó rồi. Nói xong, Hàn Lập bước nhanh về một giang đại sảnh trong động phủ. Một pháp trận cực lớn và một đài cao như tế đàn được lặng lẽ đặt ở chỗ đó. Đài cao được dựng ở trận nhãn, bên trên có một pháp bàn tám góc. Hàn Lập cũng không nói nhiều lời, giơ tay lên làm phép trên pháp trận. Sau một tràng những tiếng vù vù, cả pháp trận nổi lên một quần ánh sáng trắng, tiếp theo đó là bạch quang chấp động, pháp bàn tám góc hiện lên một màn ánh sáng ngân sắc, bên trên có điểm những đốm ánh sáng trắng lấp lánh không ngừng, cơ hồ như giải rác khắp cả màn ánh sáng. Hàn lập trong khi mở động phủ cũng đồng thời bố trí một lượng lớn vạn lung châu ở phạm vi vài trăm dặm gần động phủ. Hôm nay hắn lướt mắt nhìn lên trên màn ánh sáng, lập tức phát hiện một số điểm màu đen ở mấy nơi cách đó hơn 20 dặm lấp lóe không ngừng. Hàn lập hai tay bấm pháp quyết, những thanh quang xung quanh người phóng ra, lập tức hóa thành một đường cầu vòng bay ra khỏi gian phòng, sau mấy cái chất sáng thì biến mất bên ngoài cửa lớn của động phủ. Cự ly xa như vậy, nhưng với tốc độ độn quang khó có thể tin được của Hàn Lập, cơ hồ chỉ trong thời gian thơm mấy hơi đã đến được đích rồi. Ở nơi đó đang có một con tam thủ thanh hoa cự mãng, một con thú đầu châu thân sư tử màu phỉ thúy và một đạo hào quang màu xám mơ hồ dị thường trôi nổi trên không trung đang thì thầm với nhau điều gì đó. Sau khi Hàn Lập lóe sáng một cái, lập tức hiện thân trên không trung một cách xảo quyệt nhưng bốn con yêu vật phản ứng không hề chậm, đột nhiên hóa thành hai cơn yêu phong và một tia sáng màu xám tháo chạy. Nhưng hài lợi chỉ hừ một tiếng nhẹ, thì ba tia sáng màu đỏ từ trong tay áo bay ra, sau khi chợt lóe rồi vụt tắt, liền xuất hiện phía sau yêu phong và ánh sáng xám, hồng quang phát ra, quấn chặt lấy ba con yêu vật, làm cho chúng không thể nhúc nhích. Hàn lập nhẹ nhàng phất tay áo, ba con yêu vật bị sức mạnh của ba tia sáng màu đỏ kéo xuống phía trước mặt hàn lập. Thú đầu trâu và cự mãng đều vô cùng hoảng sợ, duy chỉ có yêu vật ở bên trong ánh sáng xám lại đột nhiên mở mồm ra nói cái gì đó. Tuy giọng điệu cổ quái khác thường, Hàn Lập nghe không hiểu một chút gì, nhưng khẩu khí lại cơ hồ như có ý uy hiếp. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, cũng không trả lời gì, chỉ nắm tay vào hư không hướng về yêu vật bên trong ánh sáng xám. Một đạo ánh sáng ngũ sắc diễm lệ dị thường bay ra. Ánh sáng xám hộ thể của yêu vật bị hào quang ngũ sắc chạm vào, trong phút chốc bị tiêu tan như tuyết đầu xuân. Còn bản thể của yêu vật vù một tiếng, đã bị Hàn Lập hút lấy vào trong tay, năm ngón tay ấn chặt vào đầu của nó. Cơ thể con yêu vật chỉ dài có nửa trượng, toàn thân lấp lánh lân phiến kim sắc, đó chính là một con ngư yêu bụng sinh tứ chi. Con yêu này, đầu của nó thậm chí còn hóa thành một khuôn mặt giống như nam tử của nhân tộc, chỉ có điều lại sinh ra trên đầu của một con cá, đương nhiên làm người ta sợ sởn cả gai ốc. Hàn lập đối với con yêu vật nào mà chưa từng nhìn thấy chứ, con ngư yêu cấp 6 trước mặt tuy rất đáng sợ, nhưng đương nhiêu sẽ không làm cho hắn cảm thấy kinh hãi một chút nào chỉ nhìn thấy bàn tay hắn ấn vào đầu ngư yêu bỗng nhiên kim hà phóng ra con yêu lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết thân hình cực lớn đang run lên cơ thể cứng ngắc lịm đi hàn lập lại trực tiếp thi triển siêu hồn thuật và bắt đầu tìm kiếm những thứ mình muốn trong nguyên thần của con ngư yêu con mãng xà ba đầu và tiểu thú đầu như nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa cho toàn thân run lên trong mắt đầy vẻ sợ hãi với thần thông bây giờ của Hàn Lập thì tiến hành siêu hồn thuật trên người một con yêu thú cấp 6 là chuyện rất dễ dàng. Chỉ trong thời gian một chén trà đã có thể tìm kiếm sạch sẽ tất cả mọi thứ trong nguyên thần của ngư yêu. Thiên bằng tộc, cung phụng, bảo quang tôn giả, những chữ này cứ hiện lên trong đầu Hàn Lập, làm cho hắn trong lòng ngẩn ra, rồi lập tức thu kim hà trong tay lại, năm đầu ngón tay bỗng lỏng ra. Ngư yêu ngay tức khắc rơi thẳng từ trên cao xuống, một khắc sau, đám tia màu đỏ trói mấy con yêu vật liền lớn lên, thoát cái biến thành một vòng lửa to lớn, rồi bay lên cao, một vòng lửa đỏ sẫm trong nháy mắt đã bao chặt lấy con thú, thoát cái biến nó thành cho bụi. Hỏa liên sáng lên rồi lại biến thành tia sáng màu đỏ, rồi lại nhập vào bên trong tay áo của Hàn Lập. Hàn Lập lúc này mới quay đầu lại, mắt nhìn lên hai con yêu vật còn lại, vẻ mặt khôn chút cảm xúc. Các ngươi gan thật không nhỏ, vì một ít hoa mộc linh mà lại dám có mưu đồ với động phủ của ta sao? Hắn im lặng một lúc rồi mở mồm ra, cũng nói những ngôn ngữ dị tộc. Thông qua siêu hồn thuật, khi trở về không những hắn có thể nắm chắc loại ngôn ngữ dị tộc này, mà còn hiểu đại khái mục đích đám yêu thú cấp trung này liên tiếp đánh vào động phủ của mình. Không có hoa mộc linh, đám đồng bối tu luyện trên hắc ẩn sơn chúng ta không có cách nào thu thập đủ vật để về môn cung cấp, sẽ không tránh được bị thiên bằng tộc rút hồn lột ra, bị đánh cho tiêu tán linh trí. Cho dù biết rõ các hạ thần thông quảng đại, thì cũng đành phải thủ một lần. Con thú đầu trâu rõ ràng là có linh trí rất cao, mở mồm trả lời hắn. Hoa mộc linh, thứ các người nói là loại linh dược này sao? Hàn lập cười cười, một tay lật lên, trong tay đột nhiên hiện lên một đóa hoa tử sắc, bên ngoài rất rốn quả chuông, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. không sai, chính là loại linh thảo này. dãy hắc ẩn của chúng ta linh sơn không ít, nhưng loại hoa này bây giờ chỉ có linh sơn của các hạ mới có. thú đầu châu nhìn chằm chằm vào vật trong tay Hàn lập một lúc lâu, mới phát ra tiếng cười gượng gạo. linh khí của loại hoa này không nhiều cho lắm, cũng không có cách nào để luyện chế ra linh đơn diệu dược gì nhưng đối với sự cung phụng nghìn năm của các ngươi lại có một vị trí hàng đầu. Điều này quả thật có chút kỳ lạ, nhưng nếu khôn có chúng, các ngươi có thể thật sự bị đám người của thiên bằng tộc nghiêm trị. Có điều các ngươi tìm được một con hải long thú mới hóa hình mà đã tưởng rằng có thể tấn công được động phủ của ta thì cũng khó tránh khỏi quá tự cao tự đại rồi. Lại còn lấy 10 đôi kim tủy tê âm trùng làm thù lao, cũng thật khôn tiếc bỏ ra khoản tiền này. Nhưng theo ta được biết, những con kỳ vật nửa tinh nửa trùng này bình thường trốn sâu dưới đất, trong các loại khoáng thạch hiếm thấy, rất khó có thể tìm thấy và phát hiện ra. Cho dù có gặp được, một lúc nào đó bị bắt thì cũng không có cơ hội sống sót, nó sẽ hóa thành một viên tinh thạch. Các ngươi làm thế nào để có thể bắt được kim tủy tê ân trùng này mà còn sống? Hàn lập xoa xoa cầm, ánh mắt chợt lóe lên rồi quay sang hỏi. Chuyện này nói cho các hạ cũng không sao, năm đó sau khi mảnh đất này bị người của thiên bằng tộc phát hiện, trong dãy hắc ẩn sơn, những kẻ có tu vi cao hơn chúng ta không phải là không có, nhưng chúng đều bị tam đại trưởng lão của thiên bằng tộc tàn sát hết, duy chỉ còn độc lại đám chúng ta được phép tu luyện tiếp, tất nhiên là vì chỉ có chúng ta mới có sự thiên phú kỳ lạ, khi hợp sức lại có thể tìm thấy những vật cần cung phụng cho chúng. Nếu không làm sao có thể sống để bây giờ, đột nhiên con thú đầu châu phát ra một tiếng cười lạnh lùng. chương 1404, Kim Tủy Tinh Trùng và Kim Mẫu San Hô Sa. Các người có cách bắt sống được Kim Tủy Tê Ân Trùng sao? Hàn lập mặt không biến sắc, nhưng trong lòng có chút hoan hỉ. Không sai, bộ tộc hảo thú chúng ta chỉ cần có chút thần thông có thể nhận ra loại tê ân trùng này ở trong vô số khoáng thạch. Hơn nữa còn có cách làm cho chúng ta không thể hóa thành tinh thạch. Thú đầu châu hãnh diện nói, tốt, rất tốt, chỉ cần dựa vào điểm này, ta đã có thể bỏ qua chuyện các ngươi đến đây gây phiền phức cho ta, một linh hoa ta có thể cấp cho các ngươi. Hàn lập bỗng nhiên mỉm cười, thần sắc lại trở nên hiền hòa. Có chuyện tốt như vậy ư, có điều kiện gì không? Thú đầu châu thông minh dị thường, vừa vui mừng nhưng lập tức phản ứng lại. Rất đơn giản, mộc linh hoa các người cần bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu. Nhưng làm một trao đổi, cứ người đóa hoa thì các người phải đưa ta một đôi kim tủy tê âm trùng. Ngoài ra đối với kim mẫu san hô sa mà các người cung phụng ta cũng rất hứng thú. Dùng một đến hai loại sa này có thể đổi được một đóa mộc linh. Hàn lập khẽ cười nói, tê âm trùng là vật cung phụng, chúng ta cũng không có nhiều, hơn nữa 10 đôi trong đó đã hứa đưa cho bảo quang tôn giả rồi. Con người của thú đầu châu xoay chuyển, bỗng nhiên nói. Bảo quang tôn giả, đó chỉ là một con hải thú hóa hình mà thôi. Nếu như ta đã muốn loại linh trùng này thì đương nhiên sẽ có cách giải quyết nó. Ta cho các người thời gian 7 ngày để chuẩn bị việc này, 3 ngày sau đó lại đến động phủ ta trao đổi hoa mộc linh. Nếu như không đến thì, Hàn Lập đột nhiên cười một cách đáng sợ, tay áo rung lên, gần đó một cơn gió nhẹ nổi lên rồi người biến mất vào không trung. Thú đầu châu và tam thủ cự mãng cả kinh, Lúc này mới phát hiện, đám tia sáng đỏ quấn chặt lấy mình lúc nãy cũng đã biến mất. Hai con thú lấy lại sự tự do của mình, bất giác quay sang nhìn nhau. Một lúc sau, tam thủ cự mãng quay đầu nhìn theo mọi hướng, cái đầu ở giữa chớp chớp con người màu xanh, rồi bỗng nhiên thấp giọng nói với thú đầu trâu. Người đó quả thật đã đi rồi sao? Thú đầu trâu nghe thấy thì trần trừ một lúc, rồi lập tức há to miệng ra, một viên lục châu trong suốt bay ra. Viên lục châu này cuộn tròn trên không trung, rồi phóng ra một làn ánh sáng màu xanh bao phủ cả hai con thú vào trong. Bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi. Sau khi dùng nội đan của ta làm màn cách âm, thì người đó nếu có dùng thần niệm nghe trộm chúng ta nói chuyện, thì nhất định sẽ bị ta phát hiện. Thú đầu châu chấp chấp mắt, nói như vậy, con cự mãng nghe vậy liền nhẹ nhõm hẳn, vội hỏi. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đổi lấy hoa mộc linh sao? Vật cung phụng không chỉ là chuyện của hai chúng ta, còn cần phải thương lượng với mấy đồng đạo đã nhưng muốn vượt qua lần cung phụng này e rằng chỉ có thể làm như vậy thú đầu trâu cười gượng nói kim tủy tê ân trùng và kim mẫu san hô cũng hiếm có khác thường nếu đem ra đổi thì lần sau sợ rằng sẽ không nắm chắc tìm đủ cự mãng nhắc nhở lần này thì không phải lo tê ân trùng và kim mẫu san hô xa tất nhiên là rất khó tìm nhưng nếu chúng ta bỏ ra thêm nhiều thời gian thì tất sẽ tìm được còn số lượng mộc linh hoa mà người thiên bằng tộc cần lại rất lớn những nơi khác sớm đã khô héo hết rồi chỉ có trên núi mà người này sống mới có thể tìm đủ số lượng cho lần cung phụng này. Thú đầu châu nói có chút bất lực, nếu đã như vậy, chỉ bằng khi người của thiên bằng tộc đến lấy đồ cung phụng thì chúng ta hãy nói với họ, để họ giải quyết tên kỳ quái này. Ba đầu của con cự mãng lắc lắc, đột nhiên nói. Hư, đừng có nghĩ đến chuyện đó, chẳng lẽ ngươi đã quên lần giáo huấn trước ư, cho dù người của thiên bằng tộc có giết được người này, nhưng một linh hoa trên núi tuyệt đối sẽ bị thu đi hết, những đồ cung phụng tuyệt đối đến nửa đóa cũng không có hơn nữa nếu như nói sự thật với họ là mộc linh hoa đã biến mất trên hắc mộc sơn thì thiên bằng tộc còn giữ chúng ta lại nữa không thiên bằng tộc đã nhiều lần lấy được đồ cung phụng chỉ cần mộc linh hoa số lượng đủ thì nếu như những đồ cung phụng khác thiếu một chút cũng không phải là không thể ứng phó được nhưng ngược lại nếu như mộc linh hoa thiếu thì những thứ khác có nhiều đi chăng nữa cũng sẽ không có quả tốt để ăn đâu loại mộc linh hoa này dường như là thứ cực kỳ quan trọng đối với người thiên bằng tộc nếu không phải thiên bằng tộc có sự kiêng kỵ khác thường đối với sương mù đen ở đây tuyệt đối không dám lưu lại ở đây lâu thì họ không chừng sớm đã phái người đóng giữ ở đây rồi thú đầu châu lãnh đạm nói nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù lần này có thể ứng phó được thì lần cung phụng sau chúng ta không có cách nào giao ra đủ đến lúc đó không phải là vẫn có kết cục như vậy sao đám chúng ta đều đã bị thiên bằng tộc hạ nôm ngân một khi rời ra khỏi đây ngoài vạn dặm thì lập tức sẽ tự bạo mà chết Tam thủ cử mãng vội nói, điều này ta đương nhiều là biết, nhưng không cần phải lo lắng tới chuyện này. Ngươi lẽ nào đã quên lời hứa mà vị đại nhân trong sương mù đen đã hứa với chúng ta sao? Chỉ cần lại âm thầm đưa cho hắn linh thạch trăm năm, thì hắn sẽ có thể thần thông đại thành, giải trừ nô ngân cho chúng ta. Đến lúc đó, không phải kiêng kỵ mà trốn đi được rồi. Giọng của thú đầu châu đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên, nhưng ngươi có thể tin được hay không? Đừng quên, hắn trước đây là tiền bối trong hắc ẩn sơn chúng ta, nhưng sau khi thoát chết tiến vào bên trong sương mù đen, lại nuốt được tinh hạch của một con cự quỷ thượng cổ, giờ hắn đã trở thành nửa quỷ nửa yêu rồi. Vạn nhất đến lúc đó hắn lại có biến đổi gì khác. Tam thủ mãng do dự nói, "Thì sao, Hoa huynh lo lắng vị đại nhân đó không giữ lời hứa ư?" "Điểm này cứ yên tâm, vị tiền bối này cũng xuất thân từ Hạo thú tộc, hơn nữa lại có đại thù đại hận với Thiên bằng tộc. Nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không gây điều gì bất lợi cho chúng ta đâu." Hơn nữa chúng ta đã âm thầm mang cho hắn rất nhiều tinh thạch trăm năm giúp hắn tu luyện bây giờ nhìn thấy đại công cáo thành thì còn có thể có lựa chọn nào khác sao thú đầu châu liên tục lắc đầu nói có thể là hoa mỗ suy nghĩ nhiều rồi nhưng rốt cuộc trong sương mù đen kia có thứ quỷ gì mà làm cho thiên bằng tộc sợ hãi đến vậy vị đại nhân đó phải chăng đã tìm hiểu rõ cự mãng có chút hiếu kỳ hỏi không biết nhưng bên trong chắc chắn có gì đó cổ quái cho dù với thần thông hiện tại của vị đại nhân này thì cũng chỉ có thể lưu lại ở ven ngoài của sương mù mà thôi nào dám vào tận giữa nhưng sự tồn tại của sương mù đen này là chuyện rất lâu về trước nghe nói đó chính là chuyện xảy ra khi mà người của thiên bằng tộc lớn mạnh nhất cơ hồ như thống lĩnh cả một phi linh tộc thú đầu trâu cười gượng một tiếng nói điều này cũng có thể bất luận là trong sương mù có tồn tại cái gì thì đối với chúng ta đều không có lợi với tu vi của chúng ta nếu một ngày bước vào đó thì chỉ sau một lúc sẽ bị hút hết máu thịt, hóa thành cốt khô. Tam thủ cử mãng gật gật nói, sau khi thú đầu trâu và cử mãng bàn bạc với nhau vài câu, thì lập tức thu yêu đan lại, hóa thành hai cơn yêu phong, bay đi mất. Ngay lúc hai con thú rời đi không lâu, khôn giang gần đó bỗng chập chờn một nhân ảnh xanh nhạt từ hư không hiện ra. Đó chính là Hàn Lập, hắn ngẩng đầu nhìn hai con thú đã đi xa, cười một cách quỷ dị, đột nhiên nắm một tay chộp vào hư không hướng về nơi hai con thú lúc trước đã đứng. Kim quang chợt lóe lên, bỗng nhiên hiện ra một tiểu trùng kim sắc to bằng móng tay, rõ ràng đó là một con vệ kim trùng đã được thu nhỏ lại mười mấy lần. Con trùng này hai cánh giang ra, bay vào trong lòng bàn tay Hàn Lập. Hàn Lập chỉ một ngón tay vào linh trùng, nhắm hai mắt lại, lập tức thu hồi thần niệm trên người con vệ kim trùng lại, những lời đối thoại của thú đầu châu và tam thủ mãng đều vang lên trong tay hắn. Sương mù đen, nửa quỷ nửa yêu nô ngân có nghĩa gì vậy người của thiên bằng tộc nếu như không có cách nào lưu lại lâu trên đảo này chỉ cần không tồn tại cấp hợp thể thì trong thời gian ngắn cũng không cần phải quá lo lắng thật không ngờ mấy con yêu thú cấp thấp này lại có thể bắt được những thánh dược luyện thể như linh tùy tê âm trùng đây là thứ mà những trưởng lão hợp thể kỳ trong thành thiên uyên cũng không có cách nào tìm kiếm được có nó rồi lại tìm thêm được một số linh vật khác cộng thêm cơ thể kim cương xá lợi của ta thì sẽ có thể học được kim cương pháp thân của phật tông có thể đem phạm thánh chân ma pháp tướng của A ngưng luyện thành một thực thể. Còn nói về kim san hô sa, nó cũng là một vật hiện tại cần gấp, nếu như dùng nó để luyện xâm nhập vào huyết nhục, thì sẽ làm cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. Hàn lập tự lẩm bẩm mấy câu, vui vẻ khác thường. Một lúc sau, Hàn lập không cười nữa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, khóe miệng hơi nhé lên. bóng từ sau lưng hư ảnh của đại bàng và phượng hoàng ngũ sắc lóe sáng, một đôi cánh trong xuất hiện lên. Chỉ động hai cánh, một cái thì thân hình hàn lập đã phóng ra một thanh quang chói mắt, chớp lóe xuống, cả người hóa thành một sợi tơ óng ánh bắn nhanh ra. Trên không trung chợt hiện ra một vệt sáng xanh rất dài, dường như xé rách hư không, từ chỗ tia sáng bắn ra nối đến thẳng chân trời. Rồi sau một khắc, một đầu của vệt sáng dài đó linh quang lóe lên, sợi tơ óng ánh đã xuất hiện ở trong đó. Lại lóe sáng, lần này chìm vào phía chân trời không còn thấy bóng dáng nữa khi Hàn Lập khởi động hai cánh lôi phong đã biến thành linh bảo thì tốc độ của độn quang đã nhanh gấp mấy lần so với tốc độ thông thường. Chỉ trong quang cản hơn hai ngày, đã có thể bay ra khỏi hòn đảo, xuất hiện trên một vùng biển cách đó vài trăm dặm. Vùng biển này khắp nơi phân bố các đám san hô khác nhau, lớn thì như một hòn đảo nhỏ, bé thì chỉ có thể đứng được một người. Đây chính là động phủ của bảo quang tôn giả mà hắn tìm được thông qua siêu hồn thuật. Vị tôn giả này chẳng qua chỉ là một con yêu thú cấp 8 hóa hình mà thôi. Từ 200 năm trước nó đã dạo chơi đến vùng Hà Ni rồi thu phục được 78 con hải thú cấp thấp và trung gần đó và định cư ở đây. Đám yêu thú đầu châu trên đảo đã từng trao đổi một số linh dược với thủ hạ của con yêu này nên mới miễn cưỡng kéo thêm một chút giao tình. Cho nên khi đơn độc không công phá được động phủ của Hàn Lập mới nghĩ đến việc dùng kim tủy thê ân trùng để trao đổi lấy sự trợ giúp của nó. Đương nhiên cũng là do đám tiểu thú đã đoán sai tu vi thực sự của Hàn Lập cho rằng cũng chỉ là tồn tại ở cấp nguyên anh mà thôi nên mới làm như vậy. Nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho mình. Hàn Lập không bỏ lỡ thời cơ, một tay lật lên, từ trong tay áo vươn ra một bàn tay phát ra ánh sáng màu đen, từ từ ấn xuống phía đám san hô. Ầm ầm đùng, một tiếng nổ cực lớn vang lên, từ trong lòng bàn tay hiện ra hư ảnh một ngọn núi nhỏ, phình to lên trong quang hà màu xám, rồi hóa thành thực thể ép chặt xuống phía dưới. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của Hàn Lập, nguyên tử thần sơn lập tức phình ra lớn đến cả nghìn trượng, nguyên tử thần quang ở dưới đáy cuồn cuộn phóng ra đem toàn bộ bề mặt biển san hô lớn đến vài mẫu đều bị bao phủ phía dưới. Chương 1405, Thạch Đôn, Cự Sơn vẫn chưa thật sự đập đến bên trên đám san hô thì đã phát ra những tiếng ầm ầm cực lớn. Những nơi mà ánh sáng xám đi qua thì tất cả đá ngầm đều hóa thành bột vụt, nước biển gần đó chịu áp lực cũng lật lên cuồn cuộn, một con sóng cực lớn cao đến cả trăm trượng trong nháy mắt đã hình thành, đập lên bốn phía bắn tung tóa. Hàn Lập làm náo động lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động đến động phủ ẩn phía dưới dãi san hô chỉ chốc lát sau một phần mặt nước biển ở gần đó bỗng từ dưới bay lên hai luồng yêu khí một đỏ một xanh từ trong một luồng yêu khí truyền ra một tiếng quát mắng lớn người nào đó dám đến làm loạn trước động phủ của chúng ta không biết đây là nơi ở của bảo quang tôn giả đại nhân sao hàn lập nghe thấy vậy cũng không nói gì chỉ hướng ngón tay tùy ý điểm lên cự sơn một cái quang hà màu xám phía dưới cự sơn bay vòng vòng rồi sáng lên vây tròn cuốn hai luồng yêu khí vào trong. Sau khi Hà Quang quay cuồng mấy vòng thì từ bên trong phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Hai con yêu vật trong hai luồng yêu khí đã bị nổ tung trong Hà Quang, hóa thành cơn mưa máu rồi biến mất. Gió chỉ là hai con hải yêu cấp 6, Hàn Lập hoàn toàn không thèm để ý tới. Một khắc sau, cự sơn lập tức tấn công mạnh vào mặt biển. Lập tức một xoáy nước cực lớn nổi lên dưới sức vặn của nguyên từ thần quang, nước biển bốn phía xoay chuyển nhanh như ác ma giết gào, mặt biển gần đó lập tức bị khuấy lên đến mức long trời lở đất. Còn ở phía sâu dưới biển, vô số tôm cá bị dọa sợ cho kinh hoàng chạy trốn tứ phía, trong đó cũng có cả mười mấy con hải thú không biết tên, thân dài hơn một trường. Hàn lập lần này tùy ý thúc động uy lực của nguyên từ thần sơn, cuối cùng làm cho phía dưới mặt biển truyền lên một tiếng gầm phẫn nộ dị thường, bỗng nhiên từ bên cạnh xoáy nước bay ra năm luồng hắc khí. Luồng hắc khí đầu tiên cuộn lên, đột nhiên hiện ra một đại hán cơ thể hùng vĩ, đầu mọc một cái bướu, toàn thân cốt giáp màu xanh lam, tay cầm một đôi chùy lớn màu đen. Hàn Lập nhìn thấy liền nở một nụ cười ở khóe môi, không đợi đối phương mở mồm đã thúc giục nguyên từ thần Sơn. Lập tức cự Sơn cao nghìn trượng sáng lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, đại hán Lam Giáp chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình có bóng đen, vội vàng ngẩng lên thì chỉ thấy lọt vào mắt là cả một mảng đen xì đang áp xuống. Nguyên từ thần Sơn đã xuất hiện trên đầu hắn, đang nện xuống với khí thế hừng hực, khi còn chưa tiếp cận hắn thì một cơn cự phong đã thổi đến làm hắn đứng không vững. Đại hán vô cùng hoảng sợ, thậm chí ngay cả hàn lập hắn cũng không nhìn, vội vàng ném hai cái chùy về phía cự sơn, rồi lăn lên trên mặt đất, lập tức hóa thành một con dao long màu xanh dài hơn 10 trượng, rồi chợt lóe lên trốn chạy. Bịch bịch hai tiếng vang lên, hai cái chùy lớn màu đen hóa thành cực lớn vài trượng, nhưng đập vào ngọn núi thì không để lại vết tích gì, ngược lại, sau khi ánh sáng màu xám quay một vòng thì hai chiếc chùy đó đã mất đi sự kiểm soát mà rơi thẳng xuống. Còn con dao long, nó chưa kịp chạy tới nơi khác, vừa mới bay được hơn 30 trượng thì ánh sáng xám lóe lên, con dao long màu xanh cũng bị bó chặt, không có cách nào cửa quậy được. Lúc này, Hàn Lập mặt không chút biểu cảm nào lại chỉ tay điểm vào cự sơn. Cự sơn quay tròn trong không trung, lập tức một lực vô hình cực lớn sinh ra ở phía dưới, trong cho bụi, con dao long màu xanh chưa kịp kêu lớn lên những tiếng kinh khủng thì cơ thể đã bị lực đó ép thành thịt vụn, chỉ trừ lại một cái đầu dao long cực lớn là còn nguyên vẹn. Cho dù cơ thể dao long vô cùng rắn chắc được liệt vào hàng những yêu thú đứng đầu, nhưng một con dao long cấp 8 làm sao có thể ngăn cản nổi uy lực của nguyên từ thần sơn. Con dao long này thậm chí còn chưa thể nhìn rõ dung mạo của Hàn Lập thì đã bị hủy đi thân thể. Nhưng nguyên thần may mắn còn sót lại trên đầu dao long không biết đã thi triển thần thông gì mà đã hóa thành một lam quang chói mắt thoát cái đã dẫy dụa thoát ra khỏi những luồng ánh sáng xám liều mạng bắn ra ngoài chính vào lúc này một con hỏa điều ngân sắc gào thét từ trên trời bay xuống tốc độ cực nhanh chỉ thoáng một cái đã va vào đầu con dao long một tiếng kêu thảm thiết phát ra một con tiểu dao màu xanh xông từ trong đầu con dao long ra muốn chạy trốn nhưng ngân diễm chợt lóe lên và thoát cái bị hóa thành hư không chỉ còn lưu lại một viên dao mạc lẳng lặng trôi nổi trên không đây đương nhiên là kết quả do hàn lập dốc hết sức để khống chế phệ linh thiên hỏa lưu lại còn về bốn con hải thú trong hắc khí, vào lúc cự sơn xoay chuyển đã sớm không thể kháng cự lại, biến thành huyết xương, ngay cả tinh hồn cũng không may mắn thoát được. Hàn lập thấy một hơi đã giết chết năm con yêu, cười nhạt nhấc tay lên ra một chiêu, đầu của con dao long lập tức bay vụt đến, bị hút vào trong lòng bàn tay. Hai mắt hắn hơi híp lại thăm dò chốc lát, trên bàn tay một ánh sáng chợt lóe lên, đầu dao long biến mất, nó đã bị hút vào trong chữ vật chạc. Bàn tay màu đen hướng cự sơn vỗ một cái vào hư không, nguyên từ thần sơn nghìn trượng liền mở đi, nhạt dần và hóa thành hư ảnh, cuối cùng biến mất trong hư không. Hàn lập thu cự sơn lại, tay áo rung lên, quay người bước đi. Nhưng hắn li mắt nhìn thấy xoáy nước cực đại phía dưới vẫn chưa tiêu tan thì sau một lúc do dự, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Thanh quang khắp người hắn hiện lên, rồi hóa thành một cầu vồng xanh nhập vào trong xoáy nước. Những nơi mà cầu vồng xanh đi qua thì nước biển đều tự rẽ sang hai bên, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện trước đáy hòn đảo nhỏ phía dưới đám san hô. Hàn Lập liếc mắt nhìn ngọn núi, rồi ngắm bắn thẳng vào sườn núi, một vệt kiếm quang kim sắc bắn ra, lóe lên rồi biến mất dạng vào trong hư không. Oanh, sau một tiếng nổ vang lên, đầu tiên là luồng ánh sáng hai màu vàng lam nổ tung ra, tiếp theo đó là một tầng ánh sáng lam hiện lên, nhưng cũng chỉ lóe lên một cái rồi nổ vỡ vụn ra. Ở phía sườn núi hiện ra một cửa lớn san hô màu trắng. Hàn Lập mỉm cười, ở đây chắc là động phủ của bảo quang tôn giả. Lại một đường kiếm khí vọt qua, cửa san hô hóa thành bụi trong kim quang, bên trong đó nước biển không còn, hiện ra một thông đạo màu xanh trông như một hành lang. Ánh mắt hàn lập chợt lóe lên, thân hình thoáng một cái đã đi vào bên trong. Thông đạo rất dài, có vẻ như gần 100 trượng. Khi hàn lập từ từ xuất hiện ở phía cuối thông đạo thì lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy một căn phòng lớn rộng đến khoảng 5, 60 trượng, nguy nga lộng lẫy, lót phía dưới đất đều là những tảng ngọc đẹp trắng nõn không tỉ vết, và cứ cách khoảng một trượng bốn bức tường thì lại có một viên dạ minh châu lớn, lấp lánh phát quang được khảm lên trên. Còn ở trên trần nhà có treo một cụm san hô màu đỏ như lửa, tỏa ra sự ấm áp, xua đi tất cả hơi nước trong động phủ. Hàn Lập có chút bất ngờ về nơi xa xỉ này, ánh mắt xoay chuyển, rồi nhìn vào một cái thạch đôn màu xám trắng được đặt ở một đầu căn phòng. Vật này thô giáp kỳ lạ, dường như chỉ được chế tạo từ một loại đá bình thường, nếu không phải là nó ở phía trước cái bàn ngọc tinh xảo dị thường, thì e rằng nó chỉ được coi là một tảng đá to hơi dẹt mà thôi. Nhưng trong một căn phòng lớn như vậy, tất cả mọi thứ đều sặc sỡ lóa mắt, chỉ có cái thạch đôn này lại chẳng có chút thu hút, không khỏi có chút kỳ quái. Hàn lập nghiêng đầu suy nghĩ, một tay hướng vào thạch đôn, nắm vào hư không, muốn hút nó về phía mình để xem kỹ một chút. Nhưng một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, dưới lực hút vô cùng lớn do thần thông của hắn tạo thành, chiếc thạch đôn lại hoàn toàn không động đậy. Hàn lập chợt dùng mình, thầm suy nghĩ một chút, rồi từ từ bước về phía trước đưa ngón tay ra chạm vào thạch đôn đầu tiên là một luồng băng hàn chạy dọc từ đầu ngón tay chạy lên cánh tay khi hàn lập chưa kịp dịch chuyển cánh tay ra thì lại có một luồng khí nóng tràn lên hàn lập vô cùng kinh ngạc rồi hắn dứt khoát đặt cả bàn tay lên trên thạch đôn thì chỉ cảm thấy hai cảm giác nóng lạnh khác nhau đang không ngừng chuyển biến sau đó trong cánh tay hắn lại chuyển hóa thành một hơi ấm rào rạt làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu hắn nhìn vào cánh tay và vẫn chưa phát hiện ra điều gì không thỏa đáng Hàn Lập hơi nhăn mày lại, toàn thân lan tỏa ra những ánh kim quang, hơi dùng lực ở năm đầu ngón tay, muốn trực tiếp nắm lấy thạch đôn cao có vài thước này. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy năm đầu ngón tay phát ra kim quang chói mắt, cơ hồ như che khuất cả cái thạch đôn này, nhưng nó hoàn toàn không động đậy. Hàn Lập có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ gì thêm, liền dùng bàn tay kia đặt lên trên thạch đôn, hai tay đồng thời dịch chuyển khác thường, một tay thì biến thành màu đen bóng loáng, một tay hóa thành trắng tinh trong suốt. Hai cánh tay lóe lên một cái, từ trong cơ thể Hàn Lập phát ra một tiếng nổ vang như pháo trúc, đồng thời một sức mạnh không thể tin nổi tuôn ra, trực tiếp ảnh hưởng đến Thạch Đôn. Những âm thanh ồn hoàng vang vọng, cả căn phòng lớn như rung lên, Thạch Đôn cuối cùng cũng đã hơi lay động, nhưng lập tức lại trở về vị trí cũ. Lấy Thạch Đôn làm trung tâm, tất cả mặt của căn phòng lớn lập tức nứt ra vô số những khe nhỏ dài, rồi dưới mắt Hàn Lập, tất cả những chỗ khe nứt đi qua thì những viên gạch bằng ngọc gần đó đều bị rung chuyển biến thành bột vụn, lộ ra một nền đất thô ráp và đen xì. Huyền thiết tinh, Hàn Lập vừa nhìn thấy đã nhận ra lai lịch của mặt đất màu đen này, ánh mắt hoàn toàn tỏ ra bất ngờ. Nhưng lập tức hắn thu ánh mắt đó lại, một lần nữa nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thạch đôn phía trước. Thạch đôn lúc này lại chìm sâu vào mặt đất gần một nửa, dường như trời sinh nó đã được gắn vào trong đó vậy. Hàn Lập thở dài một hơi, vật này tuyệt đối không bình thường, cái khác thì không nói, chỉ dựa vào sức nặng của vật này đã tuyệt đối là thứ mà trong cuộc đời này hắn mới thấy lúc nãy tuy hắn không triệt để phóng ra phạm thánh chân ma công nhưng dựa vào sự phối hợp của cơ thể chắc khỏe và hai cánh tay bách mạch luyện bảo quyết của hắn lại không có cách nào nhấc được thạch đôn đó lên sức nặng của vật này tuyệt đối là phải trên mười mấy vạn cân nếu hắn không nhớ lầm thì thứ nặng nhất trong tất cả những nguyên liệu quý hiếm hình như chính là thiên huyền trọng kim trong tin đồn một miếng thiên huyền trọng kim nhỏ bằng đầu cái móng tay đã đủ để đè bẹp một đại hán lực lưỡng xuống đất còn phân lượng của chiếc thạch đôn này tuy chưa có cách nào dò xét rõ ràng nhưng nhìn vào thể tích của nó, dám chắc sức nặng của loại vật liệu này sẽ không nặng dưới Thiên Huyền Trọng Kim, thậm chí có lẽ còn nặng hơn vài phần. Ý nghĩ như điện vụt qua, nhưng sự kiểm nghiệm trong tay lại hoàn toàn khôn có ý dừng lại, chỉ thấy kim quang lóe lên, một kiếm khí chém phụt xuống. Phù một tiếng, kiếm khí đã tản ra rồi bị hủy trên bề mặt của thạch đôn, hoàn toàn vô hiệu. Nhưng Hàn Lập cũng không hề cảm thấy kỳ lạ, vật này đặc biệt như thế, nếu nó ngay cả một kiếm khí cũng không chống lại được thì e rằng lại làm hắn thất vọng nhưng cũng vì thế mà sự hiếu kỳ của hắn càng tăng lên. Một tay lật lên, một thanh kiếm nhỏ dài vài tắc hiện ra, nhưng khi kim quang phóng lớn ra thì nó liền hóa thành trường kiếm kim sắc. Hàn lập một tay cầm kiếm, hoàn toàn không trần trừ chém mạnh vào thạch đôn. chương 1406, biến dị, một tiếng nổ càng lớn hơn vang lên, vô số kim mang phóng ra mãnh liệt từ trên thạch đôn. Nhưng hàn lập mặt hơi biến sắc, sau khi tay vừa thu trường kiếm lại, thạch đôn lại một lần nữa xuất hiện toàn vẹn không tổn hao gì thanh trúc phong vân kiếm sắc bén dị thường, vậy mà cũng không có cách nào làm tổn hại đến vật ấy mảy may. Mắt hàn lập chợt lóe sáng, hất vạt áo về phía thạch đôn, đột nhiên một đám hỏa cầu màu bạc bay ra. Sau một tiếng vang nhỏ, hỏa cầu bọc lấy thạch đôn vào giữa, và phát ra những tia lửa nổ lách tách. Nhưng thạch đôn vẫn lặng lẽ nằm đó, không hề có bất cứ biến đổi nào. Nhưng thần niệm của Hàn Lập vừa lướt qua bề mặt của Thạch Đôn, trên mặt ngược lại hiện ra một tia vui mừng. Hắn cũng không đi đâu nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi ngay bên cạnh thạch đôn, hai tay bắt quyết, thôi động phê linh thiên hỏa tiếp tục luyện vật ấy. Từ giữa hai tay, một nguồn linh lực tinh thuần không ngừng truyền vào trong ngân sắc hỏa diễm. Cứ như thế, thời gian từng chút một trôi đi, đã qua đi một ngày một đêm. Đột nhiên Hàn Lập khẽ quát một tiếng, ngân diễm liền trở lại thành một con hỏa điều bay trở về, sau khi xoay quanh một vòng, liền biến mất vào trong tay áo. Hàn Lập lúc này đã đứng dậy, một lần nữa tiến đến trước thạch đôn, bắt đầu chăm chú nhìn. Nhìn một cái, thạch đôn hầu như giống như trước, không có giết dị thường. Nhưng trong con mắt của Hàn Lập, dưới làn ánh sáng xanh, bề mặt đã có chút dấu vết tan chảy, nhưng dấu vết rất nhỏ hầu như mắt thường không thể nhận ra được. Theo như tính toán của hắn, nếu như thật sự làm tan chảy hoàn toàn vật này, không có thời gian 10 năm thì căn bản là đừng nghĩ đến. Nhưng Hàn Lập không những không buồn bã mà lại vui mừng. Đối với những người tu luyện như bọn họ, thời gian 10 năm căn bản không là gì cả, nhưng vật này kỳ lạ như vậy, chắc chắn là một dị bảo. Tên bảo quang tôn giả kia không biết làm sao mà phát hiện ra vật này. Với thần thông của hắn nương nhiều đừng hòng động vào vật này, chắc là đánh dứt khoát lấy vật này làm trung tâm, liền mở ra gian động phủ ở đây. Định sau này sẽ nghĩ cách xử lý. Hàn lập trước mắt đã đoán ra được 788 phần hành động lúc đầu của tên Lam Giao, tuy nhiên làm thế nào đem được vật này đi đúng là một chuyện phiền toái. Dù sao vật này cũng nặng như thế, nếu cho vào chữ vật chạc, sợ rằng sẽ lập tức đè nát không gian chữ đồ. Đành chỉ có thể dựa vào cơ thể mang vật ấy đi. Nhưng hắn sợ rằng cho dù vận hết phạm thánh chân ma công, một lần cũng chỉ có thể đem đi một phần ba. Nếu không đến độn quang cũng không thể điều khiển lên được. Hàn lập nhìn thạch đôn, trầm ngâm hồi lâu, tay áo vừa tung lên, ù ù tiếng xé gió, hai đóa kim hoa bay ra từ tay áo, sau khi xoay vòng một cái, liền biến thành hai con mẫu chỉ đại kim sắc giáp trùng, chính là phệ kim trùng đã trưởng thành. Mồm kêu lên một tiếng, phê kim trùng lập tức bay đến trên thạch đôn, từ hai hướng khác nhau bắt đầu nuốt từ trên xuống dưới. Hàn lập không chấp mắt nhìn chằm chằm vào cử động của phệ kim trùng. Tuy phệ kim trùng có tiếng là vô vật bất phệ, nhưng thạch đôn này kỳ lạ như vậy, cho nên hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu, không biết con trùng này có thể phát huy tác dụng hay không. Nhưng lát sau sự lo lắng trong lòng hàn lập đã không cánh mà bay. Phệ kim trùng tuy tốc độ nuốt rất chậm chạp, nhưng qua một lúc, hai cái hố nhỏ quả thực xuất hiện trên thạch đẳng quả nhiên là có thể cắn được vật này. Hàn lập trong lòng mừng rỡ, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hai con vệ kim trùng cánh run lên hai tiếng phạch phạch từ trên thạch đôn rớt xuống, phát ra âm thanh lớn như tiếng nặng rơi xuống đất. Hàn lập giật mình, một lúc lâu sau hắn mới giơ tay, kim quang chợt lóe, hút vệ kim trùng vào trong tay. Kết quả phát hiện vệ kim trùng vừa vào trong tay thì vô cùng nặng, vượt xa so với trọng lượng thông thường của linh trùng. Hàn lập chớp mắt, không giấu được sự kinh ngạc, nhưng may mà con trùng này ngoài quá nặng ra, tất cả những cái khác vẫn bình thường, hai cánh và cơ thể vẫn động đậy không ngừng. Hàn lập chăm chú nhìn con trùng, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu ra sự tình. Hiển nhiên là với sự đặc biệt của chất liệu thạch đôn, cho dù là phệ kim trùng cũng không thể tiêu hóa ngay được, cho nên một lần nuốt quá nhiều thì lập tức vượt qua cực hạn. Xem ra phải qua một quãng thời gian mới có thể hồi phục lại bình thường.